thích người đàn ông cái mông to chị. Như vậy dạ nhìn cho quyến rũ chị cũng dễ thương, vậy là khởi đầu nó thành công rồi. Dễ thương, hy vọng ngày hôm nay có sự góp mặt của gia đình bên họ nhà gái thì cái tình yêu sẽ được thăng hoa và nảy nở. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến đến cặp đôi thứ hai, xem ngày hôm nay họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả Mang? Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Rồi em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thu Hiền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ hiện tại em làm kỹ thuật viên cho một công ty thiết bị y tế vậy. Rồi xin mời bạn trai. Xin chào tất cả mọi người và chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Đặng Văn Bình. Em năm nay 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2. Dạ em dạy tin ạ. Hả? Tin học. Em dạy tin học. Tin học hả? Dạ, dạ. Dạy trường có nhiều cô giáo xinh lắm. Không làm quen tới đây để làm gì? Tất cả giáo viên trong trường thì đều là lượng tuổi hơn em hết. Quan trọng là cái nhìn đầu tiên mình chả có ai là đối tượng hết. Chưa có bạn gái hả? Dạ không, là hồi nhỏ đến lớn sinh viên đại học thì mẹ em cứ nói là Mỹ cứ lo mà học đi, mai kia ra trường làm việc đã rồi từ từ kiếm người yêu được con. Thế là em cứ nghe lời mẹ đến giờ luôn. Chưa có mối tình bắt vai nào? Dạ chưa. Đó, bên này chưa có mối tình nào đó nha. Nhưng mà quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Huế ạ. Huế, rồi, em quê ở đâu? Dạ, em ở Củ Chi chị. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Em thì nói chung em thấy em hoàn hảo lắm chị. Hoàn hảo lắm? Tại sao lên đây ngồi? Bởi vì em cũng thắc mắc đó chị. Tại vì hồi đó giờ cứ em thích ai cái là người đó không thích em. Gì kỳ vậy? Cái người mà người ta thích em cũng thích lại luôn. Treo ngoè trong ngoảy vậy đó ha. Dạ, cái riết cái em chán quá cái em không muốn gặp ai nữa. Rồi, đó là không có khuyết điểm gì hết. Dạ, để có gì của mình là gì? Em biết nấu cơm nè chị. Em biết chăm trẻ con nè. Rồi em biết làm đồ handmade nữa. Nói chung là ai lấy em về chứ sướng lắm. Sướng là sướng sao bạn? Sau này em nghĩ là em sinh mấy đứa con em cũng chăm được á. Hay quá ha, tính kỹ luôn mà muốn sanh mấy đứa. Dạ, nói chung là tùy khả năng rồi chị. Bạn trai bên kia thấy làm sao? Dạ em nghĩ thì em làm nhà nước nên chị hai la đủ thôi ạ. Hiện nay thì ở với ai? Hiện tại đang ở với anh và chị. Ở đâu? Dạ ở quận 12. Nhưng mà sau này lấy vợ thì ở đâu? Ở chung với anh chị luôn à? Dạ không, ba mẹ em để lại cho em nữa. Rồi vậy khỏe. Có nghĩa là nhà đó chia đôi cho hai anh em phải không? Dạ không, ba mẹ em có hai căn. Bây giờ vấn đề chúng ta có sở trường gì để nói cho bạn gái bên kia biết? Sở trường thì em nói là em nghĩ là mình siêng. Siêng là sao anh? Siêng năng hả? Chịu khó, nghe lời. Nghe lời bạn. Nghe lời ai? Dạ tất nhiên thì phải nghe lời vợ vị mẹ đó. Vậy luôn á hả? Dạ. Rồi còn gì nữa? Làm thơ. Làm thơ. Huệ mong Huệ mơ mà làm thơ là hay lắm, làm thử. Dạ, tiện thể đấy thì em cũng gửi tặng mọi người một đoạn thơ do em nghĩ ra. Rắn tê mô rửa của túi ơi. Túi đã thương ó thiệt mất rồi. Ó không son phấn, môi không thắm. Chỉ tóc ó dài, chỉ thế thôi. Dịu không? Dạ không chị. Có cần dịch không? Dạ dịch lại đi anh ơi. Đọc lại, đây dịch. Dạ rắn tê mô rửa mà có nghĩa rắn là ở đâu? Đọc đi tôi dịch ông. Tôi biết dịch. Dạ rắn tê mô rửa của tôi ơi. Ừ là hỏi cái cô bạn gái xinh xinh của tôi đâu rồi? Tôi đã thương ó thiệt mất rồi. Ờ anh đã thương em là thật sự đó. Ó không son phấn, môi không thắm. Ờ ó không có đánh son nhưng mà cái nền cái môi ó không có đỏ. Chị tóc ở dài chị thế thôi. Ờ đơn giản tóc của em chỉ dài mà anh rất thích. Tôi dịch vậy là tôi nâng lên lắm luôn rồi đó nha. Đồng hương đó. Chị Cát Tường ngoài Huế đó, người Huế đó. Ngạc nhiên chưa? Dạ. Cái ảnh ní mà là chứ tê. Thôi trừ thích người bạn gái sao? Thì em không có cao nên em không yêu cầu người phải cao hơn mình. Em cao mấy? Dạ em cao 1m6 ạ. Răng lung rửa. Em không thích chi? Dạ không thích về bạn gái thì... Chuyện lạ tôi. Dạ em nghĩ thì em cũng có thích. Nhưng nhuộm tóc đô một cách dữ dội.
Nhưng mà anh nghĩ nhuộm tóc bình thường mà, nhuộm đẹp mà. Thật sự em cũng thích mà mẹ em cũng thích. Thí dụ giờ em thích mà mẹ em không thích thì sao? Tại vì đa số mẹ em về em cùng quan điểm, nên đa số là giống như những cái em thích mà em đều thích. Làm dâu được không? Bây giờ bạn gái nghe hết rồi đó, bạn cảm nhận thế nào? Làm dâu được không? Làm dâu được chị. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích người đàn ông thấp, em thích cao cho đẹp. Người tính tình thì em không thích người đàn ông mà lười biếng chị. Thích là em thích người đàn ông có lập trường nè, đừng có nói mà làm nhiều. Rồi thích người đàn ông cái mông to chị. Như vậy? Dạ nhìn cho quyến rũ chị. Quyến rũ? Mông to quyến rũ? Hồi xuống đi thôi. To không to không anh Linh? Sao kỳ vậy? Sao nói lại cái nhu cầu đó coi. Dạ em thích nhìn người đàn ông từ phía sau anh à. Nhìn ảnh từ phía sau mà cái mông anh không to, cái nhìn không đẹp. Thì rủ bây giờ em gặp một người rất là thương em, chăm sóc cho em đầy đủ điều kiện hết, nhưng mà hơi thấp hơn em thì sao? Nói chung là em cũng quan trọng vào cái cảm giác ban đầu nữa anh. Ví dụ như chút mà kéo màn lên em nhìn anh đó em thấy thích thì mấy cái đó em mở qua được. Rồi cái này được, cái này được, bảo đảm em nhìn thích. Mình đi có ai đi theo mình không? Dạ có mẹ với lại dì với bạn em chị. Mẹ dì bạn nữa? Dạ. Đâu rồi mẹ dì bạn đâu? Xin dạ chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. À chị là mẹ hả? Mẹ. Dạ chị thấy cái anh bệnh sao chị? Nói chung thì cũng được. Có lùn quá không chị? Cũng không đúng yêu cầu của con gái. Vậy sao được chị? Thì nói chung tính tình nói chuyện thì thấy được dễ thương, nói chuyện hiền. Dễ thương mà. Hiền. Rồi cảm ơn cô nhiều. Mình có đi với ai không? Thì em tới với chị đồng nghiệp với em mẹ. Chào dì. Chị thấy cô bên này sao? Thầy cùng sinh. Là phù hợp với cháu mình không? Dạ phù hợp ạ. Dạ. Thôi bây giờ này nè, ở đây người ta nói là ăn thua là nhìn mặt nhau anh Linh. Đúng rồi, ăn thua nhìn mặt cái cảm nhận thôi. Mới được chứ giờ mình có nói quá mà người ta nhìn không được thì cũng như không à. Rồi, kéo màn lên đi. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em chào anh. Chào, anh chào em. Em có thích chụp hình không? Dạ em thích lắm anh. Em nghĩ thì anh nghĩ thì em chụp hình, con việc con là giống như Photoshop hay là muốn làm đẹp như nào đó là việc của anh ha. À, anh mới làm Photoshop hả anh? Ok, tại vì anh dạy tin mà. Dạ. Mới bên cạnh đó anh nhìn em xinh rồi, anh nghĩ thì không cần Photoshop hay cái gì đó thì em cũng là xinh rồi. Dạ cảm ơn anh. Lành quá. Quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Anh nghĩ thì tình yêu thì theo anh thì không nên phân biệt. Dạ. Phân biệt là sao anh? Giống như mình, anh nghĩ tình yêu thì không có phân biệt tuổi tác là một này, không phân biệt giàu nghèo hay là không phân biệt giữa cao thấp. Em có thấy cái giọng nói Huế của anh có thấy khó chịu hay là khó nghe không? Anh cảm ơn anh. Tặng gì nói luôn đi. Thực sự đó là bánh lọc Huế. Dạ. Mà khi tuổi thì anh về gì thì tôi nói không biết là còn được bên kia hay là gì đó không, nhưng mà ý là muốn có một tấm lòng nào đó để gửi tặng bạn gái qua cái ăn cái bánh lọc, tại vì đó là cái em làm á, là anh làm tự tay anh em làm đó hả? Dạ dạ. Anh nghĩ thì làm cả tuần rồi đó giờ mới đem đi tặng. Dạ không, mà mới thực sự là mới nở sống buổi sáng ạ. Buổi sáng em đi gạt thí xong về là nhờ gì hấp dâm ạ. Em có thấy cái em nghe giọng Huế của anh, em có thấy cảm giác giống như mình khó chịu hoặc là khó nghe không? Tại vì hồi đó giờ em chưa có tiếp xúc với cái người Huế nhiều anh, nên là em hơi bị khó nghe. Hát tỏ tình bài đi chứ nói người ta khó nghe. Tại vì chắc rúng quá nên thành ra em không có hát được nguyên bài, nhưng mà em sẽ hát đúng rồi. Câu tặng bằng nữ. Không có thời gian hát nguyên bài đâu. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Lại hát lại, tặng lại. Tặng lại đi em. Dạ, em hát đó hả chị? Ừ. Kệ, dạ, anh Dũng, anh chuẩn bị tinh thần trước nha anh, tại vì em hát hay lắm á. Vỗ tay.
nuôi nuôi thuyền thuyền máy máy nước nước. Dạ rồi anh. Dạ hay không anh? Hay không anh? Nói chung bốn cái thứ đó không liên quan gì tới nhau hết trơn á. Vậy là hổng rồi đó. Thôi mình dọn bánh bột lọc ra ăn đi. Dọn bánh bột lọc ra ăn đi. Chuyện. Em có thích ăn bún bò Huế không? Dạ hả? Dạ em thích ăn anh. Tại vì anh nấu ăn được. Dạ. Đặc biệt là món bún bò Huế anh cũng nấu được. Nên nếu mà em đồng ý thì anh sẽ trở về nhà anh và anh sẽ thực hiện. Em thấy răng. Dạ thấy cũng được chị. Thôi quyết định. 2 phút đã hết. Chúng ta quyết định suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý nhấn nút với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Một giọng nói rất là cảm tình và rất là dễ nhớ ấn tượng. Nhưng tại sao bạn nữ không bấm? Dạ như em cũng nói lúc đầu là em quan trọng cái cảm giác ban đầu nữa. Nhưng mà em chưa thấy được cái sự đồng điệu giữa hai người với nhau. Dạ. Nhưng mà em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái món quà này là em tự làm. Nên như em cũng thích chụp hình á. Nên là em làm cái cuốn rapbook này. Hy vọng là sau này anh sẽ lưu giữ là những khoảnh khắc. Anh cảm ơn em. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Minh Hiếu. Em sinh năm 1987. Năm nay em đã 35 tuổi. Em sinh ra ở Hà Giang và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À, từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình hả Hiếu hả? Dạ vâng ạ. Rồi, thấy chưa? Thấy tinh thần của nhà trai chưa? Từ Hà Nội vô đây đó. Mời nhà gái. Mời em. Dạ, em chào hai anh chị MC, chào bạn nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lại Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên kiểm thử phần mềm. Và em đang sinh sống ở nhà bè cùng với ba mẹ. Một người Hà Nội, một người ở nhà bè. Có bộ nó hơi xa ha. Nhưng sao tình yêu nó, khi mà nó đủ lớn rồi thì không có gì là xa cả. Người ta còn nửa vòng trái đất, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà ha Hiếu hả? Dạ vâng ạ. Hiếu có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì em không biết điểm mạnh của mình là gì. Ôi trời đất ơi trời. Phức tạp quá. Vấn đề chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình là được. Còn điểm mạnh mình không cần thấy, để cho mọi người tự thấy cũng được, không sao cả. Bây giờ em đang làm gì? À, hiện tại thì em gắn bó với ngành F&B là nhiều. Lên khi mà đến tham gia chương trình thì em cũng có mời hai MC và bạn nữ bên kia thưởng thức một chút đồ uống để cho ngọt giọng có thể là giúp em may mối được tốt hơn. Ok, bây giờ để cho anh coi như anh mời bên kia uống trước đi ha. Dạ. Chúng ta cảm nhận rồi gặp nhau. Hân hạnh mời bà mối. Chào em gái. Dạ chào anh. Đây, bà mối thử đi. Cảm ơn ông Mai. Này của nhà trai làm đó nha. Trà vải hả cưng? Nhà trai tôi là khéo tay lắm đó. Đó, bên đây thế mạnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ hãy nghe để thế mạnh của nhà gái nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em người khá là độc lập. Những việc gì em muốn làm á là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Cố gắng ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Rồi còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà. Em chứ bình thường, dạ. Ai làm cho em? Yên tâm bên đây làm em. Trời, bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà. Rồi bây giờ mình nói tới tình trường đi. Hiếu 35 tuổi rồi. Dạ. Trải qua con đường tình duyên thế nào? Đã trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên thì vào năm đại học năm thứ hai. Rồi. Thì em có quen qua một trò game online kéo dài được khoảng 1 năm. Không lâu lắm. Dạ vâng. Thì sau đó là bạn ấy có đi du học, thì thực ra là cũng không kéo dài được. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đó khoảng 13 năm.
Thì là em cũng là một mối tình mà em được giới thiệu. Đó là em có thích nuôi chó, nuôi cún á. Thì cái cô bán cún có thấy em quan tâm chăm sóc con cún thì lại có giới thiệu em gái cho em. Hai cái mối tình này rất là lạ. Mối tình đầu tiên có 1 năm, xong 13 năm ngưng nghỉ không yêu. Dạ. Đến năm thứ 14 mới đầu yêu. Yêu năm rồi bỏ. Tới giờ là bao nhiêu năm rồi? À, cũng được 2 năm rồi. Rồi trong khoảng thời gian gọi là ở không đó, em không có để ý gì tới tình yêu hả hay sao? Dạ, em để ý đến công việc. À, tập trung vào công việc ha. Rồi, người này là người lo sự nghiệp rất quan trọng. Đó, lý lịch sơ sơ của nhà trai vậy đó, nhà gái thấy làm sao? À, bây giờ trước khi nhà gái đưa ra ý kiến thì nhà gái phải nghe cái câu chuyện tình trường bên đây cái đã. Tình trường mình sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình thôi ạ, từ thời đại học. Ừ, quen nhau bao quen không? Nhau gần 8 năm. Sau đó thì bạn đi du học, tụi em quyết định là chia tay. Cũng khoảng đó hơn 2 năm rồi, về tới đây thì em vẫn một mình. Trời ơi, yêu nhau 8 năm rồi người ta đi du học rồi cái chia tay luôn. Tội nghiệp quá à. Bây giờ sắp tới mình sẽ đến một mối tình, coi như mối tình mới nhất đi. Mình phải chăm sóc nó, phải hiểu nó nhau nhiều hơn. Chính vì thế nên ta phải đưa ra cái tiêu chí cho nó cẩn thận. Ông Mai ơi, ông Mai hỏi tiêu chí của bên nhà gái trước đi. Rồi. Ừ, nãy giờ nhà gái không nói tiêu nhiều, sao? Nói ít quá à. Tiêu chí của mình sao cưng? Dạ, em tiêu chí cũng đơn giản thôi à. Chỉ cần bạn chung thủy, biết quan tâm em. Dạ, bạn ấy nấu ăn ngon, tính tình vui vẻ, thoải mái một xíu. Tính tình vui vẻ, thoải mái. Rồi đừng có gia trưởng. Không gia trưởng. Rồi giờ em thích cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn em là được. Trắng hay đen? Dạ vừa người. Thích mập hay ốm? Dạ thích ốm. Rồi để chị qua chị coi bên đây mập hay ốm nghe. Ốm hả? Chào chị. Chào em. Trời ơi rồi. Đúng luôn á. Đúng gu em luôn. Ở đây người ta có chuỗi bán nước, ta uống nước không? Người ta không ăn. Uống nước trái cây không mà nên healthy luôn. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không gia trưởng. Nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng gia. Trời ơi. Biết nói chuyện cái sợ luôn á. Trời ơi sale mà. Dễ thương ghê. CEO của một chuỗi cái thức uống như cửa hàng thức uống là cũng gọi là bản lĩnh lắm á. À, bây giờ mình nói về tiêu chí của mình đi. Đúng rồi. Ừ. Muốn lấy vợ thì sao nè? Gia đình em thì là một gia đình rất là tình cảm nên em muốn có một người con gái sống tình cảm, sống biết điều với lại gia đình và các mối quan hệ. Ừ. Thì nói chung là mọi thứ khác thì em cũng không đặt quá cao, chủ yếu là phù hợp với nhau là được. Trời, tình cảm là được đúng không? Yêu thương chăm sóc gia đình là được. Được không em gái? Dạ được. Được ha? Dạ. Con người này cũng tình cảm đây. Đôi mắt cũng ướt ướt ha. Rồi nụ cười rất là tươi, cũng rất là tình cảm luôn. Mình định chừng nào lấy chồng? Dạ ba mẹ em cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi. Nhà em là ở đâu? Dạ em ở nhà bè. Ở nhà bè luôn hả? Giờ ở với ai? Em ở với ba mẹ. À, bây giờ là ở ba mẹ. Thí dụ giờ cô gái nói em không đi Hà Nội được, em phải ở đây chăm sóc ba mẹ thì có được không? Hiếu? Em nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm riêng. Thì bản thân em thì cả gia đình và sự nghiệp của em ở Hà Nội. Nên em nghĩ rằng nếu mà có sự lựa chọn thì em nghĩ rằng em vẫn lựa chọn ở gần, vừa gần ba mẹ và phát triển sự nghiệp của mình. Đó. Lỡ giờ người ta cũng muốn ở gần ba mẹ người ta làm sao? Nói chung thì vì khoảng cách khá xa nên em nghĩ rằng chỉ có một trong hai sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà có sự lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ đi lại thường xuyên. Vì bây giờ máy bay cũng rất là tiện rồi. Nói chung quan điểm hai bên là rõ rồi đó. Mình hỏi người thân đi. Okay. Thấy bên nhà gái là có vẻ rất là muốn đóng góp ý kiến nè. Mình hỏi người thân nhà gái trước hai em ha. Dạ. Đầu tiên thì em chào hai anh chị MC. Và em chào bên nhà trai ạ. Khuyết điểm ăn em thì khá là nhút nhát. Bạn không có giỏi ăn nói. Nhưng mà ưu điểm của bạn là như bạn đã nói rồi á, bạn nhất quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng. Và ưu điểm của bạn là bạn rất là thật thà, chân thật. Và thật sự là tính tình của bạn rất là tốt. Rất tốt luôn. Rất là hiếm tìm được một người con gái nào mà tốt như bạn. Chơi với bạn rất là chân thành, rất là có hiếu với ba mẹ. Và cũng rất là biết đối nhân xử thế. Nếu như hỏi em thì em thấy là bạn trai bên đây khi mà ngay khi bước ra là em đã thấy rất là hợp couple với lại bạn em. Khó khăn nhất ở đây là hai bạn ở xa quá, cho nên là không biết là có thể sắp xếp được với nhau hay không. Nhưng mà bạn em thì khi mà đã nhất quyết làm thì sẽ làm đến cùng. Cho nên nhà trai cũng đừng quá lo lắng. Em đó chính là quan điểm của em. Rồi, cảm ơn em gái. Rất là hay đó. Rất rõ ràng. Rồi, nhà trai mình đi với ai nè? Dạ, em đi đến đây cùng với lại ba mẹ và người thân. À, xin chào
Nhà trai ạ. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái và chào cháu gái xinh đẹp. Tôi là Mai Thị Huyên. Năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu và bên cạnh nữa là anh trai của Hiếu. Và chúng tôi thì từ Yên Bái xuống Hà Nội tối hôm qua. Thế thì hôm nay đến cái trường quay này thì tôi rất là phấn khởi, gia đình tôi mừng lắm. Con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Lại đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo. Bây giờ thì đơn giản thôi mà, 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đứng hay đúng không ạ? Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy, không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy, đúng không? Dạ. Bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Hay quá hả? Bởi vì bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu, nhưng bác này nấu ngon hơn. Bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm, nếu như mà hai con có cái trái tim cùng hòa cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. Bác đã cho Hiếu ở một mình hơn chục năm nay rồi mà, kể từ ngày đi học cho đến bây giờ lập nghiệp rồi cũng cỡ ở Hà Nội một mình. Còn bố mẹ thì ở quê thôi, cho nên con cũng thế thôi. Báo hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế, điều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ. Bố mẹ đi đường xa sợ bố mẹ mệt lắm chứ. Nhưng mà cái hiếu đó không phải là ta ở gần là có hiếu, đúng không con? Dạ. Miễn là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, tự lo cho mình, các con hạnh phúc, kinh tế phát triển, đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi. Về phần cha mẹ là cũng chỉ tham gia như vậy thôi. Và cái điểm cuối cùng là mong rằng là khi bấm nút là các con cùng hỏi chung một nhịp đập. Bấm nút điều đấy là gia đình mừng nhất. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ là hai bên gia đình đã nói như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa. Vậy thì thôi thì mở rào. Bắt đầu đi, em trai. Đứng dậy đi, đứng trên trình trình có một chút nữa ba nhờ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ, em cũng gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em. Khi đến với chương trình thì em rất là vui. Em cũng ra rất là nhiều cái mường tượng về bạn nữ. Được gặp bạn nữ thì thấy bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Trước khi đến trước chương trình thì em cũng không có quá là mong, em cũng sợ là mong đợi nhiều thì nó sẽ thất vọng ấy. Nên em cũng chỉ là hy vọng là bạn ấy vừa đủ những gì tiêu chuẩn mình đặt ra thôi chứ. Và khi mà gặp bạn hôm nay, bạn chia sẻ và nghe là chia sẻ của bạn và cũng như là của bác á, thì em cảm thấy là tuyệt quá. Tại vì bạn thực sự là đúng giống kiểu mẫu người mà em cũng đang muốn hướng tới, em tìm được. Thật ra hai bạn này nè, bây giờ chỉ cần hai bạn bàn về cái chuyện hẹn hò đi. Đúng rồi. Hẹn hò nó như thế nào? Bảo đảm luôn, sau khoảng thời gian hẹn hò là hai bạn này tự động sẽ có đưa ra cho mình những cái phương án cho hôn nhân. Vậy thì anh cũng xin phép được hỏi em hai câu như này. Dạ. Cái thứ nhất thì nếu mà được thì bao giờ em có thể kết hôn được? Và câu thứ hai, nếu mà chỉ có sự lựa chọn ở đây hoặc ra Hà Nội thì em sẽ lựa chọn phương án nào? Dạ, về kết hôn thì em đã sẵn sàng từ nhiều năm rồi ạ, em chỉ chờ người tới rước thôi. Cười quá vậy. Còn về mình sau khi kết hôn mình ở đâu thì em nghĩ là lúc này sẽ là cân nhắc giữa hai bên. Đi tới đi em. Giờ mình không nói, mình hành động. Ông đứng sát vô coi coi ba mẹ thấy hợp lý không? Về phong thủy thôi. Đẹp, hai bạn này đẹp đôi. Vấn đề là hai đứa thấy có hợp nhau không? Nãy giờ nói chuyện đó, trái tim có nhúc nhích, rung động chút xíu này không? Có thấy tìm được đối phương một cái gì để mình yêu, mình nhớ, mình thương chưa thôi? Rồi, về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm là chúng ta đồng ý hẹn hò, là trao duyên cho nhau. Nào, chị Lan đếm nha. 1 2
3. Hết thời gian. Em trai không bấm. Minh, em có nói một chút xíu về lý do em không bấm. Em nghĩ rằng lúc đăng ký chương trình thì em cũng có cái tâm nguyện, đó là hiện tại bây giờ tuổi của em nó cũng lớn thôi. Em muốn có một cái thời gian tìm hiểu nó không quá dài để có thể kết hôn được trong năm nay. Rồi. Cái khoảng cách nó thực sự là quá xa, nên đâm ra là cái thời gian mà nó có thể tìm hiểu nhau thì nó sẽ bị thu hẹp lại rất là nhiều. Nên em nghĩ rằng mình có thể là có một dành một sự lựa chọn nào đó nó có thể tối ưu hơn cho cả bản thân mình và cho tất cả mọi người, thì không làm mình mất thời gian của cả bạn nữ nữa. Rồi, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn. Ơi, không sao cả. Nếu như chúng ta không bấm nút ở đây thì có hàng triệu người đang xem chính chương trình sẽ bấm nút cho cô gái, hoặc là có hàng triệu người sẽ bấm nút cho chàng trai. Duyên mà, coi như hôm nay các bạn có duyên từ Hà Nội đến Nhà Bè đã gặp nhau, nhưng chắc thiếu không có thiếu nợ. Trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Ngọc Phương Lai. Em đến từ Đồng Nai. Em làm công việc gì Lai? Dạ, em làm bên nghề quay phim chụp hình, môi giới nhà đất. Đất Đồng Nai giờ lên. Dạ, lên. Bữa nào bán anh với Ngọc Lan nền để rẻ thôi. Trời ơi, bên đây không có tiền mua nha. Mời nhà gái. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào anh Lai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Duyên, năm nay 30 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại đây luôn. Trời ơi, quá trời lâm luôn á trời. Dạ, em là họa sĩ tự do ạ. Ưu điểm và khuyết điểm của Lai là gì? Dạ, ưu điểm của em là hoạt bát, nhiệt tình. Khuyết điểm thì đàn ông chưa vợ thì có hơi bề bộn một tí xíu. Không có lo chuyện đó. Dạ. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em á, em là một người rất là tình cảm, biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Thì từ hồi nhỏ mà khi mà bà ngoại á mà ẵm em trên tay thì bà đã nói là trời ơi, bà mới ru đến cái câu là mẹ già như chuối chín cây, là bắt đầu khóc ré lên luôn. Em không hiểu tại sao nữa. Dạ, nhưng mà lúc đó là mình cũng không hiểu là mình quá tình cảm luôn ạ. Ưu điểm một chút nữa đó là em rất là suy nghĩ tích cực, lạc quan. Còn về khuyết điểm thì em rất là hay gồng. Dạ. Không muốn cho người ta biết mình đang nghĩ cái dạ, gì. Dạ đúng rồi, mình rất là hay gồng. Mặc dù mình có thể là mình hơi yếu đuối nhưng mà không sao, mình cứ gồng mình lên vậy á. Nhưng mà sau khi em gồng lên như vậy thì em có cảm thấy nó đỡ hơn không, nó khá hơn không? Tại vì khi mà mình không được sống thật với lại cảm xúc của mình á thì mình sẽ có rất là nhiều suy nghĩ. Không có được sống đúng là con người mình thì mình không đủ tình yêu thương để mình cho đi những người khác. Dạ. Nên là cái đó mình phải thay đổi. Dạ đúng rồi. Cô gái bên đây rất là năng động, rất là cá tính, rất là hoạt bát, rất là đáng yêu luôn. Bên đây cũng vậy, người ta mua bán bất động sản người ta cũng lanh lẹ, cũng phải không có vừa đâu nha. Thấy không? Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình cuối cùng đây là chia tay được 1 năm, quen được 3 năm. Mối tình thứ nhất quen mấy năm? Dạ 2 năm. Thứ hai? Dạ 2 năm. Thứ ba? Thì 3 năm. Mình có cái lỗi gì trong đó, có cái sai gì trong đó mà để đi đến sự chia tay? Nghĩa là em làm bên nghề quay phim chụp hình á, thì chắc đây mấy anh cũng làm bên nghề đó, mấy anh cũng biết là mình đi quay suốt tới thứ bảy chủ nhật thì không có thời gian để dành cho bạn gái, có những cái xích mích trong nữa dẫn tới chia tay. Vậy là em phải học hỏi mấy em quay phim nghe anh. Mỗi thằng quay phim tài nó quen ba châu Á không cô mà nó vẫn có thời gian hẹn hò nhau. Sắp lịch hay lắm, đây là những tài năng sắp lịch. Vậy mà em quen con cô mà sắp lịch không được là sao? Giờ có thời gian chưa? Dạ có rồi. Tại có nha. Giờ em không còn nhận. Em hồi xưa em làm bên áo cưới nên em đi nhiều, nhưng mà giờ em chỉ về bên quay phim với chụp hình thôi, chỉ thứ bảy chủ nhật thôi. Ok. Dạ. Nhà gái biết rồi, bên đây là hãy lắng nghe tình trường của bên đây nè. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Trời. Nhanh gọn lẹ. Ủa em nhưng mà sao? Chị Ngọc Lan biết sao không chị? Là do em muốn tiền dành thời gian để tìm hiểu bản thân mình. Dạ lúc nào cũng vậy hết á. Lúc nào là mình cũng phải hiểu mình trước, bản thân mình muốn gì. Dạ. Thì lúc đó mình mới có thể là cho đi tình cảm của mình.
mình mới biết được cái gu của mình là như thế nào. Yeah, lúc đó thì em mới mới bắt đầu là tìm hiểu người khác. Còn trước đó thì có thể là một số. Có chị chú Quyền Linh. Xinh quá, dễ thương vậy mà không có bồ nội ơi. Dễ sợ luôn, mà đáng yêu lắm luôn á. Nội ơi, dạ chứ có bắt tay một chút. Được, bắt mấy chút cũng được hết. Dạ. Vậy mà không có bồ trời. Dạ. Thằng ông mắt lé hay sao không? Giỏi vậy mà không có bồ. Lanh lợi nữa. Dạ, cảm ơn con chú. Nói giờ có nắm tay đàn ông chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn á hả? Dạ. Chút nắm tay đầu tiên đúng không? Dạ. Hy vọng là vậy ha. Dạ. Về kia bán bất động sản này kia được không? Dạ được, dạ được. Được ha? Dạ được. Được. Tráng thông minh, nó cao ráo, thông minh, Tráng này thông minh lắm nè. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, được rồi, để chú tính cho. Con bây giờ gu con sao nè? À, dạ, gu của con thì là một bạn nam biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Rồi suy nghĩ tích cực. Rồi. Rồi có một cái điểm mà con rất là thích, đó là cái đôi bàn tay gân guốc. Để tôi đi qua tôi coi bàn tay có gân guốc, bàn tay uống đu là chết. Tay chú gân guốc không? Uống đu, uống đu. Tôi thấy cái hình nền đó, tôi thấy ông không biết gân nào hết. Hình nền cái tay uống quá hả? Người ta muốn gân guốc không, mấy giờ mình về mình chích vô cho nó nổi gân. Giơ bàn tay lên cho khán giả coi. Tay nó múp míp như con gái không ơi. Tay thấy cưng lắm. Tay cưng lắm. Ừ. Tay u nu u nần ha. Ừ, trời ơi, nụt nè, mà tay như hơn tay tôi nữa chạy. Ừ. Mình đổi gu đi em. À, dạ, vậy thôi em đổi sang gu mụn miệng. Ừ, à, đó, dễ thương vậy đó. Nhiều khi á, bàn tay nó mụm mỉm, nó ú nu ú nao nần, nhưng mà cái con đường đời nó gân guốc. Đúng. Nó gai góc. Nó tạo nên cái bản lĩnh con người, chứ chưa chắc cái bàn tay sần sùi mà nó cuộc đời nó có bản lĩnh nữa. Đổi gu rồi đó, an tâm nha, đổi gu rồi. Bây giờ gu đó rồi sao nữa nè nè. Dạ, đó là một người đàn ông phải chín chắn. Ừ. Phải hiểu chính mình, phải biết yêu thương, quan tâm chăm sóc gia đình. Rồi. Dạ. Nãy giờ thấy bên kia nói mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng được 80%. Quan tâm với chia sẻ rồi, em quan tâm chia sẻ được. Rồi. Mình không thích đàn ông có điều gì? Dạ đó là cái tính độc đoán và gia trưởng. Độc đoán gia trưởng có không? Dạ không. Mình khoảng bao lâu thì mình có thể lấy chồng được nè? Dạ ngay khi mà con gặp được người phù hợp. Hay quá. Thấy không? Thấy nhà gái tôi. Thấy nhà gái ngon lành không? Nhà gái của tôi. Thôi bây giờ Mình nói về cái tiêu chí mà mình chọn bạn đời như thế nào, coi có phù hợp với bên đây không. Tiêu chí của em là người nào hiền lành, vui vẻ, bao dung, dạ, bao biết kính trên nhường dưới. Dạ. Dạ được rồi, chứ em không có cần phải vẽ bề ngoài. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Mình đi với ai nè? Dạ con đi một mình chú. Bản lĩnh rồi không? Con bé nó bản lĩnh. Có chị Lan hỗ trợ an tâm. Đi với ai cưng? Dạ em đi với chú, thím với là ba đứa em. Không, hùng hậu quá. Hai đứa này em ruột em. Dạ. Giống như gì ba gì sáu này kia ha. Dạ em chào anh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em là em gái của anh Lai. Thì theo thời gian em ngồi đây em quan sát thì em thấy là chị rất là dễ thương. Và em cũng mong là chị sẽ bấm nút cho anh hai em một cơ hội. Vì anh hai em cũng rất là dễ thương, hiền lành, thật thà. Và anh hai có nhiệm vụ mà phải rước chị dâu về cho tụi em. Thế em gái dễ thương không? Em gái dễ thương vậy là anh trai cũng dễ thương vậy đó. Được rồi, thôi mở rào, tiến tới luôn, nhanh gọn lẹ. Dạ chào anh. Tặng em bó hoa. Dạ. Mong em tươi như hoa. Dạ cảm ơn. Đây là món quà. Ý nghĩa của nó là một ông già, một bà già. Anh mong hai anh và em sẽ đến với nhau và sống đến đầu bạc răng long. Dạ em cảm ơn anh. Mình quay qua cho khán giả coi. Chính tay em đi chọn rồi đó. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là cái bức tranh mà em vẽ. Đúng rồi, anh nghĩ vậy. Ba anh cũng là họa sĩ mà. Quá vậy hả? Dạ với lại có một cái lá thư. Trong đây thì anh mở ra coi. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ
lòng ta se sẻ, câu kinh bình yên ta mừng. Dạ, còn câu cuối. Hãy sống thật hạnh phúc và bình yên nhé. Thì em thấy anh như thế nào? Dạ, đầu tiên là em phải nói một lời cảm ơn đến với anh. Dạ, cảm ơn anh đã vượt qua được hết tất cả những thử thách, tất cả những cái sóng gió để đến được đây ngày hôm nay là một điều rất là em rất là mừng rồi, rất là trân trọng rồi. Nên là em chỉ muốn gửi đến anh một lời cảm ơn thôi. Còn cái về bề ngoài thì em sẽ không nhận xét. Thì anh cũng thấy em cũng vui vẻ. Dạ. Đúng thiệt, như chị Ngọc Lan nói là em rất là tươi. Dạ. Thì anh cũng mong là mình đến đây là có một cái duyên. Bởi vì duyên của mình rất là cao. Nếu sau này anh với em tìm hiểu sẽ biết nhiều hơn. Đúng rồi. Các bạn phải vượt qua cả ngàn hồ sơ. Dạ. Mới gặp nhau đó các bạn. Phải vượt qua rất là nhiều hồ sơ mới gặp nhau. Như vậy là cái duyên lớn lắm đó. Bây giờ quan trọng thiếu nợ nhau thôi. Rung, nhưng mà anh sẽ tặng cho em một bài thơ tự nhiên anh mới suy nghĩ ra thôi. Dạ. Quá hay. Hay. Nhưng mà anh suy nghĩ sao anh nói vậy thôi nha. Dạ 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 dạ. Vừa mới em tặng thơ nên giờ anh cũng mới suy nghĩ thôi. Dạ không sao ạ. Cảm ơn ai đã kết bạn cùng anh. Cảm ơn người sẽ chia buồn vui. Tại vì anh có những nỗi buồn niềm vui thì cảm ơn bạn đã cảm thông vì tôi. Cảm ơn em đã dành tình yêu tôi. Nếu em bấm nút là em dành tình yêu cho anh luôn rồi đó. Là ta cho anh một cơ hội á. Dạ em cảm ơn anh. Em hơi bị rung. Dạ em thấy là quá hay luôn ạ. Với lại có một cái điểm rất là hay đó là anh tên Lai phải không ạ? Đúng rồi. Dạ thì mẹ em tên là Lai. Dạ. Và mẹ em rất là thích sự tròn trịa một chút chút. Rồi mà em lâu ngày quá rất giấu Huyền còn lại Lai thôi. Dạ đúng rồi. Giờ là còn mình anh thôi đó. Còn Lai thôi đó. Dạ. Nếu mà em ở thành phố thì anh ngày thường thì anh cũng có thời gian nhiều mà. Anh ngoài thứ bảy chủ nhật anh làm hình rồi xong. Khi nào em rảnh anh sẽ chạy lên bên em. Dạ. Tại em ở thành phố thì quá thuận tiện cho anh luôn. Nhà nó ngoài quốc lộ 1 luôn. Anh chỉ ra lên xe là đến được với em rồi. Dạ. Hai bạn nên hẹn hò nhau một buổi để mà cùng nhau sáng tác. Một bạn thì vẽ và một bạn thì sáng tác ra những cái bức hình. Lan nghĩ là những cái hình ảnh đó nó sẽ làm đúng cái là, kỷ niệm rất là hay. Đúng rồi, chương trình chọn cho em đúng một người mà nếu mà thật sự là rất là hợp với em. Tại vì em là bên hình ảnh, bên này là hai họa sĩ. Hai bạn đều làm nghệ thuật mà. Dạ, cũng em làm cũng nghệ cảm giác là rất là hợp. Đúng rồi, rất là hợp. Hai bạn là tâm hồn nghệ sĩ đó. Ba lại là họa sĩ nữa, nhưng rất tiếc ba là mất rồi. Dạ, em xin chia buồn với anh. Chú Nguyên Linh ơi, con có cảm giác giống như là nó xa quá. Chú giống như là muốn lại ôm bạn luôn. Trời ơi, đứng lên em ơi. Tới luôn. Đứng im. Y như cặp nãy đứng im luôn. Đứng im coi. Dạ. Đứng im, cái huông tới luôn rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Ôm như hồi nãy sao? Ôm vậy luôn. Đúng rồi, ôm coi nó tròn trịa không? Trời, cặp này sao nó giống cặp nãy quá trời. Rồi, hình đẹp lắm. Hai bạn có biết là hai bạn làm cho chị muốn khóc luôn á. Trời ơi. Bây giờ đứng lên, đứng nói chuyện luôn đó. Thời tới cả không kịp. Khoảng em khoảng bao lâu là em có thể cho gia đình anh tiến tới với em? Ngày mai luôn. Dạ nói chung là ngay sau chương trình luôn. Xong rồi thì mình sẽ tính đến cái chuyện đó. Đúng rồi, mình sẽ tìm hiểu. Dạ đúng rồi. Bây giờ hỏi em thích cái gì đi. Hỏi coi sở thích gì. À em sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em hơi tế nhị một chút. Đó là em rất thích nhảy sexy dance. Wow, vậy là em nhảy được đúng không? À, dạ nhưng mà không thể nhảy trên đây được đâu chị. Tại vì cái đó chị có thể nhảy cho anh Lai xem thôi. Ví dụ như rớt nước mắt với hai người này luôn. Ví dụ như không có nhảy đây được. Hai đứa nhảy xong rồi nhớ quay hình gửi tôi coi thử. Em thích mấy đứa con? Dạ em thì thích một bé thôi. Còn nếu mà được thì hai bé. Đúng dạ, tùy theo cái điều kiện của mình nữa. Rồi muốn đẻ liền luôn không hay là đợi? Dạ đợi sau đám cưới. Đám cưới xong thì sớm con hơn sớm của. Đừng xích xích ra giữa này chút xíu tôi coi coi. Nè, bây giờ là cặp này phải nói là duyên kỳ ngộ đó. Luôn đó. Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Nắm bàn tay thấy sao? Có mếp hơi gân guốc gì không? Dạ rất là phê. Dạ rất là phê. Lần đầu tiên mình nắm tay anh trai đúng không? Mình cảm nhận rõ ràng hơn đi. Mình tả chi tiết đi. Lần đầu tiên đó nắm tay người con gái trinh nguyên luôn đó. Dạ. Chưa bao giờ cảm nhận được nụ hôn đầu đời đúng không? Dạ chưa.
Nhẹ gì? Thì bây giờ về, về em cho anh hôn em một cái trên phim trường nha. Vậy nhưng mà hôn nghe má. Má mà. Rồi, ok. Để nguyên, để nguyên, để nguyên, để nguyên, để nguyên chụp tấm hình nha, để nguyên. Để nguyên là bữa nay tôi làm chụp hình hết luôn. Để nguyên, tôi làm bằng chứng giữa tòa. Được không? Chịu không? Dạ được. Chịu không? Dạ được. Tới công chuyện được không? Dạ nói. Bên đây chịu, bên đây không? Dạ chịu ạ. Chị hai tôi bấm nút nha. Đúng rồi đó. Bấm nút. Hả? Được ha? Bấm nút ôm liền nha. Nha. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. 1, 2, 3. Tới công chuyện luôn, ôm luôn. Đơn giản gọn lẹ. Hạnh phúc đã gọi là ngập tràn trên sân khấu này. Về thưa với ba má, làm liền luôn bây giờ nè. Mình hứa cái gì luôn? Thì con xin hứa với ba mẹ của bạn là con sẽ lo lắng và chăm sóc cho bạn Duyên như bạn Duyên mong đợi. Hay quá. Duyên nói gì đi Duyên? Đây là chú với thím. Ba mẹ mất rồi. À, ba mất rồi hả? Ba mẹ mất luôn. Ba mẹ ba mất. Ba mẹ mất luôn hả? Mất lâu chưa? Dạ, mất ba thì mới mất được 100 ngày. À. Còn mẹ thì mất mười mấy năm rồi. Trời ơi. Nói gì với cô chú đi Duyên? Thưa cô chú và thưa em gái cũng như là gia đình của anh Lai đến đây ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay con đến đây, con xác định là con sẽ quen với lại cái người bạn trai mà chương trình giới thiệu. Tại vì con tin tưởng chương trình, con tin tưởng vào trực giác của con. Xin hứa là nếu như con và anh Lai thành công thì con sẽ luôn luôn là người phụ nữ của gia đình, sẽ sống thật là hạnh phúc và mang đến hạnh phúc cho anh Lai. Con cảm ơn ạ. Em không phải làm dâu đâu. Em gái xúc động muốn khóc luôn kìa. À chú, cô chú kìa. Đặc biệt là em gái muốn khóc rồi kìa. Em gái nói gì với anh trai mình câu đi em. Em cũng không biết nói gì. Tự nhiên thấy thấy vui cùng anh. Em chúc anh là hạnh phúc và có một người vợ yêu thương anh nhiều. Thì thường quá à, trăm năm trước ta không hề gặp, trăm năm sau biết có gặp không. Cuộc đời sắc sắc không không, thì thôi ta hãy hết lòng với nhau. Ôm nhau cái nữa nè. Được ôm. Được ôm. Cả cuộc đời chưa ôm lần nào chứ. Hạnh phúc rạng ngời luôn. Mời bạn nam. Ui, phải vậy. Rồi, mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Nguyễn Minh Dũng. Em đang làm nghề cắt tóc nam ở địa chỉ 176 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Cái tiệm cắt tóc đó là mình làm chủ hả? Dạ, em làm chủ. À, mở tiệm tóc bao lâu rồi? Dạ, từ khi em làm nghề đến giờ 27 năm rồi anh. Rồi, rồi mời bạn nữ giới thiệu. À, em tên Nguyễn Thị Kim Phượng. À, nghề nghiệp của em là thợ may. Thợ may? Dạ, em năm nay 36 tuổi. À, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ, đúng rồi chị. À, à em ở đây lâu rồi. Ở quận mấy bà? Ở quận mấy? Ở Gò Vấp. 36 tuổi, à, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nói chung là trải qua chưa được một mối tình nữa. Tại vì quen thì quen nhưng mà mới hơi lớn lớn tí cái là chia tay, cho nên là không có quen được gì. Ờ, là sao, là coi như là cái mối tình đó bao lâu rồi? Lâu lắm rồi chị. Rồi từ lúc đó đến nay là không có quen dạ, ai hết? Không có quen ai, nhưng mà cũng có người giới thiệu. Nhưng mà tại vì qua sơ sơ cái là thấy không hợp cho nên là không có làm quen nữa. Vậy là mình kén quá hả hay sao? Không biết nữa. Lại không có ham đi chơi nhiều á. Nói chung là đi chơi thì cũng có phải chỉ cho có giấc, cho nên là thích thì đi chung với gia đình thì được, mà đi riêng thì hơi ngại, cho nên là không thích đi chơi. Nó 36 tuổi mà còn không chịu đi chơi nữa sao có bộ. Phải đi ra ngoài mới có cơ hội tìm kiếm được chứ. Giờ có giấc là giờ nào đi chơi được đâu, nói nghe thử coi. Tại em làm cũng trễ á, khoảng 7 giờ em mới về. Ừ. Cho nên là nếu mà đi có từ giờ đó tới 10 giờ thôi. 7 giờ mới đi làm về. Ba em cũng khó cho nên là không có cho đi chơi. Là giờ đang sống chung với ba mẹ trong nhà luôn. Dạ. Ôi, 36 tuổi rồi đi chơi được tới 10 giờ là phải về đó nghe. Anh bên kia thấy sao? Dạ được, chị có lúc trễ hơn chút xíu cũng được, mà sớm hơn cũng được, sao chị? Ủa mà... mấy mối tình rồi? Em á hả? Nhiều mối tình nhưng có cái 2 mối tình chính thức. Ê, cô gái bên kia cô muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Chứ nói là phải có đạo.
Tại vì em là đạo có Thiên Chúa cho nên là thường thường là em quen là em hay nói trước vậy, mấy người nghe vậy cái cũng hơi sợ sợ cho nên là. Ủa anh có đạo không anh? Đi. Dạ có chị. Rồi mừng quá. Khỏe rồi ha. Rồi tiếp. Lo nhất. À, cao hơn em. Chờ có chừng 1m65 cho là hình được. Em luôn dưới 1m65 chị, mang đôi giày vô cao 1m7. Trời ơi. Được rồi, còn gì nữa em? Vui vẻ, hòa đồng, quan tâm tới mọi người. Anh thì vui lắm. Thích với đám đông không mà không thích ít người. Mà ít người thì thích ở bên em thôi mới ít thích như vậy đó. Ghê chưa. Vậy bên đàn trai có yêu cầu gì bên nhà gái không? Cái chuẩn người của anh yêu sao? Cầu đơn giản thôi. Bạn gái em thứ nhất là trái tim trung tình. Công việc nhà thì nói chung phụ nữ mà ai cũng biết là được rồi. Ngoài hình chiều cao thì em thích cao từ 1m50 trở lên. Nếu cao hơn được em càng nhiều càng tốt. Chào em. Anh đây rất dễ thương. Anh này rất là thoáng. Cưới liền không? Nếu được thì tìm hiểu cỡ 1 năm thì mình... Dài quá, 38 rồi. 38 tuổi, 36 tuổi rồi. Vì chừng tháng 2 tháng thôi. Tháng 2 tháng lẹ quá. Không lẹ đâu. Vợ khi ta cưới kèo có 1 tháng ta cưới liền. Thì cũng phải từ từ với anh. Giờ anh muốn vợ quá rồi, 38 rồi nữa. Thì tùy ảnh thôi à. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì là mê phim lắm. Mê phim gì? Mê xem TV lắm. Hay là biến kiểu này kia khó chịu. Chơi game thì cũng đang giải trí thôi. Có ghiền không? Không có ghiền lắm. Trời ơi, có nhiều người giờ ghiền cho chơi game mà bỏ con, không cho con bú luôn á. Không có tới nỗi đó. Không có nỗi đó đâu. Rồi không sao, còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi đơn giản. Đó, nãy giờ em nghe rồi ha. Dạ. Cũng không có gì phức tạp đâu. Ủa, có biết làm việc nhà không? Nấu nướng rồi được không? Dạ, nói chung là làm được. Làm được hết ha. Bỏ bớt mấy cái vụ chơi game đi nghe, tôi cũng không thích đâu. Chào chị. Dạ, chào anh. Dài hơi dễ thương á. Chào hàng. Hình như không được cao lắm, hèn chi thích vợ cao hơn là cao. Dài đó đụng chưa anh? Dạ đụng rồi chị. Đâu, cho coi dài coi. Ồ, 5 phân đó anh. Dạ. Ủa giờ mình lấy vợ về có cần làm dâu gì không anh? Dạ không, em thích sống tự do hai đứa thôi. Dạ, ủa tự do mình có nhà riêng chưa anh? Dạ có rồi chị. Ồ, ổn ha. Anh có tật xấu gì không? Dạ tật xấu á chị. Thì không có, mà em hơi khó chịu chút xíu à. Ví dụ chị hỏi em đi đâu về thì em nói mới đi đó về. Rồi lát chị hỏi là đi đâu về, em nói đi đó về. Lát chị lặp lại chị hỏi thì cái đó em hơi khó chịu thôi chị. Thấy được á. Được rồi đó, cặp này ổn rồi đó, xứng rồi đó. Hôm nay mình đi có ai thì ủng hộ mình không? Này, cho em hát bài để tặng anh chị và khán giả được không? Một hồi gặp cô ấy hát. Dạ. Rồi bây giờ mình... Mình đi có người thân đi theo không? Người thân coi. Có mẹ em với lại cô với lại chị. Đó, có mẹ vợ đi theo luôn nha, anh phải làm việc sao đàng hoàng nha. Con chào mẹ. Biết ai chưa mà chào lẹ vậy. Dạ chào cô. Rồi đó anh chào mẹ đi anh, rồi nói chuyện đi anh. Con chào mẹ. Dạ. Mẹ, lần đầu gặp mẹ, mẹ thấy con sao mẹ? Chào Linh với Cát Tường. Dạ. Chào cô. Chào cháu. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp thì thấy cũng ấn tượng tốt, dễ thương, cũng dễ chịu, thấy cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên con cũng gặp bạn gái bên Bức Màn mà chưa thấy mặt. Thì con cũng hy vọng mà dựa cái chương trình này đây cho hai đứa một cơ hội để hai đứa tìm hiểu. Lúc đó thì mới hiểu nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ bên này thì chắc có lẽ không có hiểu được hết ý được. Con xin hết. Nói chung là lúc nào cha mẹ cũng muốn tạo điều kiện cho con cái có gia đình càng sớm càng tốt. Anh cũng cầu mong như con thành đôi. Cảm ơn cả nhà. Đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em là mặc áo trắng với mấy người em họ đó. Em ruột hả? Dạ em ruột, em trai em. Ruột con trai quá ta. Trời ơi, sao em ruột? Ủa có sao uống sữa khác nhau hay sao vậy ta? Dạ em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào bạn. Anh thấy chị dâu tương lai bên này như thế nào? Dạ em thấy chị cũng hiền, dễ thương, tính tình thì cũng vui vẻ. Thấy cặp này được không? 6 tháng tiến tới luôn anh, em thấy sao? Dạ chắc được á. Chắc được ha. Rồi cảm ơn em ha. Dạ. Rồi vậy được ha. Ổn rồi đó. Rồi kéo màn. Bắt đầu. Chào. Em chào em. Chào qua lâu lâu. Chào qua thằng em. Dễ thương mà. Bây giờ đầu tiên này em muốn hát đúng không? Dạ. Mình tạo ấn tượng cái đứng lên trước mặt cô gái ấy hát bài nào đó để tạo ấn tượng. Dạ. Muốn hát bài gì hát tùy em. Đứng lên giới thiệu với cô ấy luôn. Đến với chương trình bàn hàng hôm nay. Cầm micro luôn hả? Dũng xin gửi đến quý vị các anh chị nhạc phẩm mang tên Thủa Ban Đầu. Xin mời cho còn tay quý vị. Hát cô ấy nghe nha, cầm micro luôn nha. Cũng cầm. Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm xa xôi nhiều năm rồi
lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên cùng chiến đò tình chợt bến khi tuổi vừa yêu, trong bể đời hắc hiu tình vẫn du ăn giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay điều lắc lư gửi và em về bên. Đi vô đâu, đi vô đâu. Hát rồi, bỏ đi vô rồi. Bắt đầu giờ mình vô vấn đề nha. Mới gặp anh lần đầu tiên em cảm nhận sao về anh? Em thấy anh cũng dễ thương. Cảm ơn em nhiều. Vui vẻ. Anh thì có vui. Anh thích tới đám đông vui lắm. Còn em có gì hỏi về anh không? Mình tự nhiên lên có sao đâu. Đúng rồi, em phải nói trước cảm nhận cô ấy sao. Em cứ cảm nhận sau về anh em nói đi. Không, em á, em cảm nhận cô ấy sao đó. Mới gặp nhau thì anh thấy em rất dễ thương. Tánh tình cũng hợp theo ý của anh. Thì nhưng đây anh nói thì mình á, em cái công việc của em cũng làm về trễ, thì anh cũng trễ, ngoài 8 giờ hoặc 8 rưỡi anh mới về nhà. Thì cái đó là mình cùng nhau hẹn hò đi chơi trễ trễ chút xíu, em có chịu không? Cũng được nhưng mà đừng có trễ quá. Thì khi mà anh đi mà trễ thì anh tới xin ba mẹ nhà đó, anh trễ em đi về trễ chút xíu không sao, anh xin ý kiến ba mẹ rồi. Trời, chưa xin rồi đó. Anh coi quan tình yêu làm sao rồi nè, đám cưới mốt sao, hẹn hò sao bạn với anh đi. Tiền bạc anh nói như vậy nè, mình người phụ nữ thì mình phải kiểm soát tài chánh nó mới được phải không? Còn đàn ông tụi anh làm bao nhiêu về đưa cho vợ bấy nhiêu là cái chuyện đó có. Nhưng có cái trong cái bóp của anh em phải để anh chút xíu đi đường tiếp bạn bè là được rồi. Dạ đúng rồi, cái đó là sự giao tiếp của anh. Thì nói chung là anh có khả năng đưa nhiêu thì đưa, em không có ép buộc. Còn về gia đình thì... Nói chung về mọi mặt gia đình, anh chỉ có nói một cái như nè. Em nói với anh câu là anh cứ yên tâm nơi tiền chiến, hậu phương ở nhà vẫn chắc có em lo là ok rồi. Bây giờ đẻ mấy đứa con nè, đó. Đẻ phải đẻ lẹ lẹ đi chứ cũng 36, 38 tuổi rồi đó. Dạ hai đứa chị, bây giờ đẻ nhiều không dám chị. Tính hỏi cổ coi cổ chịu không? Em có thích hai đứa hay một đứa em? Hay là nhiều hơn? Hai đứa chắc được rồi, nhiều hai hơn. Đứa rồi, nhiều hơn chắc khảo nổi quá. Giờ cô ấy là ít đi chơi lắm, ở nhà may vá thiêu thùa không à. Nhà cơm nước không à, ít ra ngoài chơi lắm. Bây giờ mình, ví dụ mình quen nhau ha, bắt đầu ngày này mình yêu nhau, mình tổ chức một buổi sinh nhật cho cổ, một ngày đâu gặp gỡ thật lãng mạn. Em thử em diễn tả cái ngày đó thế nào. Thử luôn anh, đứng dậy làm thiệt luôn ha. Rồi, đúng rồi. Bánh phải nhìn cổ kìa, làm nhìn cổ không không. Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh gửi tặng cho em một bài hát. Kính thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Cái tay chống kỳ vậy. Đánh cánh nặng nhọc nhằn không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm cha mẹ nuôi con khôn lớn, thân gầy hốc hác cha che chở cho đời con. Thật vậy, hôm nay Dũng thay lời muốn nói gửi đến quý vị cùng các chị nhạc phẩm mang tên Tình Cha. Xin mời quý vị nghe. Ủa sao sinh nhật bạn gái mà tặng bài Tình Cha? Từ sinh nhật bạn gái anh chạy bắt đầu. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, là cái ngày đó là giống như mình tưởng nhớ tới công ơn sinh thành của cha mẹ sinh ra mới có mình. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan gian khổ, ngày đêm chăm no mong muốn con được lớn khôn. Mẹ cười rồi đó, mẹ khoái rồi đó. Thấy mẹ cười rồi đó. Rồi có cho hát cho mẹ không? Dạ không. Ba mẹ mới đẻ được con chứ. Dạ vậy mẹ thì em cũng không nhớ lắm. Rồi thôi bây giờ mình vô chuyện tình yêu nè, đúc kết tiếng đề lại nè. Nói một câu sao tỏ tình với người ta, đồng ý để người ta bấm nút đi rồi xong. Bây giờ là tất cả các cái mà để lo chuyện đám cưới của hai đứa anh đã có sẵn rồi. Thì em tính bao nhiêu lâu mới để hai đứa mình xây dựng tương lai hạnh phúc? Thì như nãy anh Quyền Linh nói thì em nói là một năm thì giờ chờ 6 tháng cũng được. Nhưng mà cỡ đó tại là... 6 tháng đổ lại thôi phải không em? 6 tháng trở đi đi đừng 6 tháng trở đi phải không? Anh theo ý em thôi không sao đâu, mình là thanh niên mà. Vậy thôi hả? Em nói một câu gì cảm xúc của em nãy giờ, em cảm nhận ảnh như thế nào? Nãy giờ ảnh biểu diễn quá trời rồi đó. Ảnh thổ lộ quá trời, em im re không à? Rất là vui, hát thì cũng được nhưng mà... Sao góp ý thẳng đi. Không biết nói làm sao nữa. Em nghĩ sao em cứ nói vậy, đúng không? Nói chung là được. Rồi, cảm ơn em nhiều. Chỉ được là được rồi, phải không? Dạ, được là được rồi. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Nãy giờ hát hò nói chuyện tâm sự rồi đó. Đây là giây phút quan trọng nhất. Cảm thấy phù hợp thì nhấn nút hẹn hò. Còn không thì không bấm. Một.
2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau. Cho nắm tay nha anh. Xin mẹ giờ. Mẹ cho con nắm tay con gái mẹ nha mẹ. Được thấy không? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh và chào bạn chơi. Và chào tất bạn. Cả khán giả. Em tên là Bảo Trân, hiện năm nay 28 tuổi, quê ở Bình Định. Và hiện đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đó. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh à. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị các khán giả. Xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Cường, hôm nay em 30 tuổi, em làm nhân viên văn phòng cho công ty bột mì CJSC toàn cầu. Em làm nhân viên kiểm soát hệ thống chất lượng. Kiểm soát hệ thống chất lượng. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn? Em mối tình chính thức của em thì em trải qua 2 mối tình. Sau khi ra trường thì em có quen, khi đi làm thì em có quen bạn gái công ty. Quen 1 năm thì cũng muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà tại vì gia đình kia thì xem thì thấy không hợp hết đó. Xung khắc á. Thì coi bói hả? Dạ. Rồi. Ủa quê anh ở đâu anh? Dạ quê em Lâm Đồng chị, tại em đang làm việc ở Vũng Tàu chị ơi. Vũng Tàu? Rồi, vậy là mai mốt mỗi tuần về thăm bạn gái đúng không? Dạ, tuần nào cũng về như này chị. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì điểm mạnh là có thể nấu ăn được. Nhưng mà điểm yếu của em cũng là chính là em lười dọn dẹp nhà cửa lắm. Rồi bình thường em hiện giờ em ở với ai? Dạ em sống một mình. Rồi ai dọn nhà? Dạ em dọn. Rồi bao lâu mới dọn một lần? Dạ nói chung á thì nói thì em lười, nhưng mà khi em đi làm mệt về á, nhiều khi em lười em bỏ hết á, rồi em nghỉ ngơi xong rồi hồi khỏe lại rồi thì bắt đầu em dọn. Vậy, em cũng đâu có sao, chị đi làm về mệt thì mình phải nghỉ ngơi trước, sức khỏe là quan trọng nhất. Nào mình rảnh rỗi thì mình dọn. Tưởng đâu không dọn luôn kìa mới ghê chứ. Cái bản tính của em là khá là cá tính, là rất là độc lập trong tất cả mọi việc. Nói chung là rất là cá tính nên là mấy bạn nam thì cũng hơi sợ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì là 2 mối tình ạ. Mà mối tình cuối cùng là mình chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ 3 năm rồi chị. 3 năm nay là không ai đeo đuổi hết? Dạ cũng có nhiều lắm chị. Em có rất là nhiều bạn nam. Nhóm em 10 người, có mình em nữ, còn lại là 9 anh. Vậy mà không quen anh nào không trọng hết trơn? Dạ không. Ai cũng coi em là em gái. Bạn trai, nếu mai mốt mình có bạn gái, mình có người yêu mà xung quanh cô ta toàn là bạn trai không thì anh cảm thấy như thế nào? Chứng minh mình có đủ bản lĩnh để giữ bạn gái của mình thôi. Còn vấn đề kia nhiều bạn thì càng tốt càng vui chị. Anh có ghen không? Cũng con trai ai cũng phải ghen, nếu yêu thì cũng ai cũng ghen, anh nghĩ vậy. Giờ anh muốn đi tìm người yêu thế nào? Muốn tìm bạn lữ 4 năm trở lên là được. Về tính cách thì thật hiền lành, thật thà. Nếu người mà gốc miền Bắc thì tốt, tại vì em cũng người gốc miền Bắc. Bạn gái mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn bạn trai của em là chung thủy là hàng đầu. Về ngoại hình mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình là người như thế nào không? Dạ không ạ, dễ nhìn là được rồi chị. Với lại em thích đàn ông có bụng bụng một tí xíu. Gì kỳ vậy? Chi vậy? Em thích là bạn trai có bụng bự. Coi có bụng không nha. Bạn trai không biết có bụng không, chứ còn anh Linh là có bụng rồi đó. Dạ. À, chị có tưởng. Trời ơi bụng bự dữ. Nhậu dữ lắm sao bụng bự dữ vậy? Không biết nhậu, không biết hút thuốc luôn chị. Không biết hút thuốc luôn. Nhậu thì xã giao thì mình chỉ uống xíu xíu thôi. Mình có chi ly tính toán không? Không, em rất thoải mái trong chuyện chi tiêu. Mà mốt lấy vợ về tiền bạc ai giữ? Vợ giữ. Mình có cái tật xấu gì không bạn? Thẳng tính quá, nhiều khi mất lòng người khác. Mà nãy nghe kể về mấy mối tình sao nghe cái giọng trầm mà buồn quá vậy? Còn nhớ mối tình cũ hay sao vậy? Dạ không chị, chắc hơi căng thẳng nghe nói vậy chị ạ. Coi như là chấm dứt, bây giờ bao lâu tiến tới hôn nhân được nè? Càng sớm càng tốt, vì mình hiểu nhau thì mình sẽ tới hôn nhân thôi chị. Tại cuối năm nay thì càng tốt, khoảng qua năm cũng được. Cuối năm nay được luôn á hả? Ủa mình chuẩn bị mọi thứ để đám cưới chưa? Dạ chuẩn bị đủ hết rồi chị, thì thiếu cô dâu thôi. Ghê vậy á, có làm dâu không? Dạ, tại vì em nhà em có mình một chị một em nữa, hiện tại có hai người đó đều lập gia đình hết rồi, nên về chắc phải làm dâu. Em có ngại làm dâu gì không? Dạ không chị. Nấu ăn rồi được mà đúng không? Dạ. Tốt mà, mình ở một mình tự lo hết đúng không? Coi đến qua anh coi bên kia thế nào nha. Dạ, anh coi chung em. Chào em. Không thích tật xấu gì của ông xã mình? Dạ em không thích một người chi ly ạ.
Thì Ly ta tính toán cho gia đình mà. Đàn ông là phải sống thoáng một chút xíu. Thoáng quá ta lấy tiền nhà mà cho người khác hết làm sao? Đâu có anh. Chồng muốn làm cái gì thì bắt buộc cũng phải hỏi em. Ý em, em cũng vậy chứ không có được tự quyết một mình. Cũng thoáng ha. Có nhiều người vợ bắt chồng phải chi ly, phải tính toán để tích lũy. Em nghĩ là một người đàn ông á là không nên quá chi ly, phải có giao tiếp ở bên ngoài xã hội. Nên là nếu mà chi ly quá thì nhìn kỳ lắm. Đúng rồi. Còn yêu cầu gì nữa không? Bạn trai em có bụng bẩn. Bụng bự làm gì? Làm gì? Ôm sướng lắm. Ôm sướng đúng không? Vậy có mấy cô nói không thích đàn ông bụng bự. Bụng bự có giá cũng bụng bự với bụng không? Rồi hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có anh chị và em đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh chị ạ. Chào, rồi, chào các bạn khán giả. Nãy giờ theo dõi thì em cũng thấy là anh bên này cũng hiền, dễ thương nữa. Và cũng có vẻ chín chắn. Thấy cái bụng ảnh đủ bự chưa? Bên đây thích bụng bự. Em nghĩ là nếu mà về mà quen chắc chị Trân cũng phải tầm bổ thêm chút xíu nữa mới đủ chuẩn. Theo quan điểm của em thì thấy cũng khá ổn á. Có thể có cho nhau thời gian để tìm hiểu. Đối với em, một người phụ nữ như chị Trân thì ok, rất tốt. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bạn trai mình có đi với ai không bạn? Dạ, em có đi cùng với bạn em và em gái ruột của em. Dạ, em chào anh Quyến Linh và chị Cát Tường. Em nhận xét về chị này như thế nào? Rất dễ thương ạ. Dạ, cảm ơn. Nói chuyện rất thoải mái, hòa đồng ạ. Anh bảo anh có cái tật xấu nào anh giấu không? Rất tốt ạ. Nói chung là sống nhiệt tình, yêu thương chị em trong gia đình. Anh ruột em à? Dạ, em ruột ạ. Rồi bây giờ ở nhà là đã hối thúc ảnh lấy lập gia đình cho em, lấy vợ cho em. Ba mẹ em cũng nói nhiều nhưng mà cũng tùy thuộc vào anh nữa. Ba mẹ em rất dễ ạ. Hiền anh ạ. Vậy là thấy chỉ là làm dâu là được đúng không? Dạ được ạ. Vậy là được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Rồi hai bên là được rồi đó. Bây giờ ăn thua hai bạn gặp nhau thôi. Cho kéo màn lên anh Linh ơi. Rồi cho hai người gặp nhau. Hai bạn quyết định nha. Rồi. Rồi gặp đi em. Cái chương trình cũng quà thôi. Gặp mặt đầu tiên thì em cũng có món quà từ cơ quan gửi anh. Rồi cảm ơn em. Em thấy anh sao? Thời gian mình tìm hiểu mà mình cảm thấy hợp thì tiến tới thôi, chứ còn em cũng không có đưa ra là mỗi người lý tưởng như thế nào. Em có quan điểm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Đối với em á, khi yêu thì phải yêu hết lòng và phải chung thủy. Có gì cũng phải trao đổi với nhau. Nhưng mà em tính em thì đó là cá tính à, em giận là em nói liền à. Chứ đừng có để trong lòng. Yên tâm anh cũng thẳng tính, anh cũng giống em mà. Nói hết cái gì, những gì muốn nói xong rồi thôi, không giận gì hết. Anh có hay đi du lịch không anh? Nói chung là có dịp là mình sẽ đi. Dạ, tại vì em rất là thích đi du lịch. Em cũng thích đi phượt nữa. Chung là mình hay xe xe nên ra mình hay đi, cũng thích đi phượt hơn. Rồi bây giờ mình hẹn hò sao nè, mỗi dạ. Người ở vùng cũng hơi xa nhau nè. Anh cuối tuần thì cũng hay về thành phố Hồ Chí Minh chơi lắm. Cuối tuần thì có thể gặp nhau. Rồi bây giờ kế hoạch đám cưới thì sao, con cái thì sao? Đám cưới thì với trao đổi rồi thì nếu chủ yếu là mình hiểu nhau thôi, khi mình hiểu mình đồng ý thì thời gian thì nó không quan trọng lắm. Còn về con thì anh thì tôn trọng bạn nữ thôi, nhiều cũng được hết. Em cũng tính là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh có nghĩ là đòi hỏi là về quê sống không? Không, anh thì anh cũng tính lập nghiệp ở mấy thành phố lớn này thôi. Chủ yếu là người bạn đời mình chọn đâu thì mình có thể cũng chọn ở đó luôn. Rồi, cảm nhận về nhau ở lần đầu tiên gặp nhau. Một cái gì đó tỏ tình để mà chúng ta quyết định bấm nút. Thì em cũng dễ thương, thật thà và thẳng thắn. Chắc mình cho tao thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có thể hát tặng em một xíu không? Rồi, được luôn. Lần đầu ta gặp nhỏ trong phim trường lời đây, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Em thấy anh thì cũng dễ thương, cũng thẳng thắn và thật cũng nhiệt tình. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu. Rồi. Ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Mời bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định nhé. 1 2
3. Rồi, chúc mừng các bạn nha. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn xem phim thật vui và tìm hiểu kỹ nhau hơn. Nào, chúng ta nắm tay để kỷ niệm ngày gặp mặt đầu tiên nào. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của nhãn hàng Mát He, viên uống ngăn ngừa rụng tóc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màng. Trai ở đây thì họ hay ấy quá cho nên là em cũng sợ. Ấy là gì? Em cũng hơi khó tính. Quen bao lâu thì được nắm tay hay gì đó. Đòi hỏi dạ, không? Ấy không? Em sợ. Mời bạn Nam. Xin chào. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hậu, em đến từ Bình Định. Bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi chị. Hiện giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi chị. Công việc của mình hiện nay là gì? Em làm kế toán chị. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Mình tên là Nguyễn Văn Tiền. Tiền Money chị. Bên đây Hậu. Tiền Hậu, Hậu Tiền. Quê gốc là ở Bình Định. Sống ở Đắk Lắk và hiện tại đang công tác ở Đà Nẵng. Công việc của bạn là như thế nào? Em làm công tác quản lý cùng trường đại học ở Đà Nẵng. Ở trường đại học gì bạn? Dạ, Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Bạn gái có ngại yêu xa không? Dạ không, cái này em không ngại chị ạ. Với lại, không ngại? Dạ, với lại bữa nay cũng có mạng rồi, Zalo rồi Facebook mình có thể nói chuyện được chị. Đúng rồi. Rồi mình hỏi cái bạn trai đây có thể bảo lãnh bạn để làm kế toán được không? Cái công việc cụ thể của bạn quản lý ở trường đại học là quản lý gì bạn? Dạ, hiện tại em là trưởng phòng quản lý khoa công nghệ của trường, sinh viên của trường. Trưởng phòng? Có sắp xếp công việc gì được cho bạn nữ không bạn? Dạ thì chắc là cũng ổn thôi chị ơi. Nhưng mà ngoài đó rất nhiều cô giáo xinh đẹp, đại khái là nhiều người đẹp. Nhưng lý do tại sao anh lại vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm người yêu thông qua chương trình này? Thì đối với em thì tình cảm nó đến chỉ hai cái thôi. Một là sự nâng cấp từ tình bạn lâu quen lâu ngày thành tình yêu. Hai là có cái gặp đầu tiên, gọi là cái tình yêu sắp đánh. Là tính chất công việc nó quá là bận nên là muốn ít tìm hiểu. Bạn nữ, lý do tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, em thì lên đây với hai lý do. Cái lý do mà lớn nhất mà em muốn thực hiện là thực hiện cái lời hứa của sếp. Tại vì lúc trước đó là sếp hứa là em cưới chồng đi, rồi em mời mọi người trong đây á, thì anh sẽ bao vé máy bay cho mọi người về quê em ăn đám cưới. Với lại cái lý do thứ hai nữa là bạn bè em á, ai cũng giải phóng hết cái kiếp độc thân rồi. Còn em đánh mãi đánh hoài mà sao giải phóng không được. Cho nên là em chắc là nhờ chương trình kiếm hộ giùm em. Là mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì em được 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình, quen nhau bao lâu? Tại sao chia tay? Cái mối tình đầu tiên thì cái thời em mới vào đại học, quen cái thối cũ hủ ở quê, cho nên là trai ở đây thì họ hay ấy quá, cho nên là em cũng sợ. Ấy là gì? Chứ như em cũng hơi khó tính. Quen bao lâu thì được nắm tay hay gì đòi đó. Đòi hỏi dạ, không? Ấy không? Em sợ. Rồi. Cái thôi em không quen nữa. Rồi. Còn cái anh mà mới đây, cách đây 2 năm của em á, thì cũng quen, cũng đồng ý. Mà cái lúc mà dắt nhau về ra mắt mẹ á, thì mẹ không có chịu. Mẹ ai không chịu? Mẹ anh đó không có chịu. Ồ sao, lý do gì không chịu? Em có hỏi, thì anh nói là tại mẹ nói là không thích có con dâu mắt cận giống em. Với lại mẹ không thích là già quá, với lại xấu nữa, cho nên là mẹ không có thích. Bà nói em già xấu á hả? Dạ. Người ta trả lời vậy xong là chia tay luôn. Tại em dẹp luôn. Bây giờ nếu như bạn với cô ấy yêu nhau, bạn đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ, bố mẹ nó không được, cô này không đẹp, xấu, già, gì đó vân vân, thì bạn xử sự thế nào? Đầu tiên thì về gia đình em thì không có quan điểm về chê về ngoại hình. Ba má em cũng là người Bình Định, đặc biệt là chỉ mẹ em này hơi khắc khe xíu là phải chọn con dâu người Bình Định. Thực ra thì khi quen tới một giai đoạn nhất khi tình cảm nó sâu đậm thì nên mang về giới thiệu gia đình. Mà lúc mà đã tình yêu đã sâu đậm rồi, khi mang về giới thiệu gia đình thì lúc đó mình phải có trách nhiệm bảo vệ. Đúng rồi, phải bảo vệ chứ, đúng không? Những cái mối tình của bạn Nam là lý do tại sao lại chia tay? Dạ, em thì quen có 2 mối tình. Em thì cũng giống bạn nữ đó là cũng gia đình họ không đồng ý. Gia đình ai? Gia đình bạn gái đó chị. Lý do tại sao họ lại không đồng ý em? Bởi vì không hợp tuổi chị. Ồ, coi tuổi hả? Vậy bây giờ bạn có hợp tuổi chưa? Hỏi tới qua lại có hợp tuổi bạn chưa? Bạn nữ có quan trọng tuổi tác không?
Em không quan trọng. Cái này thì em không quan trọng lắm đâu chị, quan trọng là mình thôi. Nếu được thì bao lâu nữa bạn tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em hối lắm rồi đó. Nếu mà được á thì em tính là nửa năm hoặc đến một năm. Nhanh quá. Tại vì em thấy bạn em á quen lâu thiệt là lâu rồi cũng chia tay thôi à. Bạn nam thấy sao bạn? Thời gian nào bạn tiến tới hôn nhân được? Tùy theo tình cảm thôi, nhưng mà em thì lúc nào cũng sẵn sàng. Bên kia bạn gái có những sở trường sở đoản thế nào, có kể cho bạn trai nghe đi. Sở trường của em thì em biết nấu ăn được chị. Nói chung là món gì em cũng có thể nấu. Nếu mà em đã ăn qua, em biết thiêu nữa. Giỏi quá ha, nữ công gia chánh ha. Dạ, còn cái sở đoản của em hay nóng tính lắm chị. Lại thẳng thắn nữa. Không thích là em nói. Em nói rồi thôi, chứ em vậy không có đâu có sao. À, em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? À, em thì muốn là anh đấy là mẫu người gia đình đó chị. Nếu mà được sau này mà là cưới nhau á thì quan tâm gia đình em xíu. Chứ đừng có là bên ông, bên bà, rồi bên tôi, bên cô là... Bên trọng, bên khinh là không được, đúng không? Cái đó nhất định rồi bạn ơi. Rồi, bạn nam, bạn muốn một người bạn nữ như thế nào? Bởi vì đối với em thì cái gì cũng đừng ở quá. Em thì quan niệm thế này. Tình cảm hay hôn nhân cái gì nó đều nó có cái sự sống của nó. Thì nếu mà mình coi nó sự sống thì cần phải chăm sóc cho nó cái sự sống nó thành phát triển. Còn em thấy rằng nhiều người lúc đầu chưa yêu thì cũng tán lên tán xuống, xong đó yêu nhau rồi cái về không có tiếp tục chăm sóc nữa thì tự động tình yêu hay hôn nhân nó cũng tự đi tới cái kết thúc thôi. Có những gì mà bạn không thích ở người phụ nữ không? Trong cái cuộc sống với nhau em chỉ thấy sự phản bội với nhau, là thấy điều đó bừa bối với nhau là em thấy là mình có thể là thấy sốc nhất. Phản bội. Về ngoại hình bạn có đặt ra tiêu chuẩn gì không? Dạ em không cần đẹp. Cao cao hơn, cao hơn em một xíu. Cao mét nhiêu? Em mét số 2. Trời ơi, em muốn bạn trai cao nhiêu? Mét 7 trở lên. 7 trở lên hả? Đủ gì tao được hết trơn rồi mà giờ tao lùn hơn em sao? Dạ cũng không sao. Vậy ha. Trời dễ tưởng. Anh cao được nhiêu? Dạ 73 vậy thôi. Bà tốt rồi, chuẩn rồi. À, hồi nãy anh nói là anh chuẩn bị hết rồi, là anh chuẩn bị gì mà chuẩn bị hết rồi anh nói em nghe. Cái chuẩn bị đầu tiên là cái chuẩn bị sẵn sàng mình là làm chồng. Đó là cái sẵn, cái đó bởi vì chuẩn bị về tình cảm mình đón nhận. Trước đây em rất là sợ cái thôi mình phải lập gia đình. Bởi vì khi mình cảm thấy mình không đủ, mình không mang lại hạnh phúc cho người đó, mình rất là sợ. Còn về công việc thì em thấy thì hiện tại mình cũng đảm bảo. Đà Nẵng mình mua được nhà chưa anh? Em đang làm thủ tục mua nhà. À dạ. À, vậy làm thủ tục lấy vợ luôn là vừa. Hai thủ tục đi song song là ngon ha? Nghe vậy là thấy yên ổn rồi. Ở bên đây rất là chín chắn. Ổn. Sao? Về Đà Nẵng được không? Dạ được. Dạ được phải không? Nhưng mà em có không thích những cái gì của tính khí của đàn ông không? Đừng có cọc cằn quá. Anh này không cọc cằn rồi, anh này sống rất là nội tâm. Nói chung là anh thấy ổn hết trơn á. Nhưng mà em thích đàn ông mập hay ốm? Dạ em thích người đàn ông mập. Mập? Được. Thì mình đi có đi với người thân không, bạn nữ? Dạ em đi với em gái, rồi chị họ, rồi cả phòng kế toán em nữa. Trưởng phòng của em, phó giám đốc của em nữa. Dạ, mà chú phó giám đốc là chú này là chú Hứa hay là chú khác nữa? Người mà Hứa ta bao vé máy bay á. Dạ trưởng phòng em. À dạ. Sao chú thấy sao chú? À, xin được chào hai MC đẹp trai và duyên dáng Quyền Linh và Cát Tường. Dạ cảm ơn chú. Thật sự thì khi mà đến đây thì tôi thấy chương trình này rất là hay. Chương trình giống như là một cái sợi dây mà tơ hồng kết nối hai bạn trẻ là với nhau á. Tôi ước mong sao mà khi mà hai bạn trẻ gặp nhau chương trình này sẽ có những cái điểm tâm đổi hợp và bấm chuông và không có chuông và bấm nút thôi và đi đến hôn nhân, cái đó là tôi rất là mong muốn. Cảm ơn chú nhiều. Dạ cho chị gặp thêm cái người nào mà Hứa mua vé máy bay á đó. Dạ. Chào anh. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Nó đúng ra cái vụ mà mua vé máy bay là chẳng qua là thấy em của mình hơi chậm rồi. Dạ. Cho nên cái vụ mà vé máy bay chẳng qua cái hình thức để mình khuyến khích. Dạ. Nhưng mà giờ hình thức đó còn giữ không anh? Dạ còn chứ. À dạ dạ, em chủ yếu chốt câu đó thôi đó. Dạ dạ. Dạ. Còn bây giờ anh nhận xét giùm cái bạn trai bên kia làm sao anh? Anh nhìn rất là chững chạc, có kinh nghiệm, rất hy vọng là hai em sắp xếp gặp nhau bên ngoài nó sẽ có thời gian tiếp xúc nhau hơn. À, xin hết. Vậy thôi ha, trời ơi, xin lỗi rồi. Rồi dạ cảm ơn anh, cảm ơn. Rồi bây giờ bên nhà trai. Tiên hôm nay dạ, bạn thân của em học từ nhỏ lớn rồi. Em xin chào chị Cát Tường. Rồi, em xin em. Chào anh Quyền Linh. Em thì rất là mong muốn tìm là tìm được một người bạn gái, sau đó là có thể tiến xa hơn ở trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này. Bởi vì lớp em là chỉ còn tiền nữa thôi. Là hàng thanh lý. Dạ. Em thấy hôm nay hai bạn này rất là có duyên với nhau. Thứ nhất là tiền, tên là tiền, mà tìm được hậu
Thì hôm nay chị mong hậu sẽ là cái ví để bỏ tiền vô trong đó. Có đầu có đuôi nha. Rồi, có mặt tiền, có mặt hậu luôn, hay lắm rồi ha. Đôi bạn gặp nhau đi. Cho đôi bạn trẻ gặp nhau ha. Là Tiền ơi hát tặng hậu một bài nha. Rồi, chúc Tiền nhớ hát nha. 2, 3, kéo màn. Ông muốn gặp nha. Dạ, ông cảm ơn ạ. Rồi, hát bài gây tình cảm liền. Hát là tặng em một bài. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Dẫu thương thầm sàn xê điều ly, lý duyên tình sao nỡ làm thân. Chim chuyện nhành ớt liêu lo, người ơi tôi hát sao câu đợi chờ. Hay quá, quá ngọt luôn. Dân Bình Định mà hát ngọt dữ anh Linh. Quá luôn. Bạn nữ mình có hát lại gì không? Trước đây là xếp dạng là lên em đừng có hát lắm nha. Có vỏ không em? Có vỏ đó, gái Bình Định là cầm roi. Dạ không chị, ha. Dạ không. Em ra Đà Nẵng bao giờ chưa? Dạ nói thì anh là từ Bình Định em vô ra thì có, còn đi ra thì chưa ra lần nào. Em cũng muốn ra ngoài đó một lần cho biết, tại em nghe nói ngoài đó đẹp lắm. Em cũng say vì cái đẹp của Đà Nẵng mà anh phải gắn bó Đà Nẵng. Say cái đẹp thôi nha, đừng có say người đẹp Đà Nẵng cũng được nha. Thôi bây giờ mình sẽ nói một câu gì đó thật là lãng mạn chút xíu để chúng ta kết thúc buổi trò chuyện. Cảm tiến tới của cái việc ta là bấm nút hay không bấm nút thôi. Anh thì lâu nay chỉ có một lý do khiến anh thức dậy buổi sáng là chiếc đồng hồ báo thức. Anh hy vọng rằng là qua cuộc này là em sẽ là lý do thứ hai để anh thức dậy vào buổi sáng. em nghĩ là đến đây anh em mình gặp nhau là cũng là cái duyên rồi. Còn với cái tuổi như vậy nữa thì em nghĩ là anh em mình nên cho nhau một cái duyên nợ đỡ, là nếu mà có cơ hội để gặp nhau rồi tìm hiểu biết đâu lại đi xa hơn thì sao. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hò hẹn. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng đồng chí trưởng phòng nha. Hy vọng rằng đồng chí sẽ xin được một việc làm kế toán ở trường Đại học Duy Tân. Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Tiện quá ha, Đà Nẵng luôn đó. Nhớ cái gì, có cái gì mà hay hay báo tụi tôi ra Đà Nẵng chơi với nha. Mời luôn. Mời bà bé luôn. Nhớ nha, nhớ nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta hãy... Nhà trai. Rồi, chào chú rồi. Xin mời nhà gái. Ôi.
đáng yêu quá nhà gái của tôi nè. Bên đây đã có mặt đàn trai, bên kia đó mặt đàn gái ha. Mình thoải mái mình giới thiệu đi. Rồi xin mời đầu tiên chú bộ đội nào. Con xin phép được gửi lời chào đến các quý vị đang xem chương trình, các quý vị khán giả, bạn gái bên kia và các đồng chí thủ trưởng cũng như là đồng đội đã đến ủng hộ cho con. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Văn Khải. Con năm nay con 26 tuổi và con đến từ đại đội 15, trung đoàn 66, sư 10, quân đoàn 3, đóng ở tỉnh Đắk Lắk. Chức vụ hiện tại của con là chính trị viên đại đội. Mình mang quân hàm là? Dạ, thiếu úy. Rồi, Cưng giới thiệu về mình đi nào. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con tên Nhan Thị Ngọc Giàu, con sinh năm 92, con đến từ Đức Hòa, Long An. Hiện con đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Con là 92 phải không? Dạ. Nhưng mà mặt của con giống như 96 vậy đó. Trời, bên đây sinh 94, tưởng đâu 2000. Trời ơi. Đàn trai cũng dữ luôn rồi. Nhưng mà bên đó là Đắk Lắk hả ta? Dạ, con đang ở tỉnh Đắk Lắk ạ. Vậy hả, bạn này thì ở Biên Hòa hả con? Dạ. Thời đại 4.0 rồi, ở nước ngoài người ta còn yêu ở Việt Nam mà. Đâu có khó gì đâu đúng không con? Dạ. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi đàn gái ơi. Ừ, con nói đi. Dạ, con. Nữ công gia chánh của con khá là ổn. Người lớn hay nhận xét về con là ngoan hiền và hiếu thảo với người lớn. Khuyết điểm của con là rất là nhút nhát, chú đám đông. Con dễ tin người. Đặc biệt con là giáo viên nhưng mà con không có biết hát. Vậy hả? Dạ. Còn con sao con ơi? Dạ, điểm mạnh của con thì con cũng hòa đồng và dễ thích nghi với các cái môi trường. Con nấu ăn được. Khuyết điểm của con thì hơi nóng tính một xíu. Nè con, cô muốn hỏi con chút xíu. Con yêu những người mà làm trong ngành quân đội hả? Từ nhỏ là con đã thích được đi quân đội, nhưng mà do cái chiều cao của con á, nó khiêm tốn quá nên con không đi được. Nên con có ước mơ là sau này sẽ lấy chồng là bộ đội. Tại sao vậy? Mọi người hay hỏi con tại sao lại cuồng bộ đội như vậy. Thì con hay chọc là chắc là do cái duyên kiếp trước con vẫn còn với bộ đội, nên kiếp này con muốn lấy chồng là bộ đội. Trời ơi, cưng quá vậy hả? Con nghe không con? Chữ cuồng nha con, chứ không phải là yêu nữa. Dạ, là bộ đội luôn á. Dạ. Dễ sợ chưa? Bây giờ mình cho biết một chút về tình trường của mình đi. Dạ thì môi trường quân đội thì học ở ngoài Bắc nên con cũng chưa có cơ hội. Sau khi ra trường thì con về công tác tại đơn vị, cũng là đơn vị chủ lực chiến đấu, nên là cái thời gian ra ngoài nó cũng hạn hẹp. Đơn vị chỗ con đóng thì nó không gần khu dân cư chú. Nói tóm lại là có chưa nè. Dạ chưa. Chưa đó. Vậy mà ổng dòng gió ghê lắm. Con cứ việc nói là con chưa từng yêu không có sao hết. Tuổi con còn trẻ lắm. Bài thân bài mà có kết luận chứ đâu đi ngang nữa được. Con sao? Dạ thưa cô, là con trải qua hai mối tình. Đó là một mối tình thời cấp 3 của con là quen được 2 năm. Và một mối tình đơn phương là chú bộ đội được 1 năm. Đơn phương là coi như không tính rồi đúng không? Bây giờ cái điều mà con mong muốn ở cái người bên cạnh á là như thế nào nè? Về ngoại hình thì con yêu cầu là tầm 1m65 đến 1m7 là được. Không hút thuốc, phải biết đối nhân xử thế với lại người lớn tuổi. Biết chia sẻ, cảm thông với con như vậy là đủ rồi. Dạ. Thì nãy giờ con thấy cái người bên đó họ nói điểm yếu, điểm mạnh của họ, thì con thấy có bao nhiêu phần trăm đúng là cái ước mong của con? Đầu tiên là bộ đội là con nghĩ là trên 70% rồi. 70% rồi là ok rồi. Đó rồi còn nghe dạ. Biết cuồng bộ đội rồi, chưa thấy mặt là 70% rồi. Cuồng, đánh đó là phân cuồng mà. Nãy giờ những gì con đưa ra là bên đàn trai có hết luôn. Cao nhiêu? Rồi xin lỗi, nhiêu con? Nhiêu con? Dạ con cao 1m71. Thấy chưa? Wow, là con vượt quá cái cây mong muốn của con đó. Màu áo xanh chiếm 70%, cao 1m71 vô 20 nó 90%. Còn cái kia là không đáng kể. Còn chút xíu thôi. Ừ. Dạ. Con ghét nhất ở cái tính đàn ông là gì? Gia trưởng với mụ cô ấy chú. Bộ đội là đánh giặc thôi chứ không có đánh vợ. Con yên đúng tâm rồi. Chú bộ đội đây hiền khô rồi con. Chào bà mới. Dạ, chào cô. Đó. Chào con. Dạ. Được không? Trời ơi. Cô chỉ muốn hỏi con nè. Dạ. Con có một cái khuôn mẫu nào cho cái người bạn gái của con không? Dạ. Hình mẫu lý tưởng đó con. Hình mẫu của con thì chiều cao thì khoảng 1m55 theo chuẩn của phụ nữ Việt Nam mà thôi. Ừ. Thì cũng hiền hậu, nói chung là dễ nhìn thôi. Bây giờ vấn đề ở đây chỉ còn lại là một cái vấn đề là về địa lý thôi. Chị nó để hai đứa nó tính, giờ trẻ nó hay lắm. Hỏi nó yêu cái xa đó hả? Sao? Con thấy sao? Con yêu xa thì con có cảm thấy là con chịu đựng được không? Con nghĩ là con chịu được, chỉ cần người đó chung thủy với con là được. Nếu như mà bạn trai bên kia cho con đủ niềm tin
thì con nghĩ là cái khoảng cách nó không có là vấn đề. Còn nếu mà sau này mà tiến tới xa hơn nữa thì con có thể là cái công việc của con nó dễ dàng thay đổi hơn so với bạn trai, nên con nghĩ nó khoảng cách sẽ là người thay đổi, đúng không? Bây giờ mình hỏi coi đại diện nhà gái coi có ai đây không? Ai? Dạ, hôm nay con đến với chương trình thì con có đi với chị hai và các bạn đồng nghiệp của con. Chị hai cho ý kiến coi nào. Thì bên nhà gái thấy bạn trai bên đây thì cũng theo cái tiêu chuẩn mà đã bộ đội thì ai cũng quý mến rồi. Bên kia là một cô giáo viên thì cũng quý mến nữa. Thì hy vọng là cái duyên và cái nợ nó sẽ đến với nhau được. Chị hai có cuồng bộ đội giống em không? Dạ, cả gia phả bên chồng em là quân nhân hết. Hèn gì. Từ Bắc tới Nam rồi ạ. Hèn gì, bởi vì nhỏ em gái nó đồ lại y chang chị hai. Cả gia phả luôn đó. Chú bộ đội... nay mình đi với con đi với thủ trưởng của con và chị họ của con. Chị họ luôn. Dạ. Rồi bây giờ để chị họ nói trước đi. Theo cái cách nhìn của mình á thì bạn nữ này rất là sáng sủa, nhìn thông minh, dễ thương. Chị là chị thấy ưng. Rồi xin ý kiến của thủ trưởng ạ. Thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai bạn trẻ, tôi là Vũ Ngọc Thành, phó chủ nhiệm chính trị của đơn vị đồng chí Khải công tác. Đối với đồng chí Khải của chúng tôi thì tôi thấy rằng đồng chí hơi nhút nhát một chút. Thế xong là một đồng chí cán bộ trẻ, đồng chí đã khẳng định được bản thân mình và có trách nhiệm trong công việc. Chúng tôi thấy giao nhiệm vụ cho đồng chí rất là yên tâm. Và theo tôi quan sát thì thường những đồng chí cán bộ như vậy thì là những đồng chí luôn biết chăm lo, chia sẻ và quan tâm tới gia đình. Còn đối với em gái thì anh thấy rằng em rất là dễ thương, dịu dàng và có nghị lực. Thì anh rất là mong muốn là em sẽ bấm chuông để về với đội của bọn anh. Dạ vâng, cảm ơn. Rồi, thấy nó thuận lợi rồi đó ha. Rồi đó, ừ. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi, mở rào. Gian này là của hai đứa đó. Mạnh dạn lên Khải, bắt đầu đi. Anh chào em. Rồi. Đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có món quà tặng em. Cái này thì đồ anh làm 100% handmade luôn. Dạ. Tay. Dạ, đến với chương trình thì hôm nay em có bó hoa này do tự tay em làm để em gửi tặng đến anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Thôi. Thấy chưa? Bây giờ ngược lại là con gái tặng hoa cho con trai rồi đó. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì con cũng có hai món quà để gửi đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Có nữa hả? Dạ, con đi ngoài hát được thì con cũng vẽ được. Hả? Dạ, vẽ sơ sơ. Dạ. Trời ơi! Con tặng chú. Dạ, cái này là con tặng cho cô. Cô cảm ơn. Trời dạ. Ơi, nó vẽ xong. Ôi trời ơi, con vẽ cô hả? Cô ơi, hay quá vậy? Dạ. Hay quá. Cưng quá hả? Rồi, hai đứa bắt đầu nói chuyện đi hai con. Chào. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, anh chào em. Dạ, lần đầu tiên anh thấy em thì như thế nào ạ? Cái ấn tượng ban đầu của anh thì nhìn em rất là dễ thương. Anh cho em hỏi là ví dụ như đơn vị của anh á, xa Biên Hòa vậy, nếu mà hẹn hò thì anh nghĩ là bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? Nếu mà được sự tạo điều kiện của cấp trên thì khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì anh có thể vào đây anh thăm em được. Dạ. Thì chỉ ngại em thôi chứ còn anh thì xa đến mấy anh cũng đi. Tại vì dạ. Ngày xưa anh đi học ở ngoài Bắc thì những lúc mà anh nghỉ về phép thì anh đều đi vô Bến Tre với An Giang, có bạn trong đó anh vô nhiều lần. Dạ. Cái cách sống của con người miền Tây anh rất là thích, rất là thoải mái và rất là hiếu khách. Thời gian mà ví dụ như anh bận ở đơn vị trực chiến hay cái gì đấy không xuống được thì em có thể là sắp xếp lên thăm anh cũng được ạ. Anh cho em hỏi là nếu như mà mình hẹn hò thì thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà 2 năm thì em nghĩ được không hay là phải sớm hơn nữa? Nếu mà hợp á thì là em nghĩ là nếu mà cưới trong năm thì cũng vẫn được. Tại vì ở nhà ba mẹ em cũng hối em lấy chồng rồi. Làm luôn. Thì nếu mà trong năm mà nếu mà chúng mình là có cơ hội đến được với nhau vậy thì trong năm thì anh cũng ok thôi. Anh cũng không có vấn đề gì mà... Tàng gái người ta đề nghị làm tăng... sớm, mình làm sớm đi. Em hát hay không? Dạ em không có biết hát. Nhưng mà con hát hay không? Đến chương trình hôm nay thì con có cái bài hát, nhưng mà con thật ra thì con hát nhiều nhưng mà con không thuộc hết cả bài, con chỉ thuộc cái điệp khúc thôi. Còn tiến tới gần bạn gái hát đúng cho rồi. Bạn gái nghe. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên.
Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này, và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đau, anh cũng xin chấp nhận. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, nè, con ơi con, bây giờ cô nói nghe nè. Cái bạn này nha, tuổi trẻ tài cao, nhỏ như thế này, bạn chỉ khiếm khuyết một chút là bạn chưa có người yêu thôi. Cho nên rằng á, là theo cô thì là mình lời rồi đó con nha. Bên kia con cảm nhận xem, nãy giờ mình nói chuyện mình cảm nhận xem trái tim mình như thế nào và cảm nhận cái người đối diện của mình thế nào, có thể nói cho mình đàn trai biết được không? Dạ con thấy rung. Rung rồi, chuẩn bị rinh luôn rồi. Rung thì rinh về thôi. Đúng rồi. Rất là giống mẫu người lý tưởng luôn con. À, cô đội cảm nhận đàn gái bên kia thế nào? Lần đầu tiên mà con được nói chuyện với bạn nữ mà lâu như vậy, con thấy rất là bối rối. Nếu mà mai đây thì mình có về chung một nhà thì anh cũng muốn nói với em là có thể là những lúc là cuộc sống mình nó không thể nào mà nó êm đềm, nhưng mà mọi cái lỗi lầm hoặc là mọi cái khó khăn thì một mình anh chịu, một mình anh gánh vác, còn anh không bao giờ đổ lỗi cho vợ qua. Hay quá. Trời ơi, thiệt á. Thiệt á, cô nhói tim luôn á, thật sự mà nói luôn á. Em chỉ có việc yêu anh, mọi thứ anh lo. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Mình cảm nhận lại con tim mình một lần nữa đi các bạn. Suy nghĩ cho kỹ và thể hiện bằng nút bấm nha. 3 2 1 Trời ơi. Hai người đầu bấm nó cực kỳ mừng dễ sợ luôn á, thật chú, sự. Cảm nhận thế này gần như hai đứa đã lạc lối, bây giờ đã về đúng vị trí rồi đó. Ha. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì con cũng muốn gửi, nhất là con gửi lời chúc sức khỏe đến các cô các chú, cô chú bác nhà của em, và con xin hứa là con sẽ nếu mà đến được với nhau thì con sẽ chăm lo hạnh phúc cho hai đứa đến phút cuối. Phút cuối luôn á. Với lại sẵn là con xin phép là hôn cái hôn đầu tiên đi. Em xin phép chị em được hôn mà em một cái thôi. Cái thôi. Tàu đi. Cái hôn rất là kêu lên là kêu ạ. Nụ hôn đầu đời luôn đó. Đó. Chúc hai con hạnh phúc nha. Dạ. Mời nhà trai. Hai, mời chú rồi. Xin mời nhà gái. Xinh quá xinh. Rồi, xin mời chú rồi giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chị chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào các thủ trưởng. Chào họ phía nhà gái và xin chào toàn thể chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Quang Luân, hiện đang công tác tại tiểu đoàn 9, trung đoàn 66, sư đoàn 10, quân đoàn 3. Công việc chính của em là làm chính trị viên của đại đội. Thưa anh là em sinh năm 1991, năm nay 29 tuổi. Quê em là ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Em công tác ở Đắk Lắk. Rồi bây giờ bên đàn gái tôi giới thiệu nè. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Dạ, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả ạ. Dạ. Dạ, con tên là Đỗ Thị Tố Nguyên. Năm nay con 26 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, con là nhân viên văn phòng ạ. Đắk Lắk ở huyện nào hay là ở Đắk Lắk con? Dạ, con ở thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Gần chỗ mình đóng quân không? Cũng xa. Cũng xa hả? Mình dạ. Ở huyện nào? Đơn vị em đóng quân ở huyện Ea Leo ạ. Chắc chừng khoảng 70 cây. Ô, sư gần. Em ơi, em hết rung chưa cưng? Bạn nam dạ, ơi, bạn hết rung. Chị Hồng Vân là hình như em cũng vẫn còn rung á. Xin phép chương trình là xin chào bạn gái bên kia. Này cũng rung quá quên chào ạ. Đó, rồi. Vậy là thấy bớt rung rồi đó. Linh nói với Vân ngay lúc đầu bộ đội rất là mạnh mẽ, ý chí, không kiên định. Nhưng mà với phụ nữ thì bộ đội gần như nhút nhát. Em có điểm mạnh gì và điểm gì là chưa mạnh?
Điểm mạnh của em thì em cảm thấy là mình là một người hiền lành, hơi trầm tính một xí nhưng mà có lòng thương người rất là nhiều. Nhưng mà cũng biết làm rất nhiều công việc của gia đình. Điểm chưa mạnh của em là gì? Thì em hơi trầm tính, với lại ít thích không có ít cái biểu đạt cái cảm xúc của mình trước đám đông, trước mọi người. Khi mà có một cái lý do gì cần giải thích thì em lại ngại giải thích những cái lý do như vậy. Bây giờ em lắng nghe về cái sự giới thiệu của bạn nữ bên đây nghe. Dạ. Nha. Rồi bây giờ cứ nói về mình đi nào. Sở thích của con là thích xem phim, nghe nhạc, đi du lịch. Và con hay đi du lịch một mình ạ. Cái điểm mạnh của con là gì nè? Dạ, điểm mạnh của con là con linh hoạt ạ. Rồi con có một cái yếu điểm gì không? Dạ, con là người hay để ý đến tiểu tiết á, nên là hơi kỹ tính ạ. Thì vừa rồi á, con nghe những cái mà những cái tâm sự của bạn nam bên đây á, thì con thấy đây có phải là cái đối tượng mà như là con mong muốn không? Tại vì con hơi hoạt bát một tí nên con thích một người hơi trầm để phù hợp với mình ạ. Sao con lại yêu bộ đội? Dạ, tại vì con yêu nước. Con yêu nước. Con muốn hỏi tại sao con lại yêu bộ đội? Cái mục đích của con là muốn tìm người cùng quê Đắk Lắk ạ. Nhưng mà thôi vào đó con cũng thấy mấy anh bộ đội rất là ngầu ạ. Nên là con đến với chương trình ạ. Rồi, cô nghĩ là bộ đội ngầu đó. Nói chuyện rất là hiền à. Có yêu nhiều chưa? Bản thân em thì cũng có 1-2-3 mối tình gì đó, ngắn ngắn. 1-2-3 mối tình, dài nhất là bao lâu? Dạ khoảng 3-4 tháng gì đó. Vậy ngắn nhất chắc 2-3 ngày quá. Dạ vâng ạ, tại vì em ít có bày tỏ cảm xúc với những cái nó kiên quyết quá nên người ta thấy cũng nản. Gì đâu mà ngắn quá rồi, chắc mới quen biết thôi mà đâu. Mà lý do tại sao mà mình lại chia tay? Thì công việc em nó chưa ổn định, thứ hai là có nhiều lúc em tập trung vào công việc quá và ít có thời gian quan tâm tới bạn gái, thế là hai bên thấy không hợp nhau thì chia tay. Chua rồi thì cưng quá. Cưng lắm đó. Qua cô bên này, gái có ba chạm trong cuộc sống ha. Đây đó nè, đó. Ây cha, thấy chưa? Cô gái xinh đẹp bên đây sao hiền quá. Nãy giờ chú cố gắng chú nói đi coi có bộc lộ cái gì không mà thật sự là rất hiền vô cùng đó. Luôn con có nghĩ ngày nào là con sẽ về quê con ở lấy chồng ở dưới quê luôn không? Dạ con rất thích đi đây đi đó nhưng mà điểm cuối cùng vẫn là Đắk Lắk ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của con là như thế nào? Dạ con muốn bạn nam lớn hơn tuổi ạ. Lớn tuổi hơn rồi. Dạ. Là bên thì lớn hơn chắc rồi đó. Dạ cao hơn con một tí. Cao hơn cao, chắc cao, cao hơn rồi. Dạ. Rồi gì nữa nè? Muốn ở Đắk Lắk ạ. Dạ, Đắk Lắk rồi, Đắk Lắk luôn. Dạ. Rồi gì nữa nè? Dạ thì gọn gàng sạch sẽ. Có gọn gàng, có mặc sạch sẽ. Quân phục là đã thấy gọn gàng đúng rồi. Đúng rồi dạ. Đó. Dạ rồi thì tính tình thì hài hước ạ. Con thích hài hước. Tính hài hước gần có. Dạ vậy để con về con rèn cho. Thôi gần có hết rồi đó. Dạ. Được ha. Dạ. Em muốn người phụ nữ của em là như thế nào? Đối với cái mẫu người lý tưởng mà em thích thì bình thường thôi, dễ nhìn, chiều cao thì trên 1m5 được rồi, không quan trọng trên lắm về chiều cao. Có. Không thích, không ăn mặc lòe loẹt hoặc là nói chung là kiểu cách quá, giản dị càng tốt. Này có áo kiểu thôi chứ không có kiểu cách. Ừ. Nói chung là một người thực tế một xí, không có bay bổng. Mơ mộng cao tôi thích đi du lịch được không? Đó được ạ. Đi châu Âu được không? Cái đó được. Cảm ơn, đó là quyền của bạn gái thì tất nhiên là em không thể nào cấm cản được. Con có mấy mối tình rồi? 3 ạ. Dài nhất là lâu? Dạ 1.5 năm hơn ạ. Dạ. Thấp nhất? 1 năm 2 tháng ạ. Vậy nó cao hơn bên đây á, dài hơn chút. Xây dịch chút đỉnh. Nhưng mà lý do gì con chia tay? Tại vì con còn khá trẻ con á, nên là có nhiều cái ứng xử khiến cho người ta không thấy hợp nên là trời, dừng lại. Tính con dễ thương quá mà không hợp gì đâu. Đúng rồi. Con đi với ai? Gia đình. Dạ, con đi với bạn của con ạ. Xin chào mọi người ạ. Con là bạn của bạn Quyên. Thì hỏi ý kiến thì chắc chắn là em của con cũng không biết nói như thế nào. Chỉ là Quyên đứng ở góc độ là bạn bè á, Quyên là một cô gái có khí chất trong sáng thuần khiết đó anh. Quyên có chọn như thế nào ha? Thì lắng nghe mình thôi, cứ cho mình một cơ hội thử. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai vậy? Hôm nay em đi với thủ trưởng ở đơn vị và cơ quan em ạ. Kính thưa quý vị khán giả trong trường quay, thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai bạn, tôi là Vũ Ngọc Thành, phó chủ nhiệm chính trị của đơn vị đồng chí Luân.
Đối với đồng chí Luân của chúng tôi thì như các bạn cũng đã thấy là đồng chí hơi nhút nhát, một đồng chí rất là hiền lành. Thế nhưng mà trong công việc quản lý chỉ huy bộ đội thì đồng chí lại rất là một người rất là cương quyết trong quản lý chỉ huy bộ đội. Đối với em gái thì anh thấy là em cũng rất là dễ thương đấy, và có cái cá tính tương đối là mạnh mẽ. Các em cứ tìm hiểu, nhưng mà nếu mà hai em mà ghép lại được với nhau thì anh nghĩ rằng cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha, rồi tự quyết định. Mở rào. Dạ chào em. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em gửi em ạ. Anh cảm ơn em. Rối nữa, rối hơn nữa đó, chẳng thà coi như là không nhìn thấy nha, nhìn thấy cái rối hơn kìa Linh. Kệ. Đó, dạ. tiến tới cô gái đi Luân. Bộc lộ sự mạnh mẽ đó của mình. Nói gì đi, gặp mặt cảm nhận cô gái thế nào, nhìn thẳng cô gái đi Luân, nói đi Luân. Cô ấy thế nào? Đúng quá, thôi cho anh hỏi trước để em trả lời đi. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Dạ anh khá là hiền ạ. Em cũng thích người hiền ạ. Dạ. Em có muốn hỏi gì về anh không? Trời ơi. em cảm nhận trước đi Luân. Anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn anh. Dễ thương. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Nhưng là anh không có điểm gì để không hài lòng với em hết. Dạ. Dạ cho em hỏi là sau này anh sẽ tính sống ở đâu ạ? Thì hiện tại anh vẫn đang công tác ở Đắk Lắk thôi. Dạ. Hát tặng bài Luân cho nó thoải mái của Luân. Hát bài nào đó tặng cho cô gái đi. Cho nó thoải mái. Vâng, em hát hơi buồn. Cởi mở làm cho bạn bớt rung coi nè. Để cho chú bộ đội bớt rung cái đi. Dạ. Lòng em như trang giấy thơm trắng ngần, để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu, trăng lung linh bướng theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biến đâu là bến bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi, trăng cô đơn quá ơi người ơi. À, em chỉ biết thôi. Trời, trời ơi trời. Sao mà đầu tiên gặp mà toàn chia mới đôi gặp với nhau lại là chia tay với trăng vỡ rồi. Vậy trời. Tôi con hát cái bài nào gắn kết coi con. Rồi em gái nào hát bài nào vui vui lên coi. Dạ vậy con cũng xin góp vui là một đoạn nhỏ thôi ạ. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tôi lôi trong tim tôi chẳng nhớ đường về. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Dạ vậy thôi ạ. Em quen anh thì lâu lâu anh mới về đi xuống thăm em được thì em có buồn hay không? Những cái mối tình trước của em thì tại vì bọn em gặp nhau nhiều quá nên là mới sinh ra những cái không hay, nên là bây giờ em thấy bớt gặp nhau lại thì hay hơn ạ. Nếu mà chúng mình mà cưới nhau mà sau này mà ví dụ như em gặp khó khăn mà anh không có điều kiện để về giúp đỡ em thì em nghĩ là có trách anh nhiều lắm không? Dạ em tự cảm thấy em mạnh mẽ nên em có thể vượt qua một mình ạ. Em có muốn hỏi cái gì về anh không? Bây giờ người ta đẹp quá, tranh thủ nhìn thẳng vô mắt người ta hỏi đi, cứ tránh ánh mắt làm chi. Dạ sau này thì anh nếu mà mình đến với nhau rồi thì anh có nhút nhát như vậy nữa không ạ? Khi mà mình đến với nhau thì anh chắc chắn anh sẽ kiên quyết trong mọi chuyện, không có nhút nhát như bây giờ. Dạ. Bây giờ thử nha, em nói một câu ví dụ như là anh yêu em coi, em nói sao? Anh yêu em.
Nhỏ quá, lên tao một tông nữa coi. Em, anh yêu em. Nhỏ nữa. Nói như mình nói cho hết cỡ coi. Em, anh yêu em. Nhỏ nữa. Em nói hết lực của em thưa coi. Dạ vâng ạ. Lớn lên. Em, anh yêu em. Nhỏ nữa. Anh yêu em. Nửa coi, nửa coi. Anh yêu em. Hết cỡ luôn. Dạ thôi ạ. Hết rồi đó hả? Bấm nút là trao duyên cho nhau, là chúng ta đang hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến một tương lai. Một, hai, ba. Hết thời gian. Trời ơi, trời ơi, con làm cô hồi hộp quá đi mất. Trời, suy nghĩ. Trời ơi, hai đứa nắm tay nhau đi, phép thủ trưởng cho mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Vâng, con xin phép gia đình nhà gái cho con được hôn bạn gái. Chúc các bạn hạnh phúc. Chúng tôi gửi tặng các bạn. Xin mời nhà gái. Nhà gái xuất hiện rồi. Bây giờ đàn trai xuất hiện, xin mời. Chào Linh. Chào em. Trời ơi dễ thương quá. Ngồi đi, ngồi đi, để qua đây. Linh ơi, cái này sao có không khí Tết quá Linh. Không khí của lễ hội. Bên nhà trai sẵn vậy giới thiệu luôn đi. Giới thiệu luôn đi em. Gặp em là thấy có niềm vui, có lễ hội rồi đó, có sự may mắn rồi đó. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ và gia đình bạn nữ cùng khán giả đang xem hình. Một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Võ Thanh Sang. Năm nay em 36 tuổi. Hiện đang là trưởng đoàn lân sư Rồng Sang Anh Đường. Đây là một cái đội lân cũng rất là nổi tiếng nha, phục vụ rất nhiều lễ hội luôn đó. Em đội trưởng luôn hả? Dạ em trưởng đoàn. Rồi còn em, giới thiệu liền cưng. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Rồi và em. Anh ngồi kế bên em ạ. Và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Ngọc Lan. Tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Ngọc Lan. Em 33 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng tại một công ty ở huyện Bình Chánh ạ. Rồi cái điểm mạnh của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là em cũng dễ hòa đồng với mọi người. Trong công việc thì em luôn cố gắng hết sức mình trong công việc của em. Và em cố gắng hoàn tất những công việc mà em đang còn lỡ dở chị. Điểm yếu của em, cái khuyết điểm. Dạ điểm yếu của em là em hơi khó tánh ạ. Đối với bạn bè xung quanh mình có khó tánh không? Dạ cũng chút xíu ạ. Cũng chút xíu luôn. Rồi mai mốt mình có chồng khó tánh với chồng không? Dạ chắc không chị. À không hả? Chỉ dễ riêng với chồng là dễ tánh thôi hả? Dễ gì không, chắc cũng có chút xíu luôn. Rồi mời em trai. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, vui tính. Em không biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt. Tốt. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là có phần quan tâm với bạn của mình hơi thái quá chút xíu. Quan tâm mà thấy thái quá luôn. Dạ. Tức là đi đâu cũng hỏi làm gì, sức khỏe làm sao, ăn uống làm sao, ngủ làm sao, tắm làm sao. Rồi không, đi không, chơi không, với không. Bỏ cái phần tắm anh. Cái phần kia anh nói đúng rồi. Chỉ bỏ phần tắm thôi hả? Phần tắm là em không có hỏi. Còn tất cả mọi thứ đều quan tâm đúng không? Dạ gần như quan tâm. Ủa em lập đội lân này lâu chưa? Dạ em lập đội lân được tổng cộng là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Em học võ múa lân này từ năm 11 tuổi. Múa lân có võ nữa hả? Dạ có môn võ để mà phối hợp để làm những cái mã bộ của lân. Rồi. Cái cuộc sống với cái nghề nghiệp của mình là em có đủ sống không? Dạ, cái nghề múa lân này cũng tạm ổn. Về sau này nó phát triển thành bộ môn thể thao á. Nó hoạt động nhiều với công ty sự kiện cho nên cũng đúng rồi. Múa lân hiện nay là một trong những bộ môn mà có thể tất cả sự kiện, hội nghị, lễ hội ai cũng mời múa lân hết trơn. Làm ăn được lắm à. Để em nghe em phấn khởi không em? Dạ thì nếu mà nói về múa lân thì nó hẳn ra là
mẹ em là người Hoa. Mẹ em cũng thích múa lân đúng không? Dạ. Em có thích múa lân không? Dạ, em cũng thường xem chị. Vậy hả? Em có nghĩ là sau này chồng của em sẽ là nghề múa lân không? Dạ, em cũng hy vọng cũng được tốt chị. Ồ, vậy đó hả? Còn cái đường tình duyên của em sao nè? Dạ, thì tình duyên của em cũng quen được 2-3 mối tình chị. Ừ. Thì mối tình gần đây thì em cũng quen được 3 năm. Nhưng mà sau này là em chia tay là vì anh đó có quen người khác chị. Anh đó có người thứ ba? Dạ đúng rồi. Và cái chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 chị. Được 1 năm rồi, tại sao em lại rơm rớm nước mắt như thế này? Em còn nhớ người ta hay là em vì tự ái, em hận, em giận? Dạ em giận chị. Em còn thương người ta không? Dạ, khi mà em tham gia chương trình này là khi đó là em muốn có một cái tương lai khác chị. Khi mà em và anh chia tay á, thì em nghĩ là nếu mà mình không có duyên thì có thể là giống như là mỗi người tìm cho mỗi cho mình một cái cuộc sống riêng chị, một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng chị. Có nghĩa là em đã dứt khoát tư tưởng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình tham gia chương trình này có nghĩa là cuộc đời mình có một cái trang mới hoàn toàn, mình không nghĩ gì đến quá khứ nữa. Dạ đúng không nè? Dạ đúng rồi. Ừ. Chị rồi còn bên kia, bên đàn trai ơi, đường tình duyên của em sao đó? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi hả? Dạ mối tình đầu tiên của em là 3 năm, nhưng vì còn thời trẻ nên cũng có lúc hiếu suy nghĩ. Ừ. Không có được chín chắn. Dạ còn mối tình thứ hai là 5 năm, em cũng bị vướng người thứ ba. Cho nên vướng là... cái người thứ ba là em vướng hay là cái bạn dạ, gái em vướng? Dạ bạn nữ vướng trong chỗ làm, cho nên là em cũng xin rút. Vậy là 2 người đều có người thứ ba xuất hiện hết. Cố gắng giờ mình có 2 người thôi nha. Chuyện 2 người thôi, đừng có chuyện 3 người nha. Ừ. Dạ. Kìa. Đó chị Vân. Em rồi. Tôi. Em chào chị. Em tôi. Ủa vậy hả? Dạ. Tôi nghe tôi ngờ ngợ rồi. Anh Sang, Sang gì? Sang Anh Đường. Sang Anh Đường là tôi ngờ ngợ rồi. Bởi vì kịch Phú Nhuận làm lễ làm gì đó mời. Không, chị Vân lên nhà em rồi. Bữa đó là làm cho Phi trong cái chương trình hát một cái chương trình yêu. Thi đây mời là lân này. Múa đúng không? Không, đúng em rồi. Dạy cho Phi quýnh trống. Dạy cho Phi múa trống. À dạ hơi em chị đó. Em ơi em chị mối mối. Rồi vậy là yên tâm rồi. Yên tâm cho bên nhà gái. Nhưng mà giờ cuối cùng tôi gặp nó rồi, giờ tôi phải lo cho nó nữa. Mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Trung thủy. Trung thủy. Gì nữa? Hiền. Biết thương gia đình, biết lo gia đình. Vậy thôi ha. Dạ rồi. Bây giờ có cái hình mẫu lý tưởng nào về ngoại hình không? Ừ. Chứ ông cũng làm văn nghệ rồi, cũng làm nghệ thuật đồ, ông muốn gặp nhiều người đẹp đó. Thì giờ sao nè, ông nói nghe coi cái ngoại hình em muốn cái gì nè Sang. Dạ ngoại hình thì dễ thương là được rồi chị. Ừ, dễ thương. Dạ. Mỏng mỉm như chị chịu không? Cười gì? Mày cười một nụ cười rất là ngầm ý là sao? Là sao? Vậy là hỏi không muốn rồi đó. Hỏi thiệt. Dạ. Giờ muốn cái người yêu của mình mập hay là ốm nè? Dạ em mập rồi chắc ốm nó dễ thương. Chị thấy em mập rồi đó. Em chồng mập là phải đi với mập. Dạ. Mập đi với ốm rồi cực. Nó có những cái mà nhiều khi là người này mặc cảm, người kia mặc cảm rồi cũng xung đột được cái lộn. Dạ. Hai vợ chồng phải đồng thanh đồng thủ, ví dụ vậy đó, hiểu em chưa? Em thấy anh Lê Tuấn Anh đi gì Hồng Vân chưa? Thôi đừng có đem hoàn cảnh gia đình tôi ra. Anh Tuấn Anh anh ốm mà. Anh đô, cái đó là, anh đô còn... Cái đó là em nói về anh của em cách đây 20 năm nha. Còn bây giờ anh của em với chị là tương đồng. Dạ. Còn em chọn người bạn đời của em theo tiêu chí nào? Dạ. Em. Dạ em chọn người bạn của em thì ảnh hiền chị. Ừ. Chín chắn. Dạ biết lo cho gia đình. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em ảnh cũng vừa người là, hay là vừa người là được rồi anh. Không chỉ cao tầm cỡ 1m6 hay 1m65 là được rồi. Bây giờ em nói tiêu chuẩn bên đây anh thấy hợp lắm á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp bên nghề múa lân luôn ạ. Chào tụi em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nữ. Em là Trịnh Đức Hoàng, đồng nghiệp bên ban trọng tài Liên Sư Rồng cưới với bạn Sang. Em thấy bạn nữ này với bạn Sang cũng rất là phù hợp. Sang ơi, bạn này tính cách với công việc đồ cũng rất là ok. Có thể để duyên đến với nhau mình nên đến. Một lát hai bạn nên ok với nhau chút xíu. Ok là bấm nút đó phải không? Dạ dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi còn em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và ba đứa em à. Và các bạn đồng nghiệp của em à. Dạ chào chị. Dạ. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Nhân. Dạ. Tôi là mẹ của Ngọc Lan. Dạ. Được á, dễ thương, hiền.
cho hai đứa có cơ hội cho hai đứa nó đến với nhau nữa. Trời ơi gọn lẹ thôi. Mẹ nói mà mẹ nháy mắt được. Được thiện đó. Rồi cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình kéo rào thôi. Rồi cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Bây giờ khoan khoan từ từ nha để coi cô đoán em sao. Mở rào. Đó, thấy nguyên con lân rồi đó. Đó, em đoán đi. Người đối diện của em là ai? Cái thái độ đó là thái độ thích hay không thích vậy trời? Thích hay không thích vậy ông? Nó chắc thích. Anh ấn tượng à ha. Anh có món quà gửi tặng cho em. Đây là cái hình ảnh con lân mà nó tượng trưng cho niềm đam mê cũng như là công việc của anh đang theo đuổi. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Dạ, đây là món quà em gửi đến cho anh. Đây là bánh nhà làm, là bánh bông lan của nhà em làm ạ. Dạ, cảm ơn em. Bánh này ý nghĩa lắm á. Bánh bông lan đó, ăn đi. Dạ. Ăn lan đi. Ăn bánh bông lan chứ quên. Hai người trò chuyện đi. Dạ, trước khi mà chưa có mở rào ra thì anh trong anh cảm nhận em là người như thế nào, giống như là trong suy nghĩ là có đúng với ý của anh hay không á. Lúc mà chưa kéo rào anh nghe giọng nói của em rất là nhẹ nhàng và ấm áp, có vẻ như em là một người dịu dàng. Khi mà kéo rào ra rồi em thấy anh rồi em cảm giác như thế nào? Thì em thấy anh cũng là người thiệt tình với lại cũng vui tính. Anh Linh ơi, mình có mấy phút để trò chuyện nha anh Linh. 2 phút. Không mấy mình bấm nút luôn đi rồi về mình hẹn tiếp. Chứ 2 phút đâu có đủ đâu. Dạ đúng rồi anh. Nói nghe nè, mà dạ. Sang là ngoài cái múa lân ra là những tài lẻ của em là gì nữa? Có biết ca hát hay là múa nhảy hay gì không? Dạ em có hát nhưng mà chắc phải hát cao kê chứ. Lúc em run quá em không có thuộc lời. Nhưng mà nếu mà hát mà có gì cổ động anh chút xíu nha. Dạ nếu em thuộc cái lời bài hát đó em sẽ hát cùng anh. Làm vợ anh nhé, anh có đôi bờ vai đủ sòng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa, trọn đời yêu anh nhé. Rồi, bây giờ nè, em nói đi hẹn hò sao đi Sang. Hỏi có nhà bạn gái gần nhà mình không? Dạ, cảm ơn anh là gợi ý của Quyền Linh. Hiện nay nếu mà anh có thể hẹn em đi xem phim hay là uống nước thì anh có thể là đón em ở đâu? Anh có thể đón em ở nhà của em. Em đang sống với ba mẹ của em. Nhà em ở quận em mấy? Là ở quận Bình Tân à. Bình Tân. Dạ đúng. Bình đường gì em? Dạ đường Lê Văn Quế à. À Lê Văn Quế. Gần nơi anh đang giảng dạy múa lân. Trời ơi vậy hợp lý quá. Dạ chắc con cũng xin phép xin đi, nói đi. Xin phép chào bác ạ. Xin phép bác là con được hẹn hò với bạn này. Ủa xin liền vậy luôn đó, ông xin liền luôn á trời. Xin liền luôn. Nó không nghĩ là em tôi nó dạng dĩ vậy luôn á trời ạ. Hỏi coi bác đồng ý không xin gì nữa đem đi. Dạ, nãy bác đồng ý rồi anh. Có chưa? Rồi. Được, đồng ý. Trời ơi, trời ơi, bác đồng ý luôn, bác xúc tích quá luôn. Còn quan trọng là cô kia có đồng ý hay không. Bạn ấy cười là đồng ý rồi à. Em chấp nhận đồng ý à? Đồng ý mình bấm nút luôn. Để bác ơi đi, trời ơi. Anh hỏi đẹp luôn nha. Anh rồi 3, 2, 1 bấm luôn. Trời ơi lẹ làng. Vậy cho nó gọn luôn. Thiệt luôn á. Chưa bao giờ tôi thấy một cái cuộc mai mối mà nó lẹ làng suôn sẻ như bữa nay. Nó hợp lý như thế. Hãy đưa nắm tay nhau đi. Dạ. Rồi xin phép mẹ tương lai là cho con hôn bạn gái con cái. Con xin bác cái cho con được nắm tay và hôn bạn nữ con gái của bác. Được. Trời ơi, có nhẹ nhàng không? Đưa cái má lên. Đấy rất là dễ thương luôn. Nhà trai. Trời ơi, dễ thương nha.
Rồi xin mời nhà gái. Mời đi em. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia cùng nghe luôn nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn gái bên cạnh. Em tên Lại Tuấn Hào, năm nay 30 tuổi, quê quán em ở Tân Phú Đông, Tiền Giang. Nghề nghiệp của em là em xin đọc bài thơ để giới thiệu về công việc của các em cho quý khán giả cùng nghe. Kali Iod Hero, Natri với bạc, cờ lo một rồi là quá trị một em ơi. Học đi cho kỹ, kẻ rồi phân dân. Mai nhê chì kẽm thủy ngân, oxy đồng thiết cũng cần bari. Cuối cùng thêm chú canxi, quá trị hai đó có ngày nào quên. Bát nhôm hóa trị ba lần, in sâu vào trí khi cần nhớ ngay. Carbon silic chì thiết này đây, hóa trị bốn có ngày nào quên. Sắt cờ rôm đấm rút hay phiền, hai ba lên xuống nhớ liền ngay thôi. Mangan cứng giòn hơn sắt, độc quyền 274 thế à. Nitơ rắc rối nhất đời, 1, 2, 3, 4 khi thời lên 5. Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm, xuống 2 lên 6 khi nằm thứ tư. Phót pho nói đến không dư, nếu ai có hỏi thì ừ rằng 3 năm. Em ơi cố gắng học chăm, bài thơ hóa trị suốt năm cần dùng. Thì qua bài thơ sẽ thể hiện được tính chất và công việc của em. Đó chính là em là giáo viên giảng dạy bộ môn hóa sinh. Trời đúng không? Tưởng làm nghề tiệm vàng. Trời ơi tôi tưởng ông là bác sĩ hóa trị. Thật sự, nhưng mà em ơi, dạ. Nhờ cái bài thơ của em á mà bên nhà gái bên đây bớt căng thẳng nè, đây nở nụ cười rồi, rất là xinh tươi nha. Dạ. Em dạy được bao nhiêu năm rồi? Dạ em dạy được 5 năm. Dạy ở dưới Tiền Giang luôn hả? Dạ em dạy. Tức là nhà của em phải đi qua con đi qua đò đó. Dạ nhà em phải qua phà Tân Long. Đúng rồi. Thị xã Gò Công. Rồi bây giờ cô gái nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn nam bên kia, chào tất cả mọi người. Em tên là Lý Thị Ánh Tuyết, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang là giảng viên tại trường Đại học Cần Thơ. Quê của em là ở Long An. Long An là huyện nào em? Dạ, huyện Đức Hòa. Đức Hòa mà giờ em đang dạy với Cần Thơ hả? Dạ, dạ. Em dạy bộ môn gì? Dạ, em dạy Anh Văn. À, Anh Văn. Em có những ưu khuyết điểm gì kể cho đàn gái nghe đi em. Dạ, ưu điểm của em là em hiền, thật thà, sống tình cảm. Đặc biệt chỗ là em đảm đang công việc nhà. Nề nếp của em thì gọn gàng, không biết hút thuốc với uống rượu bia. Chỗ nữa là em không có lăng nhăng gái gú. Dạ, cho nên em mới độc thân tới giờ em mới lên chương trình. Dạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ, em có khuyết điểm cũng hơi nhiều. Khuyết điểm của em là ví dụ như em nhát gái. Chứ em không được tự tin, không biết bày tỏ tình cảm như thế nào để bạn đó có thể am hiểu, thể đồng cảm với em. Rồi em cũng hay tự ti về ngoại hình nữa. Chẳng hạn như là ngoại hình của em thì lùn thấp, nhỏ bé, ốm. Miệng của em thì móm. Mắt của em thì bị cận. Nhìn hình dáng bên ngoài của em thì nó không được manly cho lắm. Cho nên đâm ra em mới ế tới giờ. Trời em tả không ai muốn lấy em luôn. Thiệt luôn á, ông tự ông dìm hàng ổng tới cái mức mà thiệt như vậy. Dạ, cái đó chị Hồng Vân, đó là bản chất thật thà của em đó chị Hồng Vân. Không có tới mức gì đâu ông ơi. Ông nói thiệt tôi muốn bỏ nghề làm mai luôn á, thật sự luôn à. Trời ơi. Không có đâu. Trời đất ơi, nhìn cũng... Trời ơi, giả dối dễ sợ luôn á. Giả dối dễ sợ luôn á. Em nghe cái bạn đó bạn nói về bản thân mình, em hình dung cái bạn đó bên đây sao? Em cũng chỉ chú trọng vào cái anh nói là anh thật thà là được, còn mấy phần còn lại nghe thì rất là vui. Trời ơi. Chị ngồi bên đây mà chị tưởng tượng em giới thiệu về mình giống mấy ông thầy bói mù mà xem voi á. Thực sự luôn á, hoàn toàn không phải như vậy nha. Mình tìm hiểu một người đó mình phải thấy người đó thật thà, thấy nó dễ gần gũi hơn. Chỉ có một cái đúng em tự giới thiệu về mình là hơi móm móm xíu thôi. Ô, móm duyên. Nhưng mà móm duyên đúng rồi, Vân Tính nói vậy đó, móm duyên. Em thích cái mẫu người bạn gái của em như thế nào? Dạ em thích mẫu người bạn gái của em là cao ráo một tí, sống tình cảm, có trách nhiệm, biết quan tâm, lo lắng đến gia đình. Rồi có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua có một mối tình lúc hồi thời sinh viên. Quen được bao lâu thì chia tay? Dạ quen được 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi mà chia tay, sao mà uổng vậy? Dạ do lúc trước thì khi mà sắp ra trường thì em chỉ chú tâm đến đi tìm công việc để có công việc ổn định trước. Thì em không có thời gian quan tâm gần gũi với bạn, chỉ có nhắn tin thôi. Là khi mà bạn ra trường thì bạn cũng nhiều về quê nữa. Cho nên là về khoảng cách, về hoàn cảnh, về vị trí địa lý nó xa nhau quá. Yêu xa đó, phải không? Cho nên là càng tình cảm mình nó bị... Nó không còn tình cảm sâu đậm nữa. Sau cái đó là bạn không có yêu ai nữa? Dạ từ đó tới giờ sao tự nhiên em mất cảm giác yêu luôn. Mất cảm giác yêu luôn? Dạ, cho nên giờ em thấy cảm giác em thấy cô đơn quá. Cảm thấy mình có mình lẻ loi. Nhiều khi mình thi đi với bạn bè, mình thấy bạn mình bè mình có gia đình, có con. Còn nhìn lại mình thấy đơn côi, độc mà độc thân. Cho nên là em lên đây đến chương trình tìm một nửa yêu thương của mình. Dễ cưng quá à. Cao mét mấy vậy?
Dạ em cao 1m64 ạ. 64 hả? Giờ dài Cần Thơ luôn. Dạ. Em mong muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ em thì chỉ suy nghĩ là nếu mà tìm được một bạn nam có thể nào mà chia sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống và hiểu nhau được là ổn. Vậy thì đơn giản quá. Dạ. Nhưng mà nãy giờ em ngồi em nghe bạn bên đây tâm sự á, thì em có cảm thấy là ý cái đó có phải là mẫu người của mình hay không? Em nãy giờ em nghe thì em thấy bạn rất là vui tính, ấn tượng ban đầu thì rất là tốt. Cái điểm mạnh của em là cái gì? Dạ em có điểm mạnh là nói chung là em làm việc sắp xếp rất là có kế hoạch. Và em có khả năng chịu được áp lực cao. Ngoài ra thì thứ nào đó cũng biết chút chút, rất là ham học hỏi. Ví dụ như là em học võ chẳng hạn. Hoặc là em học cái gì? Võ. Sao tôi nghi rồi. Em có muốn người bạn gái của mình nhìn cứng cáp không? Dạ em cũng nhìn bạn gái cá tính một tí. Học võ em có sợ không? Dạ không. Không phải không? Dạ. Rất là may cho bạn bên kia, em chỉ học võ tự vệ thôi. Tự vệ là tự vệ chứ không phải học võ tấn công. Dạ. Đúng không? Thôi đỡ rồi, đỡ rồi. Làm nam đi với ai của em gái? Dạ em đi chung với một đại đội luôn. Tại vì gọi là một chiến dịch chống ế. Thấy em cứ đi tới đi lui từ trường về nhà rồi học hành chung, nên là tại trường rồi các bạn sinh viên rất là yêu mến, các bạn lập ra hẳn một chiến dịch. Và kể cái lúc mà em đi casting thì các bạn là qua tại nhà em ngủ luôn. Rồi đang sáng sớm bốc em đi từ Cần Thơ lên trên đây để em chuồn. Nhưng mà là ai đăng ký cho em? Dạ là bạn học sinh của em gửi đơn rồi đăng ký giùm luôn, rồi báo ngày rồi đi lo cái đại đội chống ế này được rồi nha. Tí cưng quá. Đại đội chống ế này dễ thương á. Dạ rồi. Rồi đâu đại đội chống ế đưa tay lên hết coi. Thôi thôi. Cái gì? Bây giờ đại diện đàn gái mình phát mời đại diện đàn thôi. Gái. Ai đại diện đàn gái? Dạ mẹ. À hôm nay đi mẹ. Mẹ đi với mẹ với em gái. Dạ. Dạ, tôi tên Phương, đến từ Long An, là mẹ của anh Tuyết. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chào xin quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Chào MC Hồng Vân. Dạ. Chào MC Quyền Linh. Chào cháu trai. Dạ, chào bác. Thì bây giờ hai đứa đến đây thì bác muốn hai đứa có thời gian để kiểu như bấm nút á, rồi để tìm hiểu nhau, nếu được thì tiến tới hôn nhân thì cũng tốt, thì bác muốn vậy. À cảm ơn. Mà để hỏi hôm nay thầy đi với ai vậy thầy? Dạ hôm nay em đi với anh trai và em út. Ồ anh trai, chào anh trai. Dạ em là xin giới thiệu là Lại Tuấn Kiệt, là anh của em Hào. Em xin trân trọng kính chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Và quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào em Ánh Tuyết. Dạ, chào. Thì nãy giờ ngồi dưới này thì cũng cảm thấy là chương trình cũng vui, và hai em là có những cái điểm chung. Và về phía em Hào thì thấy em Tuyết có những cái tiêu chuẩn mà đúng như là trong khi mà đăng ký tham dự của chương trình. Thì về mặt ngoại hình cũng như là về mặt công việc, và trong em là có một cái sự cứng cáp trong đó, nhưng mà cũng toát ra một cái có một cái sự hài ở trong đó, khôi hài về cái nguyên một cái đại đội của bên em. Phải đằng sau lưng á, đằng sau lưng á, ngồi ngay sau lưng á. Bên đây. Chà, nãy giờ có phục kích. Đó, đúng rồi đó. Bên ta có giặc á. Vâng, thì cũng rất mong là đến đây chương trình đây cũng là cái duyên, thì với sự xe duyên của anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì hy vọng là các em sẽ cùng nhau nhấn nút. Và sau này về đó, anh sẽ đảm bảo cho hai em, trong trường hợp có chuyện gì xảy ra thì em Hào nói tiếng Việt, còn em Anh Tuyết nói tiếng Anh, là đảm bảo nhà im cửa ấm. đúng rồi. Vâng, xin cái này hay nè. Rồi hai bên đã góp ý kiến rồi, bây giờ mở rào cho cô giáo với thầy giáo gặp đúng nhau rồi. Đi cô giáo với thầy giáo mở nha. Rào bắt đầu đi thầy giáo. Không gian này của chúng ta đó. Giờ em nhận trước đi rồi em trao sau. Đến chương trình hôm nay thì anh có món quà đã tặng đến em, đó là cầu bưởi vừa đủ xài. Hy vọng thì tình cảm anh dành cho em nó sẽ ngọt ngào như những quả trái cây này. Nói nghe nè, em nói lợi giùm đi. Em nói lợi đi, người ta là cầu vừa đủ xài thôi, còn em cái chữ bưởi trước là em muốn cái bưởi gì? Cầu mỗi bưởi người ta vừa có nhu đủ cầu xài khác nhau. Em cầu cái gì? Bưởi gì? Mỗi người ta có nhu cầu khác nhau. Thì... có người người ta là cầu vừa đủ xài, còn bây giờ nó cầu bưởi vừa đủ xài. Thì đó,
bưởi năm hết năm bưởi rồi hay là bưởi đó. Bưởi năm rồi đủ xài không? Giờ thấy đủ xài chưa? Đủ rồi đúng không? Trời ơi. Để đến với chương trình ngày hôm nay thì em có vẽ một bức tranh để tặng anh. Anh cũng ơi. Em tự vẽ hả? Dạ em tự vẽ. Ồ, đẹp quá. Lần đầu tiên gặp em có thấy anh thế nào? Thì em thấy anh cũng vui vui vẻ, hài hước rồi. Cái vụ mà cầu bữa vừa đủ xài em thấy nó ấn tượng lắm rồi đó, đúng không? Vui quá vui rồi. Nhưng mà chính thức hẹn hò thì theo em thì khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể tiến tới hôn nhân? Hỏi liền luôn kìa Linh, hỏi hôn nhân liền luôn kìa. Dạ em nghĩ là khoảng 1-2 năm nữa. Nếu mà mình có hẹn hò với nhau thì thời gian tìm hiểu khoảng 1-2 năm là đủ rồi. Trời ơi, anh thấy từ 6 tháng đến năm được rồi em. Đó. Anh thấy anh cũng lớn tuổi rồi, mất cha già con muộn nữa. À, đúng rồi, đâu cái bàn chống ế đâu rồi. Lên tiếng đi chứ. Cái bàn chống ế thấy cái người đàn ông này được không nè? Được đúng không? Gật đầu không kìa thấy dạ, chứ. Theo ban tư vấn chắc đã còn 1 năm là được. Nói chung thì anh với em đến đây cũng là một cái duyên. Thì dạ, hy vọng qua chương trình này em phải cho anh một cái cơ hội để chúng ta có thể tiến tới xa nhau hơn nữa. Xa nhau hơn nữa này. Nếu hết sức có thể. Thì khi dù như chồng quá, dù như từ 6 tháng đến 1 năm trong quá trình tìm hiểu thì anh thấy cũng được. Bây giờ mình nói lại cái câu xa nhau hơn có thể nè. Chúng ta có cơ hội xa nhau thêm hơn nữa là sao? Ta có thể tiến tới gần nhau hơn. Gần nhau hơn nữa, nếu hết sức có thể. Ừ. Nói sao mà từ xa hơn nhau có thể. Hẹn hò sao đó? Đó. Ví dụ như em một tuần thì chúng ta có thể, hoặc một tháng thì em thấy chúng ta hẹn hò ta. Em thấy nhờ em rảnh những thời gian nào. Nếu mà em có rảnh em sắp xếp á, anh sẽ chạy lên để thăm em. Dạ, dạ à, em có thể mời em đi uống cà phê hay là đi hát hay hò vậy đó. Em thì thích chơi thể thao, anh biết chơi thể thao không? Anh cũng ít, chẳng hạn như là hít đất hoặc là tập tạ tay hay gì đó thì anh có. Dạ. Tại vì anh mắt anh thì cũng cận, cho nên là bóng đá hay những cái gì đó mà nó liên quan đến mắt nhiều quá thì anh cũng hạn chế. Dạ. Sao anh không đeo mắt kiến anh? Rồi thường, mắt thường. Anh nheo nheo hấp hiêm dạ, hoài. Ừ. Em làm công việc em mới đeo kính được chị Hồng Vân. Đẹp mà, đeo mắt kiến nhìn anh rất là đẹp. Em, nhìn em thư sinh không anh? Quá thư sinh. Được đó, mà. Vậy nhìn kỹ đi vậy mới nhìn kỹ được cái đối tượng của mình chứ. Đó em thử em biểu diễn vài cái võ tự vệ của em cho bạn trai em yên tâm coi. Em thật ra là không có biểu diễn mà chỉ khi nào người ta đụng tới mình. Ví dụ là dạ, ở đây đứng lên coi. Em tới em đụng coi sao. Thì nếu như anh cầm tay em nghe này thì có thể em làm một số động tác để Thử đi làm thử coi. Dạ, cầm chắc vào. Cầm chắc vô. Chẳng hạn vậy, nói chung là em chỉ chạy thôi. Vậy thôi đó hả? Chạy thôi hả? Em còn cái thế nào vậy? Em còn một cái thế nào khác không? Cái thế này chị không học chị cũng biết luôn á. Ừ. Đi học võ gì kỳ thôi, em sợ lạ. Em sợ đánh hồi cánh chạy luôn. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau, nhìn đối diện nhau. Hai tay luôn, tay bên kia. Đó, à, nãy giờ các bạn đã nói chuyện rồi. Nắm tay để truyền cảm xúc của hai đến với nhau. Nhìn thẳng vào nhau. Các bạn có thể hát một bài nào đó để ta cảm nhận cái luồng điện từ người này qua người kia thế nào để chúng ta có thể quyết định nó không có sai nha. Anh không thuộc bài đạo em mà. Anh không có thuộc bài hát mà trong đôi. Dạ, vậy anh hát được thì anh hát. Nhìn thẳng mắt nhau đừng nhìn đi đâu hết. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dạ hết rồi. Đáp lại em, đáp lại liền em. Dạ em thì hát không được hay lắm nhưng mà sao? Ok em hát một phút. Love in your eyes, sitting silent by my side. Going on, holding hands, walking through the night. Hold me young, hold me tight. Lift me up to touch the sky. Teaching me to love with heart. Helping me open my mind. I can fly. I'm proud that I can fly. To give the best of mine. Till the end of the time. Believe me, I can fly. I'm proud that I can fly. To give the best of mine. The heaven in the sky. Hiện nay em thấy thế nào, cứ nói cho cô ấy biết. Em nhìn thấy tay con mềm mại, ấm áp. Nó chạy xuyên qua tim em luôn. Chạy xuyên qua tim luôn rồi. Dạ. Thôi bấm cho rồi, đi lạc tới xuyên qua tim luôn rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm.
kiểm tra lại con tim mình đi các bạn, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Suy nghĩ cho kỹ nhá. Bấm nút là trao duyên, bấm nút là chúng ta đang nghĩ về tương lai, nghĩ về hạnh phúc, không phải bấm vì bất kỳ điều gì các bạn nhé. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Thật sự là một sự nghiêm túc. Chúc mừng các bạn. Các bạn nhắm mắt lại, các bạn kiểm tra. Thật sự là đây, tôi cảm giác đây là một cái sự nghiêm túc của hai bạn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng Queen Daily cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ, phân hành tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có bộ quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Và để chung vui niềm vui này thì khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện của thương hiệu Akino trị giá là 350.000 đồng. Lên bốc nha. Con số 27. Wow. Đây là trong đội quân chống ế hả hay sao cưng? Trời ơi, chúc mừng nha. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Hồng Vân và Quỳnh Linh cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các quân nhân chuyên nghiệp đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ chính cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở số tiếp theo. Tính xấu thì mình tính nói xấu gì thì em nóng tính, nói lần thứ ba là em thấy em sai nhưng em cũng cãi lại. Khi mà em nóng á thì em chỉ im lặng rồi đi chỗ khác thôi. Anh nghĩ rằng hai người này có thể hợp với nhau bên kia. Em mong muốn người đó có chính kiến rõ ràng chân thật. Em ơi,
việc nhà thì anh rất là ý thức. Dạ được, em thích rồi đó. Em rất là mù đường. Có chồng tài xế không cần biết đường làm cái gì hết trơn á. Nói chung 100% là nếu mà em đã chưa có bạn gái thì em còn có thể, còn 100% có bạn gái rồi là em không thể 100%. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Chắc giống như anh Quyền Linh là được. Sao tôi thấy ông mối, ông đắt hàng dễ sợ luôn á. Đó. Chưa? Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố. Nào, xin mời nhà gái. Okay. Mời nhà trai. Rồi, chào em. Rồi đi em. Bây giờ nào bạn nữ, chúng ta giới thiệu về bản thân mình đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, đến anh Quyền Linh và toàn thể khán giả đang xem tại trường quay cũng như khán giả đang xem trên quốc truyền hình. Em tên là Lê Nhật Minh Trang, em sinh năm 1993. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng ạ. Nhân viên ngân hàng. Wow. Dạ, mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Kiếm Anh, em năm nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh tại Nguyễn Kim. Em quê ở đâu? Em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bạn gái? Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ thì ưu điểm của em là trong công việc thì em làm việc rất là nhiệt tình và chăm chỉ. Còn trong cuộc sống thì em cũng là một người hòa đồng, vui vẻ. Và em rất là thẳng thắn trong những mối quan hệ thì em rất là rõ ràng. Rồi em có cái điểm xấu gì không? Tật xấu gì không? Hiện tại thì em đang sống với mẹ. Cho nên là công việc nhà nấu nướng thì cũng có mẹ lo. Cho nên là em nấu ăn cũng chưa được ngon lắm. Cái đó cũng chưa phải là tật xấu đâu. Bạn ơi! Dạ. Bạn sao? Dạ, ưu điểm của em là em chắc là sự tự tin. Với lại em hòa đồng, vui vẻ trong công việc. Tật xấu của em thì chắc là em ngủ thì hơi ngáy, ngáy to lắm. Nó xấu đó là thuộc về một trong những cái bệnh lý của nhiều người. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, không, em thì không có hút thuốc, không có uống rượu gì hết. Trời, quá tốt. Dạ. Sở thích của bạn là gì? Dạ, sở thích của em thích đi ăn những món ngon. Em thì không có ngại xa, ví dụ như nhà quận 12, nhưng mà nhiều khi em thèm ăn hủ tiếu quận 8 thì em có thể chạy từ quận 12 qua quận 8 được. Sở thích của em cũng là sở thích của nhiều người đó em. Còn sở thích gì nữa không? Dạ em thích cái này thì cũng nói ra cũng hơi ngại, nhưng mà em cũng chia sẻ luôn là em cũng thích hôn. Thích hôn hả? Thích hôn hả? À, dạ. Hôn, thích hôn. Dạ. Hả? Dạ. Trời ơi, thực sự em là một cái người mà thành thật nhất á, đàn ông ai cũng thích hung á, mà ít ai mà dám tự thú nhận lắm á. Đó, em thú nhận giùm cho anh Quyền Linh em luôn đó. Được cơ. Mấy người rồi em cũng không nhớ nữa. Tức là em thích hung một người nào đó biết hung á. Biết hung là sao? Là sao? Tức là hung tùy hoàn cảnh hả chị, ví dụ như là đi chơi giỡn qua giỡn lại vui vẻ, hung nhẹ cái chốc dễ hương dạng vậy. Cái đó ai không biết ông ơi. Không thấy ai biết hung hung qua lại được liền à? Không, cũng tùy người. Cũng có nhiều người không biết hôn, mình phải chỉ người ta đi. Chỉ luôn hả? Ôi, dữ vậy ta? Dạ. Cái này tìm hiểu sao đi. Linh à, hả? Linh biết hôn không? Ai biết, lúc biết lúc không. Nói chứ em biết hôn không? Dạ, cái đó thì khi mà cái đó là một cái gia vị rất là tuyệt vời cho tình yêu rồi. Là gia vị tuyệt vời của tình yêu. Nếu mà mình yêu nhau thật lòng thì em nghĩ cái đó cũng không phải là phải học gì đâu ạ.
Là chưa? Bản năng rồi, dạ, cái rồi. Đó là bản năng rồi. Bây giờ là em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Dài nhất là mấy năm? Dài nhất là hơn 2 năm. Ngắn nhất thì khoảng trong giai đoạn tìm hiểu khoảng 2 tháng. Sau 3 mối tình đó thì em thấy mình có lỗi gì hoặc là cần điều gì để bổ sung cho mối tình mới nhất này? Chung là em rút ra kinh nghiệm là tại cái lúc mà em chia tay cái mối tình lâu á, là tại vì em hy sinh cho người ta quá nhiều, nhưng mà cái người đó thì không có hy sinh lại cho em. Với lại là lúc đó thì điều kiện kinh tế em chưa được phép để mà em có thể làm được cho người ta nhiều hơn. Bây giờ kinh tế đủ sức chưa? Kinh tế em thì khá hơn hồi xưa rất là nhiều. Chuẩn bị lấy vợ được chưa? Dạ được. Có đủ chưa? Dạ cũng rồi. Còn em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ thì em cũng trải qua được một mối tình rồi. Bao lâu cơ? Dạ cũng cách đây một năm rồi ạ. Nhưng mà yêu nhau được mấy năm? Dạ tụi em cũng yêu nhau được 2 năm ạ. 2 năm, lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì là còn trẻ thì mỗi đứa có một công việc riêng, một chí hướng riêng, nên tụi em cũng không tìm được tiếng nói chung. Nên là tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà cũng may mắn là sau chia tay thì tụi em vẫn là những người bạn tốt. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, em gái? Cái mẫu hình lý tưởng của em á? Mẫu hình lý tưởng của em thì cũng bình thường thôi ạ. Vui vẻ và tự tin, hòa đồng và biết lắng nghe, chăm quan tâm, chia sẻ. Ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì cao hơn em một tí. Cao hơn em là phải cao bao nhiêu? Dạ, khoảng 1m7. 1m7 đó lên, có cần phải đẹp trai rồi? Dạ, dễ nhìn là được rồi ạ. Dễ nhìn thôi, dạ, vâng tại ạ. Vì có nhiều người á, đòi hỏi cũng cao lắm. Dạ. Phải gợi cảm, phải duyên dáng, rồi phải có lông. Kỳ lắm. Ừ, em có muốn vậy không? Dạ. Ngoại hình thì có thể thay đổi theo thời gian, mà quan trọng là bản thân người đó có như thế bản nào đó. Đúng không? Dạ. Chào ngoại em. Thay đổi theo thời gian hả? Có những ngoại hình không thay đổi theo thời gian được em ơi. Đâu có chuyện mà Linh cứ cà khịa hoài là giờ Linh muốn cái gì? Chị mệt, nói gì chị mệt cái nhà trai nhà em lắm luôn á, chị nói thiệt. Không lẽ giờ tôi đưa bạn gái đi về không có gả nữa. Không gả nhưng mà tôi không nói gì đâu. Em, chị hỏi dạ. Em nè, cái người bạn gái mà em nghĩ trong đầu phải là như thế nào? Em thì em không có một cái gọi là gán ghép một cái hình ảnh một người nào đó trong vô người bạn gái của em hết. Chỉ cần người đó hiền với lại hiểu chuyện là được rồi. Còn biết nấu ăn hay không nấu ăn thì không quan trọng, tại vì bản thân em biết nấu ăn. Ví dụ như bạn gái em không nấu ăn được thì sau này về em muốn nấu ăn cho bạn em ăn, cho vợ em ăn. Em không thích cái gì, không thích điều gì ở người bạn gái? Người bạn gái em không thích là chắc là không chung thủy thôi. Còn ngoài ra gì nữa? Ngoài ra cái gì cũng được chị. Cái gì cũng được, dạ. Trời ơi em dễ dãi quá. Em trong tình cảm thì em hiền lắm. Ừ, dạ. Cái anh này anh dễ thương mà anh dễ dãi quá luôn á. Em không đòi hỏi gì cao siêu. Đó, em thấy những cái điều tâm sự của bạn trai em thấy sao? Dạ thì nghe bạn tâm sự thì em cũng nghĩ là bạn cũng là một người chững chạc, đàng hoàng. Hoàn hảo đó. Dạ. Em sẽ đợi tới để xem, dạ, xem như thế nào, đúng không? Dạ. Chào em gái. Dạ, em chào anh. Rất là xinh đẹp ha. Nói chung là đàn trai cũng cao ráo. Dạ. Theo tiêu chuẩn đàn gái đưa ra thì cũng đáp ứng được 80% trở lên. Khoảng bao lâu thì bên đàn gái cho đàn trai bước tới nè? Dạ thì khi mà tình yêu á là mình phải có sự rung động đầu tiên trước, thì khi nào mà trái tim rung động rồi á thì mình mới bắt đầu coi như tìm... hai người đều muốn rung động trước đúng không? Dạ đúng rồi. Để thì mình mới bắt đầu có tìm rung động hay không nha. Dạ, vâng. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Ờ là coi như là mình đồng phục hết đó phải không? Dạ vâng. Rồi, dì với chị họ với bạn gái. Thân. Xin chào hai MC xinh đẹp, cô Hồng Vân và chú Huyền Linh, cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Tôi là dì của Minh Trang. Đến với chương trình hẹn hò rất hay, chỉ cảm thấy hai trái tim rung động thì bấm nút. Gia đình tôi rất là tôn trọng con cháu, nếu nó rung động nó bấm nút chứ còn không ý kiến. Dạ. Cảm ơn dì. Chúc cho chương trình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thành công hơn. Rồi, cảm ơn thằng gái. Thằng trai đi với ai vậy? Em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. Đại diện thằng trai. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và tất cả mọi người ở đây. Dạ, thì con là em trai cũng như là đứa em làm chung với anh Kiếm Anh ở trong công ty Nguyễn Kim. Anh Kiếm Anh trong công việc á, thì là một người rất là năng động, vui vẻ, biết quan tâm đến mọi người và đặc biệt là biết lắng nghe. Nếu mà tiến tới được với nhau á, thì anh có thể là một bờ vai rất là chắc. Quá chắc luôn. Cho chị gái ở bên này. Ừ. Dạ, về chị gái bên này thì thực sự rất là xinh, dễ thương và đặc biệt là cái giọng nói nghe cực kỳ ấm và đã nữa. Đã là... nữa. Thì, nếu là chị... con có bấm đúng không? À, dạ, bấm luôn. Bấm luôn? Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn con. Em mở rào đi hả?
Được đó, bây giờ mình mở rào cho hai kẻ gặp mặt nha. Mở rào. Câu pháo hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em ngày nào cũng tươi như pháo hoa này á. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Dạ, em có một quyển sách muốn gửi đến tặng anh. Cuốn sách này thì rất là hay và em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này. Cảm ơn em. Dạ. Ủa, rồi cái dù này có tặng không? Em tặng anh một món quà nữa, nho nhỏ. Em tặng anh một cái dù, ý nghĩa là nếu như mà dù này thì che nắng che mưa, nếu như mà nên duyên nên phận thì mình đưa nhân tiền. Cảm ơn em. Ôi, dù này che nắng che mưa, nếu nên duyên vận mình đưa nhau gì à? Ghê thật. Anh chào em. Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội nói chuyện tiếp với nhau. Dạ vâng. Thì anh cũng chờ đợi giây phút này cũng từ lâu rồi. Tại vì anh thấy qua cách nói chuyện ở lúc mà chưa kéo màn á, thì anh thấy anh cũng game cũng rất là hợp. Thì không biết là kéo màn ra rồi em thấy anh em có màn đâu cảm... kéo. kéo rào. Kéo rào rồi em thấy anh có khác gì so với cái mường tượng trước đây của em không? Em cũng nghĩ anh là một người ấm áp và nhiệt huyết trong công việc, với lại có tinh thần cầu tiến, thì nói chung đó là những cái đức tính mà rất là tốt ở một người đàn ông. Còn anh thì thấy em rất là xinh, rất là dễ thương. Hoa thì anh tặng em rồi, anh sẽ có một phần quà nữa để tặng cho em. Vâng ạ. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em có dạ, thể em có thể ngồi xuống và mở nó ra. Dạ vâng ạ. Em để lên bàn là em biết là cái gì này. Đó là con búp bê lật đật á. Dạ, em cũng lật đật. Tại sao lại tặng lật đật em hỏi đi. Dạ. Thì em cảm ơn anh về món quà. Dù cho em xảy ra bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, dù chuyện tình cảm hay là công việc, em cũng sẽ vượt qua, em cũng sẽ tự đứng dậy trên chính đôi thân của mình. Dạ. Giống như cơ chế hoạt động của con lật đật là dù cho có động đến như thế nào cũng không bao giờ ngã luôn được. Đó là ý nghĩa của anh tặng món quà cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em hiện tại là đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ở quận Bình Tân ạ. À, nhà anh qua quận Bình Tân cũng gần. Nhưng mà dù cho ở đâu thì anh cũng có thể qua được. Dạ. Tương lai thì nếu mà chúng ta về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý, quan điểm về con trai con gái thế nào? Em dạ nói chơi. Dạ, về con cái sau này thì khi mà mình đã tìm hiểu nhau rồi và nếu như có những cái điểm chung và cũng như là sự quan tâm nhau thật sự rồi á, thì con cái đến mình đó là điều rất là thiêng liêng rồi. Nên là em nghĩ là em không có quan trọng việc con trai hay là con gái, tại vì đó là nó là một cái điều rất là thiêng liêng rồi. Một điều thiêng liêng thì mình không thể nào mà mình đi phân biệt nó là mình thích trai hơn hay là thích con gái hơn ạ. Còn anh thì anh cũng giống như em, anh cũng không quan trọng là con trai hay con gái. Con thì trời cho, con nào cũng được, cũng là con hết. Dạ vâng. Còn kinh tế thì như là đưa cho vợ giữ tiền rồi, để nếu mà vợ giữ thì sẽ có được nhiều thứ hơn. Trời ơi, vợ làm ngân hàng nữa đó, tiền đẻ ra tiền chứ không có đơn giản. Bây giờ em có thể tiến tới nắm tay bạn gái và hát tặng bạn gái một bài nào đó. Chúng ta vừa nắm tay để cảm nhận về nhau ha. Mời em. Dạ em xin phép để anh nhìn nắm nhau tay em. Trò chuyện nắm tay và nhìn nhau xin để gửi đến nhận. Em với lại mọi người bài Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, người cứ thế mà trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây trôi qua bao tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn là tia nắng, vì em luôn... quên rồi. Hồi dạ, không sao, quá cảm ơn anh. Hồi hộp quá. Cảm ơn anh ạ. Em hát đáp lại đi. Dạ, thì em cũng xin gửi đến anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như là khán giả bài Chờ Đông. Anh ơi có phải trời đã sắc đông, anh ơi có phải ngoài trời đang mưa, mùa đông giá băng anh đi tìm, mùa đông ái ân em đang chờ, chờ màu áo cưới cho em. Hai bạn này
Hai bạn này mà dắt tay nhau đi karaoke là không biết đứa nào hát hay hơn đứa nào luôn. Đứa nào hát cũng quá hay. Rồi, ngồi trở về vị trí các bạn. Các bạn đã trò chuyện, cùng nắm tay, cùng cảm nhận. Và bây giờ chúng ta cùng để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại trái tim mình một lần nữa, xem thực sự đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu phải, chúng ta trao nhau cơ hội, chúng ta trao duyên cho nhau. Nếu không phải, chúng ta không cần bấm. Hãy sống thật với trái tim của mình nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Dạ thì em xin đầu tiên em xin lỗi anh vì cái là cảm xúc hiện tại thì cái là chưa phải cái cảm xúc mà em đang đi tìm. Thì em hy vọng là em không bấm là vì em rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cho nên là em mong là em sẽ nhường cơ hội lại cho những bạn khác. Và anh là một người rất là tốt và em tin là em tin như vậy. Và nhất định anh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc sau này. Và em xin lỗi anh tại vì dạ em cảm ơn anh rất là nhiều về những tình cảm. Em không có lỗi điều này và em đã làm đúng trái tim của mình. Dạ vâng. Em đã có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Chúng tôi trân trọng tất cả điều đó. Dạ. Ngày hôm nay các bạn đã sống thật bằng cả trái tim của mình. Và tôi tin chắc rằng trên truyền hình có nhiều người sẽ bấm cho các bạn. Dạ. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Nào, xin mời bạn gái. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Thờ, chị Hồng Vân. Chào em. Vâng. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Duy. Em sinh năm 85. Em sinh ra ở Thanh Hóa. Hiện giờ em đang ở Bình Dương. Vâng, em ở tiệm sửa xe máy Honda. Tiệm của em hả? Dạ vâng. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh ở bên đó. Và em chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Mai Ánh Duyệt. Em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non. Và hiện tại thì em đang công tác tại Bình Dương ạ. Quê em ở Đắk Lắk. Duyệt. Nói nghe là sao em tên đàn ông dữ vậy? Do ngoại của em đặt cho em, muốn đặt tên Duyệt để là cái gì làm ra cũng Duyệt trước rồi được mới duyệt. Đến. Dạ. Tức là được Duyệt rồi, dạ, được mới, duyệt. Rồi mới làm. Dạ đúng rồi, dạ, nhưng mà tới giờ thì chưa anh nào Duyệt đến em hết. Chưa đến. Rồi, em thấy điểm mạnh của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em biết hát, đã từng làm MC nhưng mà làm trong trường mầm non hoặc là giao lưu với bộ đội á, làm tranh. Dạ, nói chung là mỗi thứ em làm biết một ít. Nữ công gia chánh. Nhược điểm của em thì nói hơi nhiều, nhiều lúc thì vẫn hơi vụng về một chút ạ. Rồi bạn bên kia. Em thì điểm mạnh của em thì là thật thà, ưu điểm của em thì cũng là thật thà luôn. Vâng, tại vì thật quá nên là nhiều khi hay bị lừa. Không có tật xấu gì không Duy? Dạ, em thì bề bộn. Không, con trai bề bộn sao, rồi. Thì nằm có gia đình thì hết bề bộn thôi. Rồi, đúng rồi, nhiều khi cũng muốn gọn gàng lắm nhưng mà công việc nó nhiều quá, mình không thu xếp được. Không sao. Bên gà đàn gái cho tôi biết một chút đường tình duyên đi. Dạ, thưa anh chị, thì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Là mối tình thứ nhất của em cũng là mối tình đầu, là em quen ở Đắk Lắk cũng gần được 3 năm á. Em lên đây làm á là em quen là mối tình thứ hai. Dạ, cũng hơn năm á. Ừ, nhưng mà lý do chia tay? Chia tay là bởi vì là anh quá ghen quá mức. Nhiều lúc bạn bè em gọi là khác phái thì gọi điện hỏi thăm, gọi là một năm thì cũng gọi 1-2 lần hỏi thăm thôi. Thì cũng ghen mà đập đồ rồi chị. Thì đó, dạ, thì dạ. Nói chung là ghen đó, là dạ, mình dạ. Không có chịu nổi cái chuyện ghen kiểu như thế. Dạ. Bên đó làm sao người ấy ơi? Em thì cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình đầu tiên thì cũng quen trên Facebook ấy. Thực ra cũng được gần năm nhưng mà không gặp được nhau. Tại vì em yêu cô đấy thì do là cô đấy có tâm sự với em là một cô ấy, thứ hai nữa là bị cái bệnh ung thư giai đoạn cuối đấy. Nói chung là mối tình đó làm cho em rớt nước mắt và cũng rất tiếc em không được gặp. Không gặp nhau luôn. Vâng. Sau mối tình thứ hai nữa thì quen nhau được khoảng 5-6 tháng, cảm thấy không hợp là chia tay luôn. Nhưng mà em ơi, chào em. Dạ, em chào chị. Ừ, cái bên nhà gái nhà chị á, là riêng về cái tình yêu mà ghen cuồng là không đồng ý nha, là chia tay nha. Vâng. Lăng nhăng là không có cửa ở cái nhà gái nhà chị nha. Dạ, vâng. Em vậy. Đây là không có lăng nhăng nha. Gặp nhau không gặp nhau mà quen Facebook mà ta vẫn yêu thương như thế, mặc dù cái người kia là bị một cái bệnh hiểm nghèo rồi.
Em hãy nói cho chị Hồng Vân biết là mong muốn của em tìm người yêu thế nào. Em muốn kiếm, muốn có một người phụ nữ biết quan tâm. Và bản thân em sẽ cùng người đấy để tạo nên một cái hạnh phúc. Nên là em muốn một người phụ nữ là hướng về gia đình nhiều, nhân hậu, nói chung là cũng có ý chí trong cuộc sống. Không nhân hậu sao làm cô gái mầm non được, cô giáo mầm non phải nhân hậu lắm. Đúng tùy rồi chị ạ. Thế em có cái mẫu hình lý tưởng nào về ngoại hình đối với bạn gái không? Nhìn dễ thương một xíu, nhìn trông nhỏ nhắn một xíu. Yên tâm luôn. Trời ơi, cô gái dễ thương, rất là xinh luôn. Nếu như được thì khoảng bao lâu em đồng ý cho đàn trai bước tới? Thì là qua năm ạ. Qua năm hả? Trời ơi, mừng quá, càng sớm càng tốt. Ok. Em không thích tật xấu gì nhất của người đàn ông? Ở dơ. Ở dơ, khi sửa xe thì phải dơ. Nhưng mà xong sửa xe là không có dơ. Không, đó là nghề công việc thì em không nói. Hôm nay tôi thấy rất nhiều cô gái lên bàn mối hò là không muốn đàn ông ở dơ. Không có ai muốn đàn ông ở dơ hết trơn. Thời gian này đàn ông ở dơ dữ lắm hay sao? Mang tiếng dữ vậy đó. Dạ, bây giờ là em đi với ai? Dạ, em đi với anh trai đầu, anh trai ruột luôn. Với lại anh em, trai ruột hai em. Rồi, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của Duy. Duy ở nhà thì cũng tính cách cũng vui tính, cũng hòa đồng thân thiện. Bên đằng gái thì cũng dễ thương, cũng xinh xắn. Anh nghĩ hai người bấm nút đi, cho nhau cơ hội. Luôn, đúng rồi, cứ đặt vấn đề thẳng luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, với em trai và chị hiệu trưởng và đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Bạn trai bên này rất chững chạc, hiền lành, rất hợp. Cô thấy thế nào cô? Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Thứ nhất là em thấy là bạn trai hôm nay rất là đẹp trai và hiền lành. Và em cũng xin giới thiệu luôn về bạn gái của trường em. Bạn ấy rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc. Trong cuộc sống thì bạn ấy rất là chu đáo với mọi người. Bề ngoài thì có thể anh này hơi hiền một tí so với bạn gái, nhưng mà nếu mà để mà xét về một mối quan hệ lâu dài ấy, thì em nghĩ là nên bấm nút ạ. Rồi, hay, cảm ơn. Rồi bây giờ mở rào cho hai em gặp mặt nha. Mở rào. Hôm nay đến chương trình, nói chung là anh cũng rất chi là vui. Thấy em tuyệt vời. Em cũng có một món quà, đó là hoa tính tay em làm. Em gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh. Còn cái này nữa nè. Cái đó tôi lo lắm á. Vâng, hôm nay em lên chương trình thì cũng có tự tay làm cái món nem đặc sản ở Thanh Hóa. Trước tiên mời anh Quyền Linh thử. Nhưng mà cái này thì hơi nhạt, thì phải có nước mắm. Nước vâng, nhưng mà em quên hôm nay không mang. Trời ơi. Vâng, cái này heo rừng ấy. Ngon quá. Vâng, anh cảm ơn cái. Rồi đem bánh đi. Em mời chị. Trời ơi. Ngon. Tôi có quyền lấy một miếng không? Có chứ. Dạ, vâng. Cảm ơn em, ngon lắm mọi người. Làm ơi. Như heo để từ sáng giờ hơi chua chút. Cái này là cái sản phẩm đầu tay anh làm. Em có thể tự cầm được rồi. Em cảm ơn anh. Từ tay em làm luôn á hả? Dạ vâng. Thì, ngon quá vậy. Cái này anh về anh lấy mắm mặn với lại tương ớt. Vậy này thuộc về anh luôn đúng không? Vâng, đúng rồi. Rồi cảm ơn em. Trò chuyện đi em. Hôm nay anh run quá. Lần đầu tiên lên chương trình này. Em thấy anh thế nào với... Dạ thì mới đầu thì em gặp anh thì em thấy anh là một người có vẻ là hiền hơn em rồi đó. Thực ra cao, anh, to. Thực ra anh cũng không phải là hiền đâu. Anh hiền hay là mạnh mẽ tùy. Tùy hoàn cảnh và tùy đối tượng đúng không? Tại vì xã hội bây giờ mà hiền quá cũng chết. Anh thích mẫu người con gái như thế nào? Thực sự đến giờ phút này thì anh rất chi là muốn nghiêm túc. Còn là trước đây anh không có thời gian để nghĩ đến yêu. Cũng có rất nhiều người con gái thích anh, anh cũng thích nhiều người, nhưng mà thực sự ra anh không có thời gian để quan tâm đến vấn đề đấy. Lỡ anh không có thời gian cho em thì sao? Không, cho đến hôm nay lên chương trình ngồi trước bao nhiêu người ở đây thì anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu em cho anh một cơ hội. Quan điểm của anh là sau này khi về với nhau rồi, hai vợ chồng sẽ có một kế hoạch, cảm thấy ở đâu mình có thể sống được, phát triển được thì mình ở thôi. Còn em thì nhìn bề ngoài thì cá tính vậy thôi, nhưng mà sống thì cũng là sống bằng nội tâm. Nói chung là sống về tình cảm á, cũng dễ khóc lắm.
Thực ra thì anh rất thích những người người gái yếu đuối. Khi anh nóng lên thì người con gái đấy chỉ cần rớt nước mắt là anh sợ lắm. Chân thật chứ sợ đi nói yếu điểm của mình ra làm gì, mai mốt bà khóc hoài. Đối với em thì không phải là lúc đầu thì có thể là mình gặp nhiều, xong dần dần thì gặp ít đi thì em không thích là điều đó. Đúng rồi, anh cũng vậy, tại vì là anh là người hướng nội tâm. Anh cũng muốn có một người nào đó để mình quan tâm thật sự. Em không thích điểm gì ở người đàn ông. Nói chung là không có nóng tính và giận nhau cái gì. Thì nhiều lúc thì là em là con gái thì khi anh nóng thì em cũng có thể kiềm chế và em sẽ im lặng. Nhưng mà em không thích mỗi người con trai là giận hay ghen hay tức gì lên là đập đồ đập phá. Em không thích như vậy. Nói chung là người đàn ông thì ai cũng có cái nóng. Nhưng mà quan trọng là họ nóng như thế nào và biết kiềm chế hay là nóng đúng lúc. Một chút biểu diễn tài lẻ của mình cho bạn gái đây coi nào. Thì em cũng xin góp vui với chương trình. Lâu lắm cũng... Đứng xa đã trúng tuổi chứ. Ôi. Bữa mẹ anh chưa? Cũng quơ vậy mà anh lủng một lỗ đây. Bởi vậy hôm nay em mới lợn đem cái nhựa anh ạ. Rồi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn nhé. Dạ. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên khi ta bấm nút. Vâng, cho em xin phép anh. Làm gì anh không cắn đâu. Mời nhà trai. Dạ. Chào anh. Chào em. Xin mời đàn gái mình nào. Thấy gì thấy lạ đó. Bên đây cũng lạ lắm nha Linh nha. Bên đây lạ lắm nha. Ngồi đi kìa. Chào chị Hồng Vân. Được. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào quý vị khán giả và bạn trai bên kia. Dạ, em là Huỳnh Ngọc Nhã Thi, năm nay 29 tuổi. Hiện đang làm nhân viên truyền thông nội bộ cho một công ty du lịch. À. Dạ, quê em ở Tiền Giang. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em trai giới thiệu mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào hai MC dễ thương của chương trình. Tên đầy đủ của em là Trần Dương Duy. Năm nay em được 37 tuổi. Thì công việc trước đây của em là làm ở ngân hàng. Nhưng mà sau này là em chuyển qua du lịch cùng nghề với bạn bên kia. Em cho bên đàn gái biết về một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Duy. Dạ, ưu điểm của em thì có vẻ như hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em thì hình như là nhậu nhiều. Trời nhậu ơi. Nhiều? Dạ. Nhậu khoảng nhiêu mà nhiều? Em số 2 thì em chưa thấy ai số 1. Trời đất ơi! Thì không quá vậy nhiều. Bên đây người ta coi như là mắt mũi người ta coi như mặt xanh nanh vàng luôn rồi kìa. Đúng không? Tuần trước đây là em làm ở ngân hàng mà em làm ở hội sở thì em có một cái cũng là hài hước vui vẻ giao tiếp được thì nên em lại rất là thân cận với sếp thì nên đi nhậu thì em cứ đi cùng mà ngồi kế bên thì sếp cũng uống em cũng uống nhưng mà cuối cùng là em uống nhiều hơn thôi. Vậy đó hả? Em uống bia hay là uống rượu? Dạ em uống bia không à chị Vân, tại vì uống rượu có hại cho sức khỏe lắm rồi. Vậy làm uống hả? Bia tốt sức khỏe gì đó thôi. Đến gặp tối nổi thì em. Dạ không, nhưng mà em cũng có cái ưu điểm là em không hút thuốc, không cà phê, chỉ có uống bia thôi. Tại em dồn qua đó hết trơn rồi đó. Em nhậu bao nhiêu năm rồi? Bắt đầu từ lớp 10 là em đã biết nhậu rồi. Em nhậu trễ quá ha. Em sao, điểm mạnh của em sao? Điểm mạnh của em chắc là con người sống tình cảm. Điểm yếu của em chắc là hay phân vân, không có quyết đoán khi mà mình nghĩ cái vấn đề gì đó áp lực hay là em không có theo ý mình, cái em hay càm ràm trong vô thức gì đó. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi?
Dạ, em thì có hai mối tình. Một lần là thời đại học của em. Mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng một năm. Cũng quen nhau cũng ba năm. Thì bạn đó có người khác. Em trai có mấy mối tình rồi? Tới tuổi này chắc cũng nhiều mối tình. Nhưng mà nhiều thì nó trên hai được rồi. Anh đừng có nghĩ nó xa quá. Dạ. Dạ, thì cái mối tình cuối của em là cũng có quen một bạn. Nhưng bạn đó lại làm trong giới nghệ thuật. Quen nhau cũng được 2 năm. Chúng em lại chia tay. Do khả năng tài chính của em không đáp ứng đủ cái nhu cầu của bạn ấy. Em trai, em muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng em thấy vui vui giống như Nam Thư ấy. Cũng cao cao một tí. Tại vì đứng với em nó cũng xem. Em cao tới 1m8 lần. Wow. Dạ. Em muốn cái người bạn trai của em như thế nào? Ngoại hình chắc là cũng cao cao. Em nghe cao trên 1m8 là em cũng hơi... cũng được rồi đó. Dạ. Ngoại hình thì có thể là dễ nhìn. Còn gái? Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Không thích bạn đó hút thuốc nè. Rồi ăn thịt chó. Cái gì? Ăn thịt chó mèo là không có thích. Dạ. Em ăn thịt chó mèo không? Dạ, hiện tại nhà em thờ quan thánh nên chó, chuột, trâu, rồi gà em không ăn. Anh bên đó ảnh có sợ con gái hơi dư cân xíu không ta? Dạ dư thì đi tập gym là nó giảm rồi. Giảm thôi. Anh nghĩ cũng dư gì mấy đâu. Dư thì cũng có người dư hơn. Ồ thế hả? Ồ uống bia nhiều có bụng bự không ta? Vậy Linh muốn cái gì? Không Linh nói. Bây giờ Linh muốn làm mai làm mối không? Hay là thôi tan nát luôn đâu, đi quá. Nghỉ luôn đi. Thế sao em làm ngân hàng để em chuyển qua làm du lịch vậy? Dạ thì cũng có một cái biến cố như vậy nè. Thì cái công việc của em mọi cái nó rất được ưu đãi nhiều. Lúc đó là biến cố mẹ mất. Thì cái em suy nghĩ về cái cuộc đời mình chỉ có đi làm, kiếm tiền rồi chiều về lại ăn nhậu. Thì em thấy cái cuộc sống đó nó cứ lặp lại hoài. Sau khi mẹ mất là em dành tiền để em đi du lịch. Em cảm thấy thích thú với cái việc em đi. Thì bắt đầu cái em theo học. Em muốn tốt hơn cho bản thân, em lại đi học một khóa MC để làm những cái chương trình team building rồi sự kiện. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ của em, anh Thành nè. Dạ xin chào MC Quyền Linh và nghệ sĩ Hồng Vân. Nhìn cô gái bên này thì rất là dễ thương, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Em trai của mình thì có tật hơi nhậu nhưng mà có trách nhiệm với công việc. Thứ nhì nữa là biết nấu ăn. Wow. Hy vọng là em sẽ tìm hiểu thêm để biết được gì có những cái gì hay. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với hai người thân nhất của em, đó là mẹ với chị bạn thân của em là chị Anh Thư. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Dạ. Xin chào nghệ sĩ Quyền Linh. Dạ. Người đồng hương, tài năng và sống tử tế. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Cái nhìn đầu tiên á, em trai có cái dáng dốc và gương mặt phúc hậu, sống tình cảm, ăn mặc chỉnh chu, ít nhiều gì thể hiện được cái bản chất bên trong của mình là một người đàng hoàng. Cảm động nhất là biết là em không còn mẹ. Thì cảm động dữ lắm. Rồi cũng xin chia sẻ thêm chút xíu. Hồi đó giờ hai mẹ con sống với nhau thì cũng chia sẻ luôn hoàn cảnh gia đình. Thì ngày xưa đó, lúc mang thai nhà Thi được gần 5 tháng thì cha mẹ sống ly thân với nhau. Thì Thi nhà Thi được hơn 1 tuổi thì em nó phải chứng kiến ra tòa để cha mẹ ly hôn. Thì từ đó đến nay là mấy mươi năm rồi, Thi bao nhiêu tuổi thì hai mẹ con sống với mấy già là không có đàn ông. Thành thử ra nói chung thì cũng không có hiểu được tâm lý đàn ông như thế nào. Cho nên là cái chuyện mà xử sự tốt xấu mình cũng không biết. Với bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng không được tình cảm của người cha, rồi cả người chồng của mình á. Cho nên là mong muốn con mình á, cái khuyết của cuộc đời của mình bù đắp cho con mình. Trước mắt tôi thì tôi nhìn thấy em có vẻ là một người đàng hoàng, một người sống có tình cảm, có tâm hồn. Tại vì mẹ đã chịu nhiều bất hạnh thiệt thòi rồi, cho nên rất là lo sợ con mình nó không được như mình thì đau lòng lắm. Dạ, rồi, cảm ơn. Nói chung là mình phải mở rào liền thôi Linh à.
tức là hai bên đều có thể có những cái chỗ khiếm khuyết và cũng có gần như là có cái mấu ráp mà có thể ráp thành một cái bức tranh liền lạc. Rồi, mở rào. Để em tự do hoạt động nhiệm vụ của mình đi. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ, đến đây em có tặng cho anh một món quà là... Rồi, cảm ơn em, anh cũng có mang. Trời. Người ta tặng quà đẹp, tặng cái bao gì thế. Dạ, ở bên trong nó mới chất lượng. Đúng rồi, xấu xí chứ quan trọng ở bên trong chất lượng thôi. Em tò mò. Dạ, đây là của chị Vân. Ủa? Dạ, cho em gửi chị Vân. Tự nhiên sao kỳ vậy? Dạ, còn đây là của của anh Linh ạ. Cảm ơn nha. Nhưng mà chị Vân với anh Linh nhớ lấy số em để biết sử dụng. Đừng có nói là bia nghe, chị không uống bia đó. Đừng nói. Dạ, đây là của mẹ em. Dạ, cho con gửi cho cô. Trời ơi. Trời ơi, sao mà chu đáo dữ vậy? Dạ. Tặng đủ trơn vậy. Đừng có nói cả trường quay có hết luôn nha. Dạ, dạ em không đủ. Còn gì nữa? Ý em trời quên ơi. Em quên quan trọng mà quên. Cái món quà này nặng lắm. À dạ. Dạ. Chu đáo quá trời. Đây anh tặng em. Dạ. Em không hỏi nó là cái gì à? Dạ cái gì vậy anh? Thùng bia á. Trời đó, coi thôi chết rồi. Ôi em để dưới luôn đi, em để dưới dạ. Luôn. Dạ em suy nghĩ hoài, em không biết tặng bạn gì, thôi em mua thùng bia em tặng. Mà sao em uống bia nhiều mà sao cái bụng em không bự ha? Em phải thể dục để em có được một cái sức khỏe để em uống cho nó tốt hơn. Dạ. Bù lại. À, cái này là một cái sản phẩm để em sử dụng hàng ngày. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện đi. Em mắc cỡ quá rồi, em không biết. Ôi, mắc cỡ cái gì? Mắc cỡ. Thôi em hỏi anh trước đi. Dạ, em cũng không, tự nhiên em nhìn em biết hỏi. Anh Linh mò giùm em cái anh Linh. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thế nào ta? Dạ, đầu tiên thì em thấy anh rất là chu đáo, suy nghĩ biết trước biết sau. Em hỏi anh gì nữa đi. Dạ, em... Tự nhiên em cũng hối rối không biết hỏi sao. Anh thấy em sao? Dạ. Thì em cũng là một người con gái dễ thương, hiền, cũng vui. Nói chung là trên mặt có nụ cười là anh thấy vui rồi. Dạ. Em bị cái là nhiều khi trong mình không có buồn bực gì hết nha, cái tự nhiên mà không cười. Cái mặt y như là ai giật nổ mình vậy đó. Vậy em hãy ghé kịch Học Vân coi, hài nhiều là em sẽ vui rồi. Dạ. Gặp nhau mà lỡ mà em có quên á, anh nhắc cười lên nha. Em không có, nhiều khi mình không có để ý á. Không, nếu anh nhắc em thì nụ cười đó là diễn rồi. Cười mẹ lên nha, nãy giờ nói chuyện là thấy hơi bị dày dày á nha. Dạ, ai cũng kêu em bóng hết chị. Nhưng mà có quyền nói. Còn em có hay không thì em tự hiểu. Trời ơi, mà... Thì rồi sẽ biết đúng không? Dạ. Nhưng mà chị thích anh mạnh mẽ lên để nó hợp với cái vóc dáng. Không, mà tới lúc này anh chưa có lập gia đình. Nãy giờ anh cũng nói là cái của anh là nhậu hơi bị nhiều đó. Dạ. Hầu như mấy bạn nữ hơi sợ em đó chị Vân. Mà sợ trong, chứ trong bộ. Tương lai sợ. Rồi anh có hạn chế bớt không? Anh có dự định không? Hiện tại thì anh trả lời được, còn nếu mà tương lai nó thuộc là cái vế sau, anh không thể trả lời được lúc đó. Ví dụ lúc này anh nói là được nhưng mà nó không được thì lại là không hợp lý. Thì bây giờ tạm thời tương lai thì để cho tương lai trả lời. Nhưng mà em nói vậy thì thật sự là người phụ nữ ta lo đó. Dạ. Mình phải biết kiềm chế, mình ở tương lai chắc có thể anh sẽ bỏ được. Chứ ai lại nói tương lai không biết là đủ nữa về. Dạ, uống không, nhiều hơn em, hay sao? Em nghĩ là mình nói sự thật nó sẽ hay hơn ở sân khấu ở đây. Rất là nhiều người để nhìn thấy những cái lời em nói. Mình phải quyết đoán là mình phải bỏ, vì mình biết cái đó là nó không tốt. Cái bỏ không là do mình mà, cái này đâu phải, nó không phải là khó bỏ đâu. Dạ thì bỏ hay không là do mình, nhưng mà ngoài cái bỏ hay không thì cái công việc cũng cần một cái mưu sinh, em cũng hiểu. Nếu em làm du lịch thì du lịch bây giờ đi mà gặp đối tác rồi tiếp khách thì không thể nào uống một ly cà phê rồi hết ly cà phê lại kêu ly khác được, mà lại là những lon bia, thì có nghĩa là cái công việc của em nó lại cuốn vào cái khuyết điểm của em.
nên nó tạo thành một cái gọi là gắn liền. Vậy thì coi như cả đời là em cứ đi làm du lịch là em nhậu. Em nói thế thì tất cả mọi người làm du lịch là đều nhậu hết, uống nhiều như vậy hết. Dạ, nó cũng không hẳn. Ví dụ em ổn định được một thời gian, đối tác em nhiều, em có thể không nhậu mà là bạn nhân viên của em nhậu thế em. Có thể đó, dạ. À em nói vậy. Em có cái tài lẻ nào không ngoài cái diễn kịch ra? Dạ, ngoài cái diễn kịch ra thì trước đây em lại là có một cái đam mê là làm đẹp cho phụ nữ. Ví dụ em trang điểm, làm tóc. Cắt cho bạn gái bên kia được không? Em có thích cắt mái không? Nhờ anh cắt mái luôn nè. Cái mái á, cái dạ, mái của em chị thấy cần nên sửa chữa chút xíu á. Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng em không? Em tin anh không? Để anh cắt tóc cho đây nè, cái mái của em hơi bị dài nè. Anh có mang đồ nghề không? Vào chương trình thì anh có mượn được một cái kéo đó. Nhưng mà không phải là cái kéo cắt tóc anh Linh à. Kéo cắt giấy. Dạ, kéo cắt giấy luôn. Bây giờ em có tự tin để cho anh cắt không? Dạ rồi, tự tin. Anh Em cứ ngồi yên, em có thể khòm xuống một tí được. Dạ. Kéo nó mới cắt quần, mai quần sáng á. Tôi đó, tôi cũng có học cắt tóc, uống tóc đó. Lũ Đông Kinh á, tôi nhìn là tôi... Đừng có sâu quá nhìn nha. Nhìn em quá, em rung. Mất mái của người ta đó. Mẹ ơi, có đem nón cho con mẹ. Em có thể khòm xuống một tí nữa để nó dính tóc. Thực ra nhà tự nhiên có người yêu hay người chồng mà vừa biết cắt tóc, vừa biết làm đẹp cho mình á. Rồi xong lại còn biến đóng kịch hài hước cho mình, nó vui quá ha. Xong rồi chị. Lẹ làng vậy luôn hả bé? Thấy được không chị ha? Rồi, kết quả là em mất đi một số tóc. Đắp lại đi. Em á thì mọi thứ biết một chút. Cái này em cái đàn này là cái đàn gì em? Ukulele. Từng ngày trôi qua mau em chờ trong tiếng yêu, mà sao cứ để em chờ hoài à? Người gì đâu vô tâm để người ta nhớ mong, còn kêu em là cô bé này, cô bé kia. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Những lúc bên anh sao mà cứ nhìn mãi anh, để rồi mang hình anh vào trong mơ. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Chẳng hiểu cho em sao mà cứ đùa với ai, để người ta buồn hiu vì ghen tuông. Thật đáng ghét anh, ghét anh, ghét anh, ghét anh. Thật đáng ghét anh. Bữa đầu gặp nhau mà ghét quá, ghét gì? Không ghét, gái thương nó ghét là thương quá chị. Ghét dễ thương á. Đã đến lúc chúng ta quyết định. Cho em hỏi cái nút nó nằm đâu? Em cũng muốn hỏi. Tùy em sẽ muốn bấm chỗ nào thì em bấm. Ủa nó đâu rồi hả? Trái tim mình rung động thì mình bấm. Không rung động thì không bấm. Em bấm hết được rồi. Em bấm rồi đúng không? Dạ. Em cố tình bấm hay là vô tình bấm? Em có nhận thức em bấm ngay cả lịch luôn rồi. Thôi tôi với ông đi uống trà sữa đi. Không cần á, không cần. Thế rồi. Nói chung là khi con tim người ta mách bảo thì mình cứ làm thôi. Đừng sợ điều gì cả. Thậm chí tôi chưa đếm các bạn có thể bấm được. Để cho thấy rằng là các bạn đã tìm hiểu được với nhau rồi. Ha. Chúc mừng các bạn. Rồi nắm tay nhau đi, như thế là hay rồi. Dạ. Mình phải chủ động trong tất cả mọi công việc, như thế là tốt. Em nói với mẹ cái gì đi? Dạ thì con chỉ hứa là con sẽ là một người đàn ông tốt. Dạ. Tốt với ai? Tốt, tốt được rồi, nó chung chung. Ăn được. Dạ, người đàn ông tốt đối với gia đình. Mời bạn nam. Mời em trai ngồi. Xin mời đàn gái. Rồi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Cùng bạn tham gia chương trình, cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Huy. Năm nay 36 tuổi, quê ở Tân Châu, Tây Ninh.
và em hiện tại là giáo viên tại trường Trung học Phổ thông Tân Châu. Em dạy về gì Huy? Em dạy về vật lý. Em giới thiệu đi. Dạ em xin tự giới thiệu. Em xin chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Hồng Vân. Em xin chào quý vị khán giả. Em tự giới thiệu, em tên là Đinh Thị Hương. Em năm nay em 30 tuổi. Em sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Em là quê gốc ở đâu? Quê gốc em là Quảng Bình. Hương làm cái gì Hương? Em làm công ty điện tử của Nhật anh ạ. À công ty điện tử. Dạ. Rồi Huy, em cho bên đàn gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là không nhậu. Không cờ bạc, không cà phê, thuốc lá. Tức là tứ đồ tường, không dạ, có dưới cái nào hết. Dạ, không có tham gia cái gì hết. Giỏi rồi nha. Dạ. Thật ra cái điểm yếu cũng là cái điểm mạnh đó chính là không nhậu được. Nếu mà mình mà có biết chút chút hay là gì đó thì mình cũng có thể tham gia để có thể cùng anh em bạn bè tâm sự với nhau. Còn mình mà không biết thì cũng khó mà tâm sự giải bày với ai. Thì khi muốn nói chuyện với ai hay là muốn có một bạn bè gì đó cũng khó. Anh nghĩ cũng đâu khó đâu. Em không biết sao, chắc có lẽ là do bản tính của mình. Do bản tính, tức là em hơi sống khép kín chút xíu đúng không? Dạ. Mời bạn gái. Em giới thiệu đi. Dạ, em về ưu điểm của em là em siêng năng, sạch sẽ, thích nấu ăn, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em là chắc là do em sạch sẽ, kỹ tính quá nên là cũng khó chịu chị. Cái tật xấu của mình có không? Mình có hay càm ràm rồi hay nóng tính hay ghen tuông hay này? Ví dụ như em, cái tính của em thì chắc do sạch sẽ quá nên ví dụ như em dọn dẹp á mà người đó không dọn mà cứ bày ra, cứ quăng vật ra đó là em cứ hay nó cũng hay nói. Bạn gái, tình duyên bạn thế nào? Dạ, thực ra thì em mới quen được không lâu, được vài thời tháng thì em thấy người đó không hợp ý với mình á, nên là em cũng quen lâu vậy. Có nghĩa là em cũng quen rồi, quen nhiều rồi ha. Dạ. Nhưng mà thường là không có kéo dài được lâu đúng không? Vâng. Nhưng mà cái mối tình lâu nhất của em là bao lâu? Em thì không có mối tình nào lâu đâu anh, cũng vài tháng à. Thấy không có hợp với mình. Vài tháng vậy đó hả? Dạ. Cũng lâu rồi, ba năm rồi đó. Ba năm là không là, là, dạ, chưa là dạ. Chưa là không có bồ. Dạ. Có khi nào tại em khó tính quá không? Thế người ta cũng nói em là cũng chắc khó chịu khó tính như vậy á. Vậy hả? Dạ. Thôi, bên bạn trai. Dạ. Em có mối tình rồi Huy. Em có hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là nó diễn ra thời học sinh với sinh viên. Rồi, cho qua đi. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì nó diễn ra cách đây cũng hơn 8 năm rồi. Mối tình nó kéo dài không? Dạ, mối tình nó kéo dài khoảng 6 năm, hơn 6 năm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao lại phải chia tay? Thì cũng có về nhà chơi, cũng ra mắt gia đình. Thì em cũng muốn tới và cô ấy cũng muốn tiến tới. Nhưng mà có thể là do em còn trẻ nên là còn bồng bột trong cái chuyện yêu đương. Mình suy nghĩ không tới thì mình làm cho cô ấy bị tổn thương. Nên là cô ấy quyết định là ra đi, lấy chồng. Mình nhận cái đó ra cái không được của mình là tốt rồi. Dạ. Để mình rút kinh nghiệm cho mối tình sắp tới đó. Dạ. Tại... Như vậy đường tình hai bên cũng đã hiểu nhau rồi. Em, chị hỏi em nè, em muốn cái người đàn ông của mình phải như thế nào? Em muốn người đàn ông là biết quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe, biết siêng. Tính em kỹ nên là em không thích người ở người đó. Ở dơ là không được, không dạ, được dạ, đúng không? Dạ. Rồi ngoài cái sạch sẽ ra thì về mặt ngoại hình đó, em cần một người đẹp trai, mắt một mí hay là hai mí hay lỗ mũi cao không? Dạ, em thì thích ngoại hình em cao 1m56. Giờ em thích người đó cao 1m65-70 là được rồi. Với ngoại hình dễ nhìn, mũi cao, mắt hai mũi. Cái đó là quá dễ nhìn luôn á. Dạ. Để chị qua chị coi thử ông thầy giáo. Cái đòi hỏi bên nhà gái hơi bị cao đó nha. Cho nên là... Dạ, ô, chào, chị. Em. Dạ. Em cao mét nhiêu vậy? Dạ, em cao 1m66. Nè, chị để chị nè. Mắt hai mí đó, mắt hai mí. Mũi cao, mũi mộc, cao. Mộc không chị? Hả? Còn mộc tí xíu. Mập tí xíu, rồi đúng ý em luôn đó, tròn. Không mập quá không được đâu em. Dạ. Em ơi, dạ. Em mình dung cái cô gái bên đây sao? Dạ, nếu cách nói chuyện như thế thì em nghĩ là cô ấy hơi gầy một tí. Xem hay dạ, gì? Dáng chắc có thể là cao. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào của em không? Em thì cũng không cần phải lý tưởng đâu. Ngoại hình thì khoảng 1m50-55, hơn tí cũng không sao. Tính cách thì vui vẻ hoạt bát. Em thích một cái đức tính gì nhất ở một người con gái? Dạ, biết lo lắng cho gia đình, lo cho chồng, cho con và cũng như cho mẹ chồng á. Tại vì em với mẹ là chỉ có hai mẹ con thôi.
Có nghĩa là em muốn muốn lấy vợ và dạ, làm dâu. Dạ, vợ làm dâu đúng dạ, không? Đúng rồi. Ừ. À, tại vì em không thể nào đi xa được. Cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái? Thì em thấy đó là cái cô đó đã đáp ứng được rồi. Đó chính là sạch sẽ, gọn gàng, đó là được rồi. Em không thích người con gái bê bối. Nghĩa là bê bối quá. Trời, chào con gái. Dạ. Một cái vấn đề là em phải về làm dâu ở Tây Ninh đó, được không? Được. Hiện nay em ở Đồng Nai với ai? Ba mẹ em ở dưới Long Thành, lập nghiệp ở dưới Long Thành, còn em làm việc ở trên Biên Hòa. Thì Biên Hòa lại em ở với ai? Em ở một mình. Một mình ở trọ hả? Dạ. Thôi về Tây Ninh đi, anh thấy cũng ổn đó ha. Anh cảm giác rằng hai người này cũng hiền lành, cũng hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân thôi. Em gái đi với ai? Hôm nay em đi với anh trai Kết Nghĩa, em ngồi ở dưới. Anh trai Kết Nghĩa hả? Rồi, chào anh. Đây em xin tôi Phan Văn Tám, anh trai của em Hương. Thì đây em xác nhận thấy em Hương đây tu toàn công việc sạch sẽ, em trai đây cũng rất lịch sự, cao ráo. Thì nói chung đây thì anh thấy được rồi đó. Thì chúc cho hai em được hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Trời, anh trai rất là xúc tích luôn á, nói chuyện rất gọn, là xúc tích đi luôn. Dạ. Quy đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và một số học sinh đang học ở Sài Gòn á, có tham gia chung. Học sinh luôn ha. Dạ. Rồi đầu tiên chào cô. Dạ. Chào hai MC Quyền Linh và Hồng dạ, Vân. Dạ, chào chị. Và dạ, tất cả quý vị trong khán phòng này. Cô là người ở đâu? Ở Huế mà vô Tây Ninh lâu rồi. À, vào lâu rồi. Cô thấy con dâu tương lai của mình thế nào? Dạ, thì thấy cũng dễ thương hiền lành. Thì giờ cái ước nguyện của bác là muốn hai con tìm hiểu cho kỹ để đi tới cái một ngày hạnh phúc vậy thôi. Rồi cô có nhắn nhủ gì con trai của mình có nên bấm nút hay không? Thì giờ chưa đã tới đây rồi là mình muốn đi đến cái kết quả tốt đẹp thì mẹ khuyên con nên bấm. Dạ rồi, cảm ơn cô. Vậy thì hay rồi. Thôi bây giờ thì mình mở rào cho bên gặp mặt đi. Mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. Xin chào anh. Chào em. Có món quà đây là em tặng cho anh. Anh có món quà muốn tặng cho em. Thứ nhất là đây là đặc sản vùng Tây Ninh của anh, đó là bánh tráng. Dạ. Còn đây là một món quà với ý nghĩa là dù sau này em có bận bịu hay là như thế nào đó thì anh cũng mong là em sẽ giữ mãi cái thanh xuân cũng như là chăm sóc bản thân của mình. Dạ, em cảm ơn ạ. Đây là anh mở món quà này. Đi chơi với em á thì anh luôn là mang áo quần đấu thủ thách gây thách lưng ha, là cái là lịch sử. Em thích là người yêu hay là sau này chồng của em là đẹp, luôn đẹp. Anh cảm ơn em. Thủ tục đầu tiên đã xong, chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt. Anh thấy em sao ạ? Anh nghĩ là hồi nãy nghĩ thì hình dung lại là đúng. Nhìn em thì gương mặt sáng, nói chuyện dịu dàng. Em cách nói chuyện của em thì anh nghĩ là đúng là khó tính và rất là sạch sẽ. Dạ, em cảm ơn anh. Thế em thấy anh đầu tiên là giống như cảm nhận của em. Tính em thì thích đi làm nên trong lúc mà công ty nhiều việc á, đi làm chủ nhật em là đi làm suốt luôn. Anh có chịu chấp nhận cái chỗ đó không? Em thích đi làm á, nếu ví dụ như em quen một người nào đó mà em đi làm hoài mà cứ kêu là em đừng có đi làm nữa, em muốn cái người đó giữ cho em đi làm. Anh hồi nãy điều đó. Dạ, người ta nói là lao động là vinh quang mà, nên là đó là điều hợp lý. Quan điểm về gia đình như thế nào? Sau này anh muốn sinh mấy đứa con à? Anh thích hai đứa, gái trước trai sau. Hồi xưa anh cũng thích gái trước trai sau nhưng cuối cùng không có được đó. Còn hai đứa. Thế em cũng thích hai đứa. Mà nó nghe là bạn biết hát không? Bạn nữ nè. Giờ sau đây là em xin tặng anh chị một bài hát cùng quý vị khán giả một đoạn ca bài hát là Ở Hai Đâu Nỗi Nhớ nhé. Ở Hai Đâu Nỗi Nhớ hả? Dạ. Wow, cái bài đó hay lắm á. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống tâm cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm
rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Rồi mời thầy giáo Huy. Qua chương trình này em cũng có sưu tập được một cái bài thơ liên quan đến vật lý của mà em dạy, nên em cũng tặng cho bạn gái một tí. Dòng điện nào đưa anh đến bên em cũng đi qua muôn ngàn điện trở. Em có lúc thờ ơ hay mắc cỡ, hay bởi vì cảm kháng cuộn dây, con tim anh mách bảo đâu đây, hay chỉ tại hai bờ bản cực. Anh yêu em như tụ kia tích điện, nào ngờ em lại ngắt khóa ca. Ta lệch pha, em xa anh mãi, hằng mấy năm ánh sáng em ơi, tình yêu ta vẫn mãi tuyệt vời. Dạ xin hết. Hay lắm. Bây giờ mình hết thời gian rồi, chúng ta sẽ quyết định bằng nút bấm. Rồi, mời các bạn. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại các bạn, kiểm tra xem con tim nó có rung động chưa. 3, 2, 1, hết thời gian. Thầy giáo có vẻ bấm sớm quá. Ông thầy giáo này ông lẹ dễ sợ luôn. Đúng rồi, nào hãy nắm tay nhau. Cái công việc đầu tiên đó là hôn nụ hôn để chứng minh mình bấm nút bằng trái tim của mình. Mời các bạn. Anh xin phép em. Những chiếc vé xem phim của cuộc gặp Cinebox 212 đến chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Hai bạn nắm tay nhau thật chặt nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Số bao nhiêu ạ? 26. 26. Ai có số 26? Ôi ơi. Rồi chúc mừng con. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, trong sâu thẳm của những người thực hiện chương trình, bao giờ cũng mong muốn rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với những cặp đôi đã được kết nối trong chương trình, với hy vọng rằng chúng ta cũng thế hỗ trợ họ để họ đi đến một đích cuối cùng, đó là tình yêu trọn vẹn. Quyền Linh và Hồng Vân xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xem lại chương trình thông qua cổng YouTube MCV Media và cổng thông tin Lớp TV của mình nhé. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.
chị đi được lưng thẳng, con lưng cong con không đi được. Mình chỉ được cũng được. 28 năm nay chưa biết Valentine là gì. Còn em, còn tem luôn kìa. Dạ con cũng chắc vậy luôn. Chứ lại là em rất là trân trọng những người nào mà nấu ăn cho em. Cái ưu điểm là nấu ăn ngon. Ừ. Thích nấu ăn. Vậy là bằng kia khoái rồi đó. Bản tính của em là hiền, nhưng mà những người nào giữ với em thì em giữ lại thôi. Hiện tại bây giờ thì mong là một người phụ nữ biết quan tâm gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố. Rồi, đẹp gái luôn, phụ nữ là phải đẹp. Bên đây được chưa? Xấu chút kệ. Rồi, nói giỡn thôi. Bây giờ về cho hai bạn thoải mái, đừng có căng thẳng gì hết nha. Vui vẻ, thoải mái ha. Bạn trai nãy giờ bị bịt mắt hơi lâu, có vẻ hơi quạo ha, cười cho nó tươi nè. Rồi, bây giờ giới thiệu về thông tin cá nhân của mình. Lớn, to, rõ, để đối phương có thể nghe được nha. Mời em, em tên là gì? Dạ, đến với chương trình em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn... chơi bàn bên, em tên là An. Em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. An quê quán ở đâu, đang làm công việc gì? Em quê quán của em thì ở Hà Nội, nhưng mà hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở bên quận 2. Quận 2? Và làm việc bên quận 2 luôn. Làm việc quận 2 luôn, làm việc gì vậy cưng? Em làm nhân viên OPS đó chị, là Operation. Cái này là chuyên môn của ngành vận tải. Chuyên môn của ngành vận tải? Dạ. Nhưng cụ thể là em làm cái gì? Công việc, miêu tả công việc. Cụ thể của em là bên vận tải, là bên công ty của em là công ty tàu biển. À. Tàu biển là mỗi khi tàu vào là em sẽ làm kế hoạch tàu vào. À. Em sẽ đi làm giấy tờ thủ tục với các biên phòng, cảng vụ và hóa tiêu. Thì gọi nói chung em có thể gọi em là đại lý. Đại lý, nhưng mà là em ở trên bờ chứ em không có đi tàu. Dạ, em ở trên bờ, hôm khi tàu nào tàu cập bến em sẽ lên tàu một chút. Chứ không có đi lên trên tàu giống như là kiểu thủy thủ vậy là không có phải không? Dạ, cái đó thủy thủ đó em đi mấy năm trước rồi chị. Ủa, mấy năm trước có đi hả? Dạ. Rồi, tí xíu nữa sẽ khai thác sau để lấy thông tin cái đã nè. Rồi, vậy thì em vô thành phố Hồ Chí Minh sống lâu chưa? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh thì từ năm 2010 đến giờ. 2010 tới giờ? Dạ, 11 năm rồi chị. 11 năm, rồi trong này là đang sống ở đâu, sống với ai? Dạ, em đang sống với em gái của em. À, rồi hai anh em thuê nhà ở hay là đã có chỗ ở chưa, ổn định chưa? Dạ có chỗ ở ổn định rồi. Ở đâu vậy? Dạ bên quận 2 luôn chị. Chỗ đó là chỗ gì, của ai, mướn mua như thế nào, ý ta hỏi vậy đó, ai biết ở quận 2? Dạ thì cái nhà đó là nhà của ba mẹ em xây cho bên em. À, coi như là ba mẹ cho hai anh em ở. Dạ, nói chung là nhà bên chỗ của Cát Lái quận 2. Mua nhà ở lâu chưa cưng? Dạ em mới xây năm nay luôn. Chúc mừng em ha, giờ tăng giá rồi, lời nhiều rồi. Quận 2 giờ tăng giá lời nhiều rồi. Rồi nói vô cho vui thôi, là công việc cũng đã ổn định rồi ha. Rồi em gái là có gia đình chưa, có bạn trai chưa? Em gái năm nay 20. 20 à ha. Rồi. Rồi còn em, em giới thiệu về bản thân mình. Em tên Thu Hà, em sinh năm 90 và sống ở Bình Chánh và đang làm việc ở Bình Tân ạ. Sống ở Bình Chánh, làm việc ở Bình Tân, nhưng mà Hà là quê ở đâu cơ? Quê gốc em ở Hòa Bình. Hòa Bình, mình vào trong Nam lâu chưa? Dạ em vào được 20 năm rồi. 20 năm rồi? Dạ. Ồ, vậy là gia đình mình vào hết luôn rồi đúng không em? Dạ, dạ. Mẹ ở trong này luôn. Dạ. Ủa mà sao, ở Bình Tân là mình ở với... Không, em đi làm ở Bình Tân. À, ở Bình Chánh là mình ở, hiện tại trong nhà mình có ai? Dạ, ở nhà em là
hiện tại là còn mẹ với em trai, còn chị gái em thì đi lấy chồng. Dạ. Còn ba em thì mất cũng được 8 năm rồi. À, giờ là ở mẹ với em trai. Dạ. Rồi, thế thì cái công việc của em là đã ổn định chưa? Dạ, hiện tại thì em đang làm kế toán, là công việc của em thì ổn định. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì hả? Em thì là một người biết nấu ăn, biết lắng nghe mà giống như là hiểu cho người khác, giống như là hay suy nghĩ. Ví dụ như mình hay đặt tình huống của mình vô người khác để mình suy nghĩ về vấn đề đó. Dạ. Còn em có điểm yếu là em hơi rụt rè. Dạ, với cả cũng hơi là bị tự ti về cái chiều cao của mình xíu. Đúng rồi, em cao mét mấy? Em chưa được mét 5 nữa. Chưa được mét 5. Dạ. Thật ra là thật sự nó cũng không quá quan trọng đâu em. Dạ. Mọi người mình ăn thua là cái thần thái, rồi cái tính cách của mình, rồi cái cách mình đối nhân xử thế làm sao. Dạ. Nó mới cuốn hút được những người xung quanh, chứ cũng không phải là do cái bên ngoài quá. Dạ. Còn nếu mà sợ mà kiểu như là có nhiều người cứ muốn lấy người cao để gì đó gọi là phát triển nòi giống cho nó cao, thật ra bây giờ chất dinh dưỡng nó nhiều hơn ngày xưa. À, mình có sữa, mình có canxi bổ sung cho trẻ, trẻ sẽ tăng trưởng chiều cao, nên cứ đừng lo chuyện đó. Dạ. Không có gì tự ti hết. Chị thấy em rất là, em không nói chị không để ý luôn, chị thấy em rất là dễ thương, không có gì hết trơn nha. Dạ, em tin lên. Rồi thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì An? Điểm mạnh của em thì em chịu được khổ. Chịu cực khổ? Dạ. Thì đã từng chịu cực khổ chưa mà trả lời ngon lành vậy? Rồi chị. Ví dụ em chịu cực khổ gì em nói chị nghe coi. Thì nói cái ngành của em á. Nói cái vụ làm thủy thủ đó rồi sao? Dạ. Sao? Có gì cực thì khổ? Thì cái nghề của em là nghề đi biển, nó gọi là nghề cực khổ rồi. Thì đồng tiền thì kiếm có hơn cái ngành khách một chút thiệt, nhưng mà cái ngành đó là ngành rất là cực khổ. Nói lớn xíu, nói lớn bên này mới nghe được. Là em đi biển á, năm đó làm thủy thủ. Ừ. Thì lúc đó đi á, là em đi tuyến quốc tế vậy. Ừ. Thì đi lúc đó là mới xa nhà nên nhớ nhà lắm, là 2 tháng đầu tiên là không ngủ được, đó là tình trạng chung. Hiểu. Với lại sóng biển này kia không thể ngủ được, nó say sóng rồi gấp mấy lần say xe. Có ói mửa gì không? Dạ em được cái em say sóng có một ngày cái em hết. À, dạ. Cũng quen ha. Dạ cũng quen, nhưng mà lúc đó đi qua là qua Trung Quốc, với lại em đi tuyến Trung Quốc với Iran đó chị. Ừ. Thì cái bên Trung Quốc á, thì nó âm độ, âm 5 độ thì buồn, đi mệt rồi còn lạnh. Dạ. Nữa đi là cái tay được bóp cái thôi là nó đau lại. Như bóp là cái gì, tay bóp gì? Chỉ cần làm việc á chị. Tay bóp một cái, bóp cái gì? Dạ. Xong rồi xong hàng thì làm tầm 3 ngày là xong hàng, thì chạy qua đầu Iran, thì lúc đó bên Iran là tầm khoảng 50 đến 55 độ chị. Trời ơi. Dạ. Thay đổi đột ngột vậy đó. Dạ, trong vòng khoảng 20 ngày là bắt đầu là thay đổi đột ngột như vậy. Ừ. Mà cái khí hậu mình là 37 38 độ là chị thấy rất là mệt mỏi rồi. Dạ, mà 50 55 độ là bên tàu em là một số trường hợp là xỉu luôn trên tàu. Xỉu luôn. Là đi cấp cứu luôn. Dạ. Với lại một số trường hợp gió bão á, nó nguy hiểm, mà tàu em cũng đi thì cũng có một số người là bị tai nạn rất là nặng. Ghê vậy đó hả? Dạ. Mà một cái chuyến đi mà dài nhất ở trên biển á, về lại là bao nhiêu lâu? Chuyến đi dài nhất của em là bao lâu? Em không được về Việt Nam đâu. Em đi đằng đẵng cái nước này qua nước khác, thì trên biển cứ một tháng là em cập bờ một lần. Một tháng cập bờ một lần. Nhưng dạ. Mà ý chị nói là cái lần mà em đi mà dài nhất là bao lâu thì em trượt trở về nhà lại á, ý chị hỏi vậy á? Là 10 tháng chị. Đi 10 tháng? Dạ. Ghê, cũng là cực khổ ha. Dạ. Ngày nào cũng có cái khắc nghiệt của nó hết trơn. Nhưng mà được cái tiền cao mà, rồi tiền nó đâu hết rồi? À chứ mua nhà mua đồ đó, phải không? Có tiền mua nhà sao mua nổi chị. À, chứ không phụ. Đi làm cực khổ 10 tháng vậy rồi tiền đâu, trên biển có xài gì đâu. Rồi lý do tại sao đang làm ngon lành vậy, chuyển nghề? Dạ, thì thứ nhất là nó tủi thân lắm chị. Tủi thân cái gì? Thì cũng có nhiều người trên tàu mà, trên cái chuyến tàu là bao nhiêu con người? Dạ 28 người. 28 người. Có con gái không? Dạ không. Trai không? Trai không. Buồn ha. Dạ. Ờ buồn thiệt. Rồi sao? Thì đi mỗi lần xa nhà thì mỗi lần qua Trung Quốc em nói chị mà nó lạnh âm 5 độ á, mà làm hàng thì có một mình đi vòng vòng ở ngoài. Đó thì nó mưa nữa. Mưa nữa. Nó buồn lắm. Buồn mà nó nhớ nhà đó. Mà lúc đó có người yêu không? Dạ không. Không. Không có mà đã nhớ, có người chết luôn chị. Ừ, chết luôn hả? Nhưng mà rồi cuối cùng là cái động cơ gì, cái thúc đẩy em làm cái thủy thủ là bao nhiêu năm? Dạ em làm gần 3 năm. Gần 3 năm? Dạ. Rồi tại sao mà được 3 năm rồi là đổi nghề? Dạ tại vì em nghĩ là thì một phần cũng tác động ba mẹ em nữa. Thì em nghĩ là em sẽ đi thủy thủ, sẽ lên chức danh cao và sẽ kiếm được cái đồng lương nó khá hơn. Nhưng mà ba mẹ em nói là thôi mày về nhà đi, nhà mình cũng phải dạng thiếu thốn. Thì về nhà ráng mà làm ở nhà thì trước sau nó cũng có cái cơ hội. Ông cho chị tò mò cái vụ cái thời điểm mà mấy năm trước đó đó. Yeah. Mà anh đi vậy là ví dụ tháng lương là được bao nhiêu?
vào vậy đó, lên trên thì được thấy được không? Mới ra trường là lương là để được 15 rồi chị. 15 triệu. À, đúng rồi, nếu mà mới ra trường mà làm gì mà có cái lương cao vậy, đúng không? Dạ. Nhiều khi đi làm giờ em thấy học đại học rồi ra chứ làm mà lương chục triệu là cũng đỏ con mắt rồi. Mà thời đó mấy năm trước mà em làm lương vậy là cũng cao rồi. Cái gì cũng có hy sinh đánh đổi ha. Rồi bây giờ qua cái này thì đã ổn định rồi phải không? Là cũng công ty đó nhưng mà xin lên đất liền làm. Dạ. Hay là đổi công ty? Em đổi công ty luôn. À đổi công ty luôn. Riêng cái phần đại lý của em á. Ừ. À, chỗ đâu cũng sống được rồi, vậy là cũng tốt rồi ha, cũng bình yên rồi. Hay rồi, nghe công việc bạn á em thấy sao cưng? Mình sao? Ừ. Em không biết là bạn có phải đi công tác nhiều không á. À. Em dạ em rất ái ngại là nếu mà bạn người yêu của mình á đi công tác xa. À đi xa, dạ. Em thân dạ. Tâm vì cái đâu có đi đâu đâu phải không? Ở thành phố không à, bây giờ đâu có đi nữa. Cái này đang kể chuyện ngày xưa. Dạ. Còn bây giờ làm trên bờ rồi. Trên bờ thì đa số hầu như là làm giờ hành chánh. Nhưng mà cũng có nhiều lúc tàu cập bến khuya cũng phải ra cảng chứ em hả? Em không có làm giờ hành chính gì, nói chung là tàu. Tàu tới giờ nào là mình ra mình làm. Dạ. Làm lệnh cho cập bến này kia cái nọ đó phải không? Đúng rồi chị. Nhưng mà là ở thành phố thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ra ví dụ có làm tối thì cũng ra làm xong rồi đi về đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ không có qua đêm bên ngoài đúng không? Dạ. Không à, qua đêm bên ngoài vẫn có đó chị. À là, dạ. Là cho bạn gái tới kiểm tra cũng được, cho 21 vợ tới kiểm tra cũng được. Dạ. Nó chỉ đặc thù công việc mà em, bây giờ để kiếm được công việc ổn định như có đồng lương đâu có dễ đâu cưng. Để có được một vị trí, một cái chỗ làm mà tốt là phát triển kinh tế được là rất là quý. Nhưng mà không có đi công tác xa thì thôi mình cũng yên tâm. Cái ngành đó là như vậy, chị cũng có mấy người bạn biết á, chị biết á. Nhiều khi khuya vậy tàu nó cập bến tùy theo cái giờ. Cái nước nào nó về giờ nào thì mình phải chạy ra cảng. Mình làm xong giấy tờ thủ tục rồi mình về thôi. Nó là như vậy. Rồi còn tình trường thì sao cưng? Cưng trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Hả? Chưa một mối nào hết? Dạ chưa, em, nhưng mà em có yêu đơn phương thôi chứ cũng có chưa. Yêu đơn phương? Dạ. Yêu được mấy người? Đơn phương nhưng mà ý là em thích bạn đó nhất. Mà bạn có biết em thích bạn không? Dạ không. Mà em có nói cho bạn biết không? Dạ tại không. Sao vậy? Hồi đó là học cấp 3 á chị. Dạ xong rồi cái em đi học đại học á. Dạ thì... Từ khúc đại học đọc tới giờ cũng không để ý ai luôn hả? Để ý thì có nhưng mà để mà yêu á thì em không có. Rồi có những cái đối tượng nào mà người ta để ý em, người ta đeo đuổi em không? Dạ có. Tại sao em không thích mấy người đó? Lúc mà em học á thì em nghĩ là mình tập trung học á. Mấy em cũng sợ là em thấy mấy bạn mà giống như yêu mà thời đó thì các bạn chia tay rồi khóc lóc á, là em thì sống tình cảm nên là em sợ là mình không có vượt qua được cái điều đó, nên là em coi tất cả các bạn mà để ý em là đều là bạn hết. Bây giờ cơ hội cho qua luôn rồi. Bây giờ muốn dạ. Có bạn trai chưa? Dạ muốn có bạn trai mới tới đây. Rồi thí dụ như họ tìm được mối tình mà nó hợp lý thì theo em mong muốn là tìm hiểu bao lâu thì tiến tới hôn nhân là vừa? Nếu mà cả hai mà cảm thấy hiểu nhau á thì có thể cuối năm hoặc 3 năm. Dạ. Thôi là trong vòng 1 đến 2 năm dạ. Thôi đúng không? Dạ. Nhà cũng có đốc thúc gì chưa? Dạ nhiều ạ. Thấy không mà thiệt tiếc ghê á. Có một cái tuổi xuân là cái thời rực rỡ nhất. Thì người ta để yêu đương cho biết mùi đời với người ta. Rồi tự nhiên rồi không có một cái mối tình nào, không có kinh nghiệm gì hết á. À, giờ thì... Ê, vậy là có nụ hôn đầu đời chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ có nắm tay nhưng à, mà... Nắm tay dạ. Thì có hôn là chưa có. Dạ. Hôn mà chưa có là biết là còn trong trắng trinh nguyên đó cưng. Em thích đó, em nãy giờ em nghe em thích quá trời luôn. Em thích quá trời luôn hả? Ủa sao vậy? Sao tự nhiên là em lại thích vậy? Em không biết, em nghe nói là em thích rồi. Còn em sao? Tình trường em như thế nào? Em thì 30 năm thì em cũng chưa có mối tình nào cả. Cái gì? Dạ. 30 năm cũng chưa có mối tình nào? Dạ. Là trong trắng trinh nguyên luôn? Dạ. Không, đừng xạo không, con đàn ông, người ta phụ nữ người ta chưa có mối tình thì người ta còn trong trắng, tôi tin. Đàn ông không có mối tình chứ chưa chắc còn trong trắng à nha. Dạ. À, cái này thì em cũng không dám phủ nhận. Dạ. Thấy chưa? Không dám phủ nhận. Dạ. Được, người đàn ông rất là gọi là cái gì ta? Chân thật. Rồi có dạ. Sao nói vậy, đồng ý. Dạ. Nhưng mà thật sự là chưa có bạn một mối tình nào hết. Dạ, em chưa. Chưa có... hẹn hò yêu đương, chưa có hôn nụ hôn đầu đời với bạn gái đồ. Chưa có. Rung động đồ là chưa có. Dạ chưa có. Trời sao đáng tiếc vậy em? Em nói thiệt với chị thì năm cấp 3 là em học mà cũng ở ký túc xá chứ không ở nhà. Ừ. Em xa nhà từ năm cấp 3 á. Ừ. Là nó cũng chia hai phân khu là khu nam khu nữ. Ừ. Là trường nó cấm rất là nghiêm ngặt nên là nam ở bên nam nữ nữ không có thể. Ừ. Cái ra dạ. Trường cứ đi trên biển nữa cũng không có đối tượng luôn. Dạ. Trường... Sao từ cái khúc xuống bờ tới nay mấy năm rồi mà sao chưa có? À, nói chung là cũng môi trường làm việc tại con trai không chị?
từ lúc học đại học đến lúc ra trường là cũng trường. Ôi em ơi, chắc em có vấn đề bị gì không? Không có chị, em 100% là men luôn á. Chắc không? Chắc. Em chắc mà em thích gái đẹp. Em thích, không? Thích, thích thiệt mà. Thiệt mà sao mà tự nhiên thứ gì mà gì mà tôi nghi quá. Đâu có, em nhìn chị mà chị nói nghi gì. Chưa có mà chưa có để ý thích cô nào hết trơn bữa giờ mấy năm nay luôn hả? Thì thấy người phụ nữ thì xinh xắn đáng yêu thì phải thích chứ chị. Nhưng mà thích thì nhìn qua cái thôi cũng quên chứ không có gì mà. Có người chưa đủ động lực. Dạ chưa. Nhưng bây giờ công việc đã ổn định chưa? Có thời gian để đi yêu đương, đi tìm hiểu, đi hẹn hò lãng mạn chưa? Dạ có chị. Có không? Nếu được thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Em tầm 1 năm là em tiến tới được. 1 năm rồi. Dạ. Sẵn sàng mọi thứ ha. Dạ sẵn sàng. Ok. Chắc chắn ha. Chắc chắn luôn. Không có vấn đề gì ha. Không có vấn đề gì. Hứa nha. Hứa. Ôi tôi nghi lắm à. Rồi có hình không, cho chị coi hình coi. Hai bạn em có hình không? Dạ. Lấy chị Tường coi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì tiết kiệm một tí. Biết tiết kiệm. Dạ. Thì hai vợ chồng thì tính toán làm ăn. Ừ. Dạ. Hay là dạng như lễ phép với gia đình em. Lễ phép gia đình. Dạ. Dạ. Rồi. Vậy thôi. Hai trùng khớp quá ha. Bên đây đưa tấm hình 4 cô, bên đây đưa tấm hình 4 anh. Đây, điện thoại mình cũng có thể mở lớn ra mình xem được. Lựa chọn đi. Dạ. À. Em cao mét mấy cưng? An. Em cao mét 7. Mét 7, lựa đi em. Một anh chàng cao mét 7 thủy thủ. Dưới biển bây giờ đã trôi dạt lên bờ. Mét 55 hả? Nhìn vậy đâu thấy được chiều cao đâu, tại vì người ta đang ngồi hay là đang đứng gì không biết nữa. 4 cô đỏ rực hết ha. Hả? Trời ơi, cô nào tự quyết định đi chứ trời ơi. Đâu, anh nào chỉ đại coi. Linh cảm mách bảo anh nào. Em nghĩ anh đây. Lý do tại sao em chọn anh đó? Em thấy anh trẻ nhất trong tất cả các anh kia. À, trẻ nhất. Dạ. Là mình chọn thôi đó hả? Dạ. Ồ. Tại vì em nghĩ hình này cũng lâu rồi. À, rồi, ok, trẻ nhất thì mình chọn. Em chọn cô này đi. Cô nào? Cô này. Cô đó phải không? Lý do sao chọn cô đó? Cô to nhất trong hình. Hả? To nhất trong hình. To nhất trong hình là sao? Thì nó đập vào mắt là đầu tiên là bé này nên là em chọn. À, đập đầu tiên con bé đó nên chọn. Dạ. Yeah. Rồi để hỏi con bé đó đâu tôi đi kiếm nó cho. Rồi xin mời hai bạn nhìn về cánh cửa trái tim nha. Để xem cái sự lựa chọn của mình trong ngày đầu tiên ngày hôm nay ha. Như thế nào, giữ hình đi rồi so sánh nha. Dạ yeah, dạ yeah. Cho tôi biết kết quả. Tên 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 tên. Dạ cho anh. Đúng không em gái? Em chọn đúng không? Dạ chắc đúng. Đúng. Em chọn đúng không? Em chọn gần đúng. Gần cái con khỉ. Sai, nói sai chứ có vụ gần đúng. Dạ. Sai bị phạt. Dạ phạt. Phạt gì? Trên tàu buồn chắc hay hát nghiêu ngao làm bài không, hát tặng. Không có chị, em hát dở. Chứ em trên tàu em buồn em làm gì chở em khóc hả? Không có nhiều cái tiêu cực sao mà nói đây được chị. Tiêu cực hả? Trời, làm gì tiêu cực? À, không phải tiêu cực mà. Tóc móc mắt làm gì trên không tàu? Phải chị, nhưng mà trên tàu nó hát hò là em thuộc dạng không có chuyện, em hát không được luôn á. Chứ em làm gì trên tàu? Lúc em buồn quá em làm gì trên tàu nó thôi. Chơi với mấy anh em. Chơi cái gì? Chơi cái gì sao nói được? Chơi cái gì nói được chứ không thôi là tôi nghi ngờ nha. Chơi cái gì với mấy anh em? Thì anh em đa số trên tàu là dân Bắc chị. Mà mấy thằng trai không nhau chơi gì? Tụ tập lại thì đánh bài đó chị. Ờ phải nói rõ chứ. Dạ. Tự nhiên chơi trên tàu không được chơi gì. Dạ. Ờ đánh bài không à? Thì có cái khác nữa nhưng mà em không hát được. Có cái khác mà em không hát được là sao? Nhưng mà cái em không có sở trường, em phải là hát. À, dạ. À hát chứ không phải cái khác phải không? Tưởng. Dạ. Đâu có chơi cái khác nữa. Không hát được chị. Dạ. À không hát được. Dạ dạ dạ. Không hát được. Giờ mình phạt ảnh sao em? Giờ anh không hát được em muốn phạt ảnh gì? Phạt anh hát hả? Chúng ta không hát được. Ở này còn ác hơn tôi nữa. Để em biết là cái giọng ca của anh như thế nào mà anh kêu anh hát. Hát cho tôi nghe 2 câu thôi. Em giờ không biết bài gì luôn ta. Kệ đó. Một mai em có đi lấy chồng. Một mai em có đi lấy chồng. Ủa hát được mà. Vòng tay ân ai thay hình bóng. Vòng tay ân ai thay hình bóng. Được không em? Dạ được. Nói giọng biết giọng hát ấm. Xạo xạo. Dạ. Cái này là giấu nghề. Dạ không thiệt, em không hát, em vô hát karaoke là không hát mà chị hát câu em hát theo được câu